Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 106. Sư muội, muội nhận ra tiểu nha đầu này sao? Vũ giả toàn hệ, linh vũ song tu, tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy, chắc hẳn không phải là đệ tử của người bình thường. Thủy Nguyệt nói, nghĩ không ra, thế nhưng nha đầu này nhìn rất quen mắt. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Lan Lan cũng không nhớ ra nổi. Lan Lan a di giao nàng ta cho con được không? Con muốn biết rốt cuộc nàng ta là ai? Lục Kinh Vân nhìn thiếu nữ áo xanh, lập tức ngẩng đầu nói với Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan do dự một chút, lại nói với Lục Kinh Vân. Được rồi, nhưng con phải cẩn thận một chút, thực lực của nha đầu này không dưới con. Con biết rồi, ba vị a di có muốn trở về Phi Linh Môn hay không? Con đang muốn trở về Phi Linh Môn. Lục Kinh Vân nói, hắn cũng biết mấy ngày hôm nay người của tất cả các sơn môn lớn đều ở lại Phi Linh Môn. Đương nhiên, chúng ta cùng trở về. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, phất tay, sau lưng xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ, nàng cùng với Kính Hoa, Thủy Nguyệt tới đây là muốn ở cùng với nhi tử nhiều một chút. Thế nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh này. Mọi người nhảy lên yêu thú phi hành. Lục Kinh Vân đem thiếu nữ áo xanh bị cấm chế lên lưng yêu thú phi hành, sau đó bốn người cùng quay về. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh ra trời dường như càng ngày càng yếu. Trái lại dưới đao mang màu vàng, quang mang bốn loại thuộc tính của Lục Lâm Thiên vây quanh một cỗ quy nác mang màu vàng, cỗ quang mang màu vàng này càng ngày càng sáng. Thuộc tính mới, nhân loại này không ngờ lại có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới. Thái Cổ U Minh Viêm kinh ngạc. Dưới cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo này khiến cho hắn bị ảnh hưởng, không có cách nào khôi phục, liên tiếp bị tiêu hao, khiến cho hắn hiện tại rất là nghẹn khuất, thế nhưng lại bất lực. Nhân loại, chúng ta thương nghị một lát được rồi, ta thả ngươi ra ngoài, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không? Chỉ cần ngươi đi ra ngoài ta sẽ bỏ qua cho ngươi, được không? Thái Cổ U Minh Viêm bắt đầu lo lắng, cũng bắt đầu thỏa hiệp. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ, căn bản không nghe thấy lời nói của hắn bên ngoài. Toàn thân Lục Lâm Thiên tràn ngập kim quang, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng sắc bén, không ai có thể nhìn thấy, ở trong không gian to lớn của hư không bí cảnh bắt đầu có kim quang nồng đậm hội tụ. Vào đêm, trong đại điện của Phi Linh Môn, tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh đều tụ tập, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Dạ Vị Ương, Đạm Đài Tuyết Phi, Ô Trấn Vũ, Kỷ Diệu Tông. Tất cả đều có mặt ở đây. Mà lúc này người cầm đầu Phi Linh Môn chính là ba người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh mặc bộ y phục trắng như tuyết, khuôn mặt vốn tuyệt mỹ trải qua 5 năm này lại giống như già hơn 20 tuổi. Khó có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ khi trước, sợi tóc đen nhánh lúc này đã chuyển thành trắng. Trong đại điện, mọi người hàn huyên một phen, an ủi Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Để cho nàng bớt đau buồn, chuyện Đông Vô Mệnh vẫn lạc tất cả mọi người đều biết rõ. Chư vị có tâm, không đến đế cấp tất cả mọi người đều chết. Cho dù là tới đế giả cũng khó cam đoan không vẫn lạc. Cho dù là phong hoa tuyệt đại cũng vậy, cuối cũng sẽ hóa thành một đống xương trắng. Lão thân đã sớm nghĩ thông suốt, đa tạ chư vị. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói với chúng nhân. Tiên tử có thể nghĩ vậy được là tốt rồi. Đông Cung Phụng ở suối vàng nhìn thấy tiên tử như vậy cũng yên tâm. Vân Khiếu Thiên nói, đương nhiên chàng phải yên tâm rồi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khẽ gật đầu, nói, hiện tại mọi người nên nói chuyện chính sự đi. Lần này mọi người tới đây đều là vì Thiên Địa Minh. Mấy năm qua Thiên Địa Minh không có động tĩnh, sợ rằng bọn chúng đang nghỉ ngơi lấy sức. Ta muốn nói chuyện này đối với chúng ta mà nói hẳn là một cơ hội. Vân Khiếu Thiên nhìn mọi người nói. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi biến ảo, dường như muốn nói gì đó, sau đó ánh mắt cung kính nhìn về phía Mộ Dung Lan Lan. Một khi động thủ sợ rằng sẽ không thể vãn hồi, tuy rằng Thiên Địa Minh bị trọng thương, thế nhưng theo ta thấy, người có thể chính thức quyết định tất cả là tôn cấp, Vân Tông Chủ, nói như vậy Vân Dương Tông của ngươi đã đồng ý chuyện này rồi hay sao? Mộ Dung Lan Lan do dự một chút rồi hỏi Vân Khiếu Thiên. Chư vị! Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế của Thánh Linh Giáo Thành Đế. Thánh Thủ Linh Tôn Tiền Bối cũng Thành Đế, tăng thêm Hàn Băng Đại Đế gia nhập Phi Linh Môn. Hóa Vũ Tông bị diệt, lúc này đối với Đế Đạo Minh chúng ta mà nói, là cơ hội khó cầu. Mọi người đợi lâu như vậy có lẽ chỉ đơn giản là đang chờ một cơ hội. Vân Khiếu Thiên nói, cường giả của các sơn môn lớn nhìn nhau,
trong lòng tự nhiên đều hiểu rõ. Những năm gần đây đế đạo minh có thêm 4 đế giả, Hóa Vũ Tông vẫn lạc 1 đế giả. Nếu như lúc này động thủ, hy vọng cũng lớn hơn nhiều. Lần này tới đây, đế giả trong tất cả các sơn môn đều có ý tứ này. Tiên tử, không biết Phi Linh môn có ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau, Vân Khiếu Thiên lập tức hỏi Quỷ Tiên tử Bạch Oánh, Lục Lâm Thiên không có mặt, lúc này người có thể ra mặt ở Phi Linh môn, hắn biết rõ chỉ có một mình Quỷ Tiên tử Bạch Oánh. Việc này ta cần hỏi ý kiến qua một chút. Quỷ Tiên tử Bạch Oánh nói, việc này nàng không thể làm chủ. Hoặc có lẽ bây giờ đối với Phi Linh môn mà nói, chuyện lập tức ra tay với Thiên Địa Minh cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Cũng tốt, tới lúc đó chúng ta lại thương nghị một chút, hy vọng có thể mau chóng quyết định. Lữ Chính Cường nói, mọi người gật đầu, việc này không phải có thể quyết định chóp một sớm một chiều. Coi như là mấy người đang ngồi như bọ họ cũng không có quyền hạn toàn quyền quyết định. Mọi người thương nghị xong, Niếp Phong lúc này mới đứng dậy, hành lễ với mọi người rồi nói. Bái kiến chư vị tiền bối cùng trưởng bối, lần trước Phi Linh môn ta phát tin tức ra cho tất cả các sơn môn lớn, không biết chư vị có nhận được tin tức hay không? Vân Khiếu Thiên nhíu mày nói. Đã tra ra được một ít, Lam Linh hiện tại còn sống, thế nhưng ở nơi nào lại không tra ra được. Tin tức mà Thiên Vân Đảo nhận được cũng là như vậy. Đạm Đài Tuyết Vi nói. Đa tạ. Niếp Phong hành lễ với mọi người. Niếp Phong, chẳng lẽ Phi Linh môn người muốn tấn công Vạn Thú Tông? Lữ Chính Cường nói. Sư mẫu bị giam ở Vạn Thú Tông, chúng ta thân làm đệ tử đương nhiên phải nghĩ biện pháp. Niếp Phong nói. Sợ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi, lập tức nói. Trước mắt Lam Linh kia còn sống, tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như các người đột nhiên tới đó, ta nghĩ đến lúc đó sẽ phản hiệu quả. Huống chi nội tình của Vạn Thú Tông không phải bình thường. Các người cần phải cân nhắc kỹ càng. Nếu như thực sự chuẩn bị sẵn sàng thì đừng quên còn đế đạo minh chúng ta. Nếu như chúng ta cùng đi tới Vạn Thú Tông, hậu quả thế nào mọi người có lẽ đều biết. Ý tứ của Vân Tông chủ ta hiểu rõ. Chúng ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Quỷ Tiên tử Bạch Oánh nói. Phi Linh môn, trong một đình viện tinh xảo, lúc này thiếu nữ áo xanh bị cấm chế, hai mắt khép hờ, cơ nơ thân có quang mang nhàn nhạt quanh quẩn. Két! Cửa phòng bị đẩy ra, Lục Kinh Vân đi vào phòng, nhẹ nhàng đi tới bên người thiếu nữ áo xanh, quang mang màu xanh ảm đạm trên người thiếu nữ áo xanh đột nhiên bị thu liễm không thấy. Ngươi tên là gì? Sao lại nửa đường ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi nhận ra sư phụ ta? Lục Kinh Vân nhẹ nhàng đứng bên người thiếu nữ áo xanh, nhìn qua thiếu nữ áo xanh này trong lúc vô hình khiến cho hắn có một loại cảm giác thân thiết, giống như cảm giác giữa hắn và bối nhi vậy. Thiếu nữ áo xanh hoàn toàn không trả lời, hai mắt mở ra, nhìn Lục Kinh Vân lại không thèm để ý tới. Ta có thể nói chuyện, ngươi lại không nói lời nào, ta cũng không biết ép ngươi thế nào. Chỉ có thể phế tu vi của ngươi, sau đó giam ngươi ở trong Phi Linh môn. Lục Kinh Vân nói xong. Chân khí trong tay tràn ra, một đạo trưởng ấn đánh về phía bụng thiếu nữ áo xanh, nói. Ngàn vạn lần không nên hoài nghi ta, nếu như ngươi còn không nói ta sẽ phá đan điền của ngươi. Ngươi còn không có bổn sự này. Lúc này thiếu nữ áo xanh lập tức chém ra một tay, nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Kinh Vân. Cấm chế do Mộ Dung Lan Lan bố trí trên người nàng không ngờ lại bị phá bỏ. Ồ! Lục Kinh Vân lập tức kinh ngạc, thân ảnh lui về phía sau. Trưởng ấn đánh về phía trước, trưởng ấn va chạm với thiếu nữ áo xanh, trong nháy mắt hung hăng va chạm vào nhau. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Cơ hồ hai người cùng một lúc quát một tiếng, trên lòng bàn tay, một vòng xoáy bằng chân khí tuôn ra, lập tức đỡ upsilon.ng thẳng vào nhau. Phanh. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, hai vòng xoáy chân khí va chạm, hai cỗ lực lượng cắn nuốt đỡ upsilon.ng chạm đột nhiên sinh ra một cỗ phản lực cực lớn. Hai người đồng thời bị ngã xuống mặt đất. Tại sao ngươi lại biết Âm Dương Linh Vũ Quyết? Hai người rơi xuống đất, thế nhưng lại nhanh chóng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi rõ ràng hai người đều tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết, bọn họ thực sự không ngờ đối phương cũng là linh vũ song tu giống mình, lại là vũ giả toàn hệ, càng quan trọng là công pháp tu luyện lại giống nhau như đúc. Để ta nói trước, tại sao ngươi lại biết Âm Dương Linh Vũ Quyết? Lục Kinh Vân kinh ngạc đứng dậy nhìn thiếu nữ áo xanh hỏi. Sư phụ và Nam Thúc đều đã từng nói qua,
Âm dương linh vũ quyết này có lai lịch cực kỳ đặc biệt, không đến thực lực nhất định thì không nên hiện ra trước mặt mọi người. Trên đời này cũng không có ai có khả năng hiểu âm dương linh vũ quyết. Âm dương linh vũ quyết là do ngoại công ta dạy, tới lượt ta hỏi ngươi. Âm dương linh vũ quyết của ngươi lấy từ đâu? Thiếu nữ áo xanh kinh ngạc hỏi Lục Kinh Vân. Âm dương linh vũ quyết là sư phụ dạy ta, ngoại công ngươi tại sao lại biết được nó? Lục Kinh Vân cực kỳ nghi hoặc. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, dưới màn đêm, trên trời cao xuất hiện vô số ngôi sao, một vầng trăng sáng chiếu rọi sơn mạch. Trong một đình viện u tĩnh, Tử Yên u nhã đứng đó, thân ảnh thướt tha đủ để khiến cho mọi nam tử mơ màng, khiến cho tất cả nam tử trong thiên hạ động dung. Tử Yên, người vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì? Vừa dứt lời, tay áo Lam Thập Tam vung lên, lập tức cất bước đi tới, trên khuôn mặt tuấn lãng bất phàm kia vẫn là nụ cười đủ để cho bất luận nữ tử nào cũng phải khuynh đảo. Ta muốn biết ngươi chuẩn bị thế nào rồi, nếu như có thể chúng ta cũng nên bắt đầu. Đôi mắt giống như bảo thạch của Tử Yên nhìn qua Lam Thập Tam, nói. Xem ra đạt được truyền thừa của các tiền bối trong các, ngươi tiến bộ rất nhanh a. Nhanh nữa cũng vô dụng, không có Lục Lâm Thiên, không có đối thủ a. Lam Thập Tam thở dài nói. Lục Lâm Thiên không còn nữa, còn có Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lăng Thanh Tuyền, Nguyên Nhược Lan, chẳng lẽ bây giờ ngươi có nắm chắc đánh bại tất cả bọn họ sao? Ta nhận được tin tức, Dương Quá luôn tu luyện trong Chu Tước Hoàng tộc, Lục Tâm Đồng thì mấy năm nay tu luyện trong Độc Cô Hoàng tộc, có lẽ tiến bộ không ít. Những thần tử, thần nữ của các hoàng tộc kia sợ rằng cách đột phá đế cấp không còn xa. Dù sao chỗ tốt trong thần điện chính là do tổ tiên Lục Đại Nhân hoàng tộc lưu lại, ngụ ý là để cho bọn họ đột phá đế cấp. Trên khuôn mặt tinh xảo của Tử Yên hiện lên sự vũ mị, đôi mắt biến ảo. Chúng ta đạt được truyền thừa cũng không dưới tất cả mọi người, chỉ cần có thời gian thì sớm muộn cũng có thể so sánh được với bọn họ. Nhưng mà ta không hy vọng mình đi con đường này, chỉ có đi một đường như Lục Lâm Thiên, đi con đường của chính mình mới là thứ ta muốn. Lam Thập Tam trầm giọng nói. Không phải ai cũng có thể, từ viễn cổ tới nay, người lĩnh ngộ thuộc tính mới không chỉ có hai người. Thế nhưng người thành công chỉ có hai người, rất khó. Tử Yên nhíu mày nói. Vốn hắn cực kỳ có hy vọng, chỉ tiếc đoản mệnh, đã nhiều năm như vậy. Ai? Lam Thập Tam than nhẹ, lập tức nói. Ngươi hỏi ta chuẩn bị thế nào, chẳng lẽ sắp mở ra rồi hay sao? Nếu như ngươi không có vấn đề gì, vậy thì mở ra đi thôi. Ta cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lam Thập Tam mỉm cười, lập tức nói. Lần này số danh ngạch có biến hóa gì không? Hóa Vũ Tông bị diệt, danh ngạch đương nhiên có chút biến hóa, bên trên giao cho chúng ta phụ trách. Vậy thì ngươi phụ trách là được rồi, đừng có sai vặt ta. Lam Thập Tam nhìn Tử Yên, ngừng một lát rồi nói. Thiên địa các chúng ta có thể yên ổn đứng bên trên đại lục, trừ thực lực của bản thân thiên địa các ra, là sự công bằng. Chúng ta không tham dự bất luận phân tranh gì, có một ít chuyện ngươi phải công bằng một chút, quan hệ cá nhân và cảm tình tạm thời đặt một bên đi. Có thể lệch một chút ít, bọn họ cũng không dám nói, thế nhưng quá nhiều lại không tốt. Ta biết rồi, ta sẽ xử lý. Tử Yên gật đầu. Ta biết rõ, ta sẽ xử lý tốt. Tử Yên gật đầu, có một ít chuyện nàng muốn thiên vị một ít, thế nhưng cũng không có cách nào thiên vị quá nhiều, chỉ có thể tận lực mà thôi. Dưới bóng đêm, ánh trăng như tấm lụa bao phủ Phi Linh Môn. Trong phòng, Lục Kinh Vân nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt, ánh mắt chớp động, nói. Ngươi nhất định nghĩ sai rồi, sư phụ ta không giết cha ngươi, bằng không chính là cha ngươi. Lục Kinh Vân do dự một chút, lời nói kế tiếp có chút không dễ nghe, cho nên cũng không có nói ra miệng. Hừ, thiếu nữ áo xanh đương nhiên biết rõ Lục Kinh Vân muốn nói cái gì, nàng nhìn Lục Kinh Vân, nói. Không nghĩ tới người cũng là cô nhi, ta còn có mẫu thân bên người, ngay cả phụ mẫu người cũng không có. À a di, bọn họ đều đối với ta rất tốt. Lục Kinh Vân nói. Thật sao? Thiếu nữ áo xanh nhìn Lục Kinh Vân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi có thể đi, ta có thể thả ngươi, còn nữa, ngươi tu luyện âm dương linh vũ quyết, ta thấy nhất định ngươi có chút quan hệ với sư phụ ta, đáng tiếc hiện tại sư phụ ta bị nhốt trong hư không bí cảnh. Đợi sau khi sư phụ ta đi ra, ta sẽ hỏi người một câu. Người về cũng hỏi mẫu thân người đi, nói không chừng có thể hỏi ra thứ gì đó. Ánh mắt Lục Kinh Vân khẽ đảo, nói với thiếu nữ áo xanh.
nực cười, người có bản lĩnh làm gì được ta sao? Thiếu nữ áo xanh cắn bờ môi đỏ mọng nói. Ít nhất người cũng không làm gì được ta, huống chi hiện tại ta chỉ cần hô một tiếng, trong phi linh môn hiện tại ít nhất cũng có vài trăm người có thể đánh chết ngươi. Lục Kinh Vân nói. Ta không sợ chết, người đừng uy hiếp ta. Thiếu nữ áo xanh nói. Khóe miệng Lục Kinh Vân mỉm cười nói. Ngươi không sợ chết, thế nhưng mẫu thân ngươi lại đang chờ ngươi trở về. Ngươi chết, mẫu thân ngươi phải làm sao bây giờ, mẫu thân ngươi sẽ lẻ loi một mình à. Nói tới mẫu thân, ánh mắt thiếu nữ áo xanh lập tức biến hóa, đây tuyệt đối là uy hiếp đổi với nàng. Lục Kinh Vân nở nụ cười thỏa mãn, lập tức nói. Nhớ kỹ, ta thả ngươi, ngươi thiếu ta một cái mạng. Ta sẽ không cảm kích ngươi, ai bảo ngươi là đồ đệ của Lục Lâm Thiên. Thiếu nữ áo xanh nhìn Lục Kinh Vân nói. Ta chưa từng nghĩ tới việc ngươi sẽ cảm kích ta, ít nhất ta không muốn giết ngươi mà thôi. Lục Kinh Vân nói. Một lát sau, ngoài phi linh môn, trên một ngọn núi cao ngất, thiếu nữ áo xanh quay đầu lại nhìn thiếu niên tuổi tác không kém mình bao nhiêu, ánh mắt biến hóa. Nếu như ta xác định Lục Lâm Thiên chính là hung thủ giết cha ta, về sau ta vẫn sẽ giết ngươi. Dứt lời, thân ảnh thiếu nữ áo xanh lóe lên, lập tức biến mất trong bầu trời đêm. Sao ngươi lại tốt bụng như vậy? Nàng ta muốn giết ngươi, ngươi còn thả nàng. Bối nhi bên người Lục Kinh Vân nhẹ giọng hỏi. Không biết, ta cảm thấy nàng ta có chút bất đồng. Không ngờ nàng ta cũng biết âm dương linh vũ quyết, chuyện này có chút kỳ quái. Lục Kinh Vân nói nhỏ, có lẽ về sau hắn sẽ biết một ít chuyện, đáng tiếc hiện tại sư phụ không có mặt. Thời gian từ từ trôi qua, hôm sau, những đệ tử chiến thắng trong đại hội đế đạo minh đều tiến vào mật cảnh trong sơn mạch Vụ Đô tu luyện. Mà mấy ngày sau, tất cả các sơn môn lớn đều thu được một cái nhẫn chữ vật không bố trí cấm chế của thiên địa các. Sau khi thu được nhẫn chữ vật này, nhất môn chi chủ của tất cả các sơn môn lớn không khỏi kinh ngạc. Lập tức cả đại lục lặng lẽ biến hóa. Trong không gian nóng bỏng, Dương Quá nhắm mắt khoanh chân ngồi, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, không gian bị thiêu đốt tới đỏ rực. Nhiệt độ khủng bố này sợ rằng ngay cả chuẩn đế có mặt ở đây cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Thế nhưng Dương Quá lại có thể chống lại. Đây có thể nói là một kỳ tích, thậm chí nhiệt độ nóng bỏng này còn bị Dương Quá hấp thu vào thân thể. Theo thời gian trôi qua, khí tức từ trong cơ thể Dương Quá tràn ngập ra cũng từ từ tăng cường. Chân khí mênh mông giống như gợn sóng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Thậm chí trong lúc mơ hồ mang theo tiếng xé gió, khiến cho hỏa diễm nóng bỏng chung quanh bị ngăn cách ở bên ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngẫu nhiên thủ ấn của Dương Quá sẽ biến hóa, kéo theo từng đường vòng cung quỷ dị, từng đường vòng cung xẹt qua không gian, khiến cho không gian chấn động. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, không gian ngày càng nóng bỏng. Mà đường vòng cung trong tay Dương Quá biến ảo, gợn sóng quay cuồng, tạo ra từng đạo vết nứt đen kịt trong không gian. Trong vết nứt đen kịt kia khiến cho người ta có cảm giác thời không sai lệch, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy váng đầu hoa mắt. Một lát sau, Dương Quá lần nữa lâm vào trong trầm tư, ở trong không gian nóng bỏng này, khí tức khủng bố kia tiến vào trong cơ thể hắn, lại hoàn toàn giống như không có việc gì. Không có cách nào tạo thành thương tổn với bản thân hắn. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng này, Dương Quá trên tảng đá giống như lão tăng nhập định, không có chút phản ứng nào. Nếu không phải trên người có một cỗ khí tức mênh mông, chỉ sợ người ta nhìn vào đã tưởng hắn chết. Dưới trạng thái như vậy, thời gian lần nữa trôi qua. Trong không gian bao la, mà ngay cả trong không khí cũng xuất hiện khí tức nóng bỏng. Trong đình viện, Chu Loan cần một khối ngọc giản có quang mang quanh quẩn. Chu Thần Nhu thì nhìn về phía Chu Loan. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản mới biến mất, đôi mắt xinh đẹp của Chu Loan biến hóa. Đại tỷ, sao rồi? Chu Thần Nhu nhẹ giọng hỏi, từ trong mắt của Chu Loan, dường như nàng cũng nhận ra tin tức này không phải tin tức tốt lành gì. Thiên địa tháp của thiên địa các mở ra. Chu Loan nhìn Chu Thần Nhu rồi nói. A hát! Chu Thần Nhu lập tức kinh ngạc lên tiếng, trong mắt kinh ngạc không thôi, vội vàng nói. Vậy nói, chuyện thứ hai kia cũng sắp đến rồi đúng không? Mỗi lần thiên địa tháp mở ra không lâu, chuyện thứ hai sẽ xảy ra. Cũng cách nhau không lâu. Ánh mắt Chu Loan dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Lại là một lần ác mộng sắp tới, lần này không biết sẽ thế nào. Ánh mắt Chu Thần Nhu nhảy lên, nhìn Chu Loan rồi nói. Đại tỷ,
thần điện của nhân tộc cùng với thánh điện của tứ đại thú hoàng tộc chúng ta đã mở ra. Tỷ cảm thấy chuyện này nếu như thực sự đến, chúng ta có hy vọng gì không? Chuyện này không ai có thể biết rõ. Chu Loan than nhẹ, việc này nàng cũng hoàn toàn không biết. Đại tỷ, trong thánh điện Niết Bàn dục hỏa dường như càng ngày càng không bình thường. Chu Thần Nhu dường như nhớ tới một chuyện khác. Ta cũng cảm giác được. Trong mắt Chu Loan có chút lo lắng, từ khi Dương Quá tới thánh điện Niết Bàn dục hỏa, năng lượng trong thành địa tràn ra ngày càng nóng bỏng và bắt đầu cuồng bạo, khiến cho cả thánh địa chịu ảnh hưởng không ít. Liệu có liên quan tới Dương Quá hay không? Chu Thần Nhu nói. Cũng không biết tiểu tử này ở bên trong làm cái gì, không ngờ lại có thể ngây ngốc lâu như vậy mà không có chuyện gì, quả thực chính là kỳ tích. Hiện tại ta không thể không lo lắng, thánh địa chưa từng có nhân loại đi vào. Ta chỉ sợ hắn làm hỏng thánh địa, đến lúc đó thì phiền phức lớn. Chu Loan nhíu mày, thánh địa chấn động, đã có không ít trưởng lão đi tìm nàng. Hy vọng không xảy ra. Chu Thần Nhu mỉm cười, nụ cười khuynh thành. Ầm ầm. Lúc này cả đình viện thoáng run rẩy. Sao rồi? Chu Thần Nhu lập tức biến sắc, tâm thần phóng thích ra ngoài. Là động tĩnh từ thánh địa truyền tới. Khi Chu Loan dứt lời, thân ảnh xinh đẹp đã biến mất tại chỗ. Trong không gian, trong một sơn cốc ở trong ngọn núi khổng lồ, bốn phía giống như núi lửa, chung quanh không có lấy một ngọn cỏ, khiến cho người ta tới gần lập tức có cảm giác giống như sóng lửa đập vào mặt. Gợn sóng nóng bỏng trong không y gần không biết từ lúc nào đã bắt đầu nổi lên sóng gió. Siêu siêu. Trong chốc lát, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên ngọn núi phía trên sơn cốc. Chu Loan, Chu Thần Nhu đáp xuống, thân ảnh mềm mại, bộ cẩm bào không cách nào che giấu đường vòng cung mê người, hai người đều cực kỳ rung động, động lòng người. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Cả không gian to lớn lập tức lờ mờ. Dị tượng thiên địa, xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Chu Loan biến đổi, thanh âm giống như thanh âm của thiên nhiên khiến cho linh hồn người ta có cảm giác mát mẻ như tắm gió xuân. Ầm ầm. Trong không gian lờ mờ, mây đen dày đặc kéo tới. Cả không gian trong nháy mắt cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng. Cảnh này khiến cho tất cả cường giả Chu Tước hoàng tộc chạy đến khiếp sợ, ánh mắt mờ mịt nhìn lên không trung. Từng ánh mắt nhìn về phía thánh địa ở dưới, động tĩnh cực lớn này là tới từ thánh địa. Dị tượng thiên địa, có người đột phá đế cấp sao? Hẳn không phải, không có ai trong thánh địa, đây cũng không phải bộ dáng đột phá đế cấp. Nhân loại Dương Quá kia đang ở trong thánh địa a, nhất định là do hắn tạo ra động tĩnh. Dị tượng thiên địa, đây là. Mọi người ngạc nhiên, Chu Loan nhìn dị tượng thiên địa trên không trung. Đôi mắt dễ thương biến ảo, dường như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt lập tức đại biến, tinh quang trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, nói. Hẳn là Dương Quá ở bên trong lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp, đây là vũ khí thiên cấp xuất thế. Dương Quá còn chưa đạt tới đế cấp A, không ngờ lại có thể lĩnh ngộ ra vũ khí thiên cấp. Một cường giả Chu Tước hoàng tộc ánh mắt run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là dị tượng thiên địa giống như lúc xuất hiện vũ khí thiên cấp. Không gian chấn động không bình thường, vũ khí thiên cấp này dường như đối với Chu Tước hoàng tộc ta có không ít quan hệ A. Chu Thần Nhu nhìn không gian rồi nói. Thiếu chủ tự nghĩ ra vũ khí thiên cấp. Không dưới chủ nhân năm đó a. Trên một ngọn núi, trường bào màu vàng trên người Kim Huyền tung bay, giờ phút này trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng với khiếp sợ. Không tới đế cấp là có thể nghĩ ra vũ khí thiên cấp. Trên đời này có mấy người có loại bổn sự này. Ngoại trừ lão chủ nhân ra, Lục Lâm Thiên là người hắn nhìn thấy thứ hai. Mà bây giờ thiếu chủ cũng đạt tới một bước này. Dương Quá tự lĩnh ngộ ra vũ khí thiên cấp. Chung quanh sơn cốc. Không ít cường giả Chu Tước hoàng tộc nhìn thấy biến hóa bực này, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng và khiếp sợ, sau đó là rung động. Mọi người nhìn nhau, đồn rằng trong nhân loại, cho dù có người có thể sáng tạo ra vũ khí thiên cấp thì tuyệt đối phải có tu vi ngoài đế cấp mới có thể làm được. Nghe nói còn không phải tất cả đế giả đều có thể làm được. Siêu! Dị tượng trong thiên địa này chỉ một lát sau biến mất không thấy gì nữa, một đạo thân ảnh mặc áo xám, tuấn lãng bất phàm xuất hiện giữa không trung. Đây chính là Dương Quá mới từ trong thánh địa Niết Bàn dục hỏa đi ra. Không ngờ lại là cửu trọng đỉnh phong, Dương Quá này quả nhiên bất phàm. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Loan kinh ngạc,
ánh mắt nhìn về phía Dương Quá trên không trung, cảm nhận khí tức trên người Dương Quá lúc này, đôi mắt xinh đẹp không khỏi biến hóa. Trong một không gian khác, trên không trung một sơn cốc ực lớn, có một ngọn núi cực lớn giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Ngọn núi này giống như cao vạn thước, từ bên trên nhìn xuống dưới bốn phía xanh biếc, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo. Siêu! Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đáp xuống ngọn núi, mấy cường giả sau lưng, linh lực lan tràn, một đạo quang trụ bằng linh lực bắn vào trên ngọn núi. Ầm ầm, cả không trung lập tức ầm ầm run rẩy, trên ngọn núi khổng lồ lập tức hiện lên một lối vào bằng gợn sóng trong không gian. Một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động ở bên trong tràn ra. Hồng Lăng, Tâm Đồng, 5 năm rồi, các ngươi có thể đi ra. Nữ tử tuyệt mỹ dịu dàng cười, dung mạo vốn đã tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, lúc này lại dịu dàng nở nụ cười càng thêm tuyệt mỹ, chính là thần nữ Độc Cô Cảnh Văn của Độc Cô gia tộc. Siêu siêu. Trong lối ra trước ngọn núi, một lát sau có hai đạo thân ảnh thả người bay ra. Cũng là hai nữ tử tuyệt mỹ, một người mặc trang phục màu xanh, thân thể mềm mại, bay bổng, linh lung. Người khác mặc bộ váy dài màu tím, toàn thân mang theo hàn ý nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Vũ Tôn ngũ trọng, Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong. Độc Cô Cảnh Văn nhìn nhị nữ trong không trung, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự kinh ngạc. Mấy lão giả Độc Cô gia tộc sau ưng cực kỳ giật mình. Cảnh Văn tỷ, có phải có chuyện gì hay không? Có tin tức của Lâm Thiên chưa? Thân ảnh Vân Hồng Lăng lóe lên, lập tức đi tới bên người Vân Hồng Lăng. Lâm Thiên còn chưa có tin tức. Độc Cô Cảnh Văn khẽ lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp ảm đạm, dung nhan tuyệt mỹ mấy năm này đã thành thục hơn rất nhiều. Ca ca nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ đi ra ngoài được. Lục Tâm Đồng tuyệt đối tin tưởng vào ca ca mình, nàng tin rằng ca ca mình sẽ không chết, chắc chắn sẽ có một ngày đi ra. Đúng vậy, ta cũng tin như vậy, năm đó mấy lần nguy cơ hắn cũng không có việc gì. Lần này cũng giống vậy, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Độc Cô Cảnh Văn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự chờ mong, lập tức nhìn về phía Lục Tâm Đồng, rung động nói. Tâm Đồng, muội quả thực đã khiến cho ta giật mình. Thời gian 5 năm muội đã là Linh Tôn cửu trọng đỉnh phong. Tiến bộ quả thực khủng bố a. Chuyện này quả thực phải cảm ơn Cảnh Văn tẩu tử, nếu không có tẩu tử, muội cũng không thể tu luyện trong mật địa. Lục Tâm Đồng nói, nàng biết rõ muốn tiến vào trong mật địa của Độc Cô gia tộc tu luyện không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không phải Cảnh Văn tỷ và trưởng lão trong tộc ra sức nói thì nàng căn bản không thể tiến vào mật địa này. Chỗ tốt trong mật địa ra sao chỉ có bản thân nàng tự biết. Nói chuyện này làm gì, chúng ta đều là người một nhà. Độc Cô Cảnh Văn nói. Cảnh Văn tẩu tử, bên ngoài thế nào rồi? Lục Tâm Đồng hỏi. Bên ngoài vẫn còn yên tĩnh. Lục gia có ta và Vô Song tỷ phái tộc nhân nhìn qua, phụ mẫu cũng không có chuyện gì. Trong Phi Linh Môn Hàn Băng Tôn giả đột phá thành đế, tăng thêm Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế hiện tại chẳng khác gì có tứ đế tọa chấn. Cũng không có chuyện gì. Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn lóe lên, có chút cao hứng nói. Đúng rồi, có tin tức tốt. Có gì tức gì tốt? Lục Tâm Đồng lập tức hỏi, hiện tại tin tức tốt quả thực không nhiều lắm. Độc Cô Cảnh Văn cười cười, nhìn Lục Tâm Đồng nói. Đại ca Dương Quá của muội mấy ngày hôm trước lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp trong Chu Tước Hoàng tộc, tạo ra không ít động tĩnh. Nghe nói thực lực cũng đạt tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong. Thiên phú bực này, cách đột phá đế giả có lẽ cũng không cần bao lâu nữa. Đây quả thực là tin tức tốt, đại ca rốt cục hoàn toàn không có việc gì rồi. Lục Tâm Đồng vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười hiếm hoi trong mấy năm này. Cảnh Văn tỷ, tỷ gọi chúng muội ra chắc hẳn còn có chuyện khác đúng không? Vân Hồng Lăng hỏi, thiếu chút nữa ta đã quên. Độc Cô Cảnh Văn nói, ta gọi các muội đi ra là bởi vì thiên địa tháp của thiên địa các sắp mở ra. Các muội phải lập tức trở về nếu như không muốn mất đi cơ hội. Thiên địa tháp là nơi nào? Lục Tâm Đồng hỏi, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, ngay cả Vân Hồng Lăng cũng như vậy, rõ ràng hai người đều không biết thiên địa tháp là nơi nào. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng vừa mới nhận được tin tức mấy ngày trước. Do dự vài ngày mới quyết định thông báo cho các muội. Có lẽ cho dù ta không thông báo cho các muội, Phi Linh Môn và Vân Dương Tông cũng sẽ phái người đến đón hai muội trở về. Độc Cô Cảnh Văn nói. Siêu siêu. Ba đạo thân ảnh xinh đẹp bay lên trời,
lập tức rời khỏi ngọn núi. Trên đường đi, Lục Tâm Đồng và Vân Hồng Lăng cũng biết được tin tức về Thiên Địa Các từ trong miệng Độc Cô Cảnh Văn. Thiên Địa Tháp chính là mật địa của Thiên Địa Các, đồn rằng mỗi một lần mở ra đều để cho người của tất cả các thế lực lớn trong đại lục tiến vào bên trong. Người có thể tiến vào trong đó ít nhất cũng là tôn cấp. Mà đế giả và chuẩn đế không thể tiến vào bên trong. Trong Thiên Địa Tháp đồn rằng có chỗ tốt cực lớn, thậm chí đồn rằng còn có không ít truyền thừa của đế giả. Vận khí tốt là có thể có được, lại có đồn rằng từng có người ở bên trong nhận được thần khí, vũ khí thiên cấp, thậm chí là đan dược đế phẩm. Đương nhiên người có được những thứ này vô cùng ít ỏi. Mà chỗ tốt lớn nhất trong Thiên Địa Tháp càng khiến cho mọi người đổ xô vào, người có tu vi tôn cấp sau khi tiếp vào trong Thiên Địa Tháp, về sau phương diện tu vi sẽ không có một chút trở ngại nào tấn thăng lên tôn cấp cửu trọng đỉnh phong. Về phần đế cấp, có thể tiến vào trong Thiên Địa Tháp, về sau muốn đột phá đế cấp, bình quân cứ 5 người sẽ có một người đột phá đế cấp. Thiên Địa Tháp không ngờ lại mạnh như vậy, rốt cuộc trong đó có thứ gì? Trong một đình viện tinh xảo, có phong cách cổ xưa, Vân Hồng Lăng nghe vậy lập tức nghi hoặc hỏi Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng cũng cực kỳ hiếu kỳ. Độc Cô Cảnh Văn nhìn nhị nữ, lập tức nói. Nghe nói trong Thiên Địa Tháp có đế cảnh. Đế cảnh? Lục Tâm Đồng nghi hoặc. Đúng, chính là đế cảnh. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói. Thiên Địa Các ở thời kỳ xa xưa đã tồn tại, đồn rằng Thiên Địa Tháp chính là một vị cường giả đỉnh cấp thời viễn cổ của Thiên Địa Các thi triển thần thông tạo ra nó. Chính là một không gian đế cảnh, bên trong có tâm cảnh đế giả, chỗ tốt khi tu luyện bên trong không cần phải nói. Nếu như tu vi có thể đạt tới tình trạng như muội, thiên phú lại có đủ mà nói, ở bên trong đột phá thành đế cũng không phải là không được. Đồn rằng trong Thiên Địa Tháp khi trước từng có một nhân vật phong hoa tuyệt đại, có thể đột phá thành đế ở bên trong. Thành đế, hóa ra còn có chỗ tốt bực này. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lập tức sáng ngời, đột phá thành đế, đây chính là thứ mà hiện tại nàng muốn nhất. Chỉ có thành đế nàng mới có thể báo thù cho sư phụ, chỉ có thành đế mới có thể báo thù cho đệ tử Phi Linh Môn vẫn lạc. Lúc trước sư phụ vẫn lạc, nàng cũng muốn xông tới Thiên Kiếm Môn báo thù cho sư phụ. Thế nhưng sư mẫu giữ chặt nàng, nhắc nhở nàng, không thành đế, tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Đương nhiên, nghe nói phàm là người có thể đột phá thành đế trong Thiên Địa Tháp còn có thể được thưởng vô cùng lớn, khen thưởng cực kỳ khủng bố. Độc Cô Cảnh Văn nói, nơi có chỗ tốt bực này, Thiên Địa Các tại sao lại cam lòng để cho tất cả các sơn môn đi vào? Vân Hồng Lăng nghi ngờ hỏi, điều này ta cũng không biết, Thiên Địa Các là tồn tại đặc thù. Mà ngay cả tiền bối trong Độc Cô gia ta cũng nhắn nhủ lại, không được trêu vào Thiên Địa Các. Độc Cô Cảnh Văn cười khổ nói. Trên Vân Dương Tông, trong đình viện, Vân Khiếu Thiên nắm 7 khối ngọc giản trong tay. Trên 7 khối ngọc giản đều có bí văn đồ án của Thiên Địa Các, quang mang nhàn nhạt lưu chuyển. Tông chủ, Thiên Địa Các phân cho chúng ta 7 danh ngạch. Đại Hộ Pháp nói. 7 danh ngạch, trước kia là 4, hiện tại là 7. Nhiều hơn 3 phần. Hy vọng lớn hơn không ít. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Chúng ta không có cách nào đặt chân lên cổ vực, nếu như có thể chính thức đặt chân ở cổ vực, danh ngạch sẽ lớn hơn không ít. Ánh mắt Đại Hộ Pháp biến ảo, nói. Không biết Phi Linh Môn nhận được bao nhiêu danh ngạch? Ta còn chưa hỏi, thế nhưng có thể khẳng định, Phi Linh Môn hiện tại đã có thể tạo thành thế chân vạc với Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo. Cho nên danh ngạch tuyệt đối không dưới đám người Lan Lăng Sơn Trang và các sơn môn còn lại. Vân Khiếu Thiên nói tiếp. Cũng không biết đám người Vạn Thú Tông, Huyễn Hồn Môn nhận được bao nhiêu danh ngạch. Đợi sau khi đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Huyễn Hồn Môn, Thiên Kiếm Môn cùng tiến vào cổ vực chúng ta sẽ biết được. Có lẽ đều là 7 danh ngạch a. Đại Hộ Pháp cân nhắc rồi nói. Không biết Thiên Kiếm Môn có được như vậy hay không? Thế nhưng Vạn Thú Tông vốn không chỉ có 7 danh ngạch, thế nhưng hiện tại, có lẽ Doãn Ngạc đang nổi giận không thôi à. Vân Khiếu Thiên cười ha hà nói. Nghe nói Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông thông gia với nhau là bởi vì danh ngạch. Hóa Vũ Tông vì thông gia với Vạn Thú Tông mà phải trả một cái giá lớn. Có lẽ bọn họ không ngờ tới kết cục như bây giờ. Đại Hộ Pháp nói. Trong cổ vực vốn có 4 thế lực lớn, nội tình của Hóa Vũ Tông yếu nhất, thời gian ngắn nhất. Thực lực cũng là yếu nhất, chỉ là lão gia hỏa địa vũ kia bất phàm, không ngờ lại bị Thiên Đế đại nhân tiêu diệt. Nói tới hai chữ Thiên Đế,
trong mắt Vân Khiếu Thiên hiện lên sự kính sợ, dường như sợ thiên đế kia biết hắn không thành kính vậy. Ngừng một lát, Vân Khiếu Thiên tiếp tục nói. Hóa Vũ Tông chảy máu nhiều, hẳn là có mưu đồ của riêng mình. Vạn Thú Tông tự nhiên cũng nhân cơ hội đạt được chỗ tốt. Thế nhưng không ngờ bởi vì Lam Linh và Lâm Thiên, tính toán của Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông đều sụp đổ. Thực lực của Hóa Vũ Tông yếu nhất, trong nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang từ trước tới nay đều ở thế yếu. Muốn lôi kéo Vạn Thú Tông, cho nên tình nguyện xuất ra danh ngạch vào thiên địa tháp. Thế nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện lại biến đổi theo chiều hướng khác. Đại hộ pháp mỉm cười nói. Tuy rằng Hóa Vũ Tông bị diệt, thế nhưng những người chạy thoát che giấu cực tốt. Ngay cả chúng ta cũng không tìm thấy. Trong mắt Vân Khiếu Thiên hiện lên sự ngưng trọng, nói. Đại bộ phận nội tình của Hóa Vũ Tông đều bị mang đi. Nhất định đã có người mật báo sớm cho bọn họ, bằng không dùng tốc độ của chúng ta lúc trước, người Hóa Vũ Tông căn bản không kịp trốn. Người chạy thoát cũng không nhiều, thế nhưng nếu như có thể đạt được đại bộ phận nội tình của Hóa Vũ Tông, quả thực cũng kinh người. Đại hộ pháp nói, chậm rãi điều tra, ta tin rằng tất cả các sơn môn lớn đều đang tra. Ai cũng mơ tưởng tới, cũng không biết hiện tại rơi vào trong tay ai. Vân Khiếu Thiên đứng dậy, đứng chắp tay, nói tiếp. Phái người đi Độc Cô ra chưa? Thời gian không còn nhiều lắm, đợi Hồng Lăng trở về, nên tiến vào trong thiên địa tháp rồi. Đã phái người đi, không biết có tới kịp hay không? Đại hộ pháp nói. Giống. Ngao. Trong Vạn Thú Tông, trong Sơn Mạch Liên Miên thi thoảng có thanh âm yêu thú truyền tới. Trong Sơn Mạch, trong một đình viện ở vô số kiến trúc, trong phòng nhỏ lúc này có một đại hán mặc hoàng bào, thân thể tục tằn đang ngồi trên ghế. Thân thể đặc biệt tục tằn, hai mắt như chuông đồng. Mái tóc dài màu đen, nhìn bộ dáng này cũng chỉ có Doãn Ngạc mà thôi. Lúc này Doãn Ngạc nhìn bảy khối ngọc giản trong tay, ánh mắt cực kỳ khó coi, mang theo sự tức giận nói. Đều tại tiện đồ kia, 12 danh ngạch A, lúc này chỉ có 7, có 7 mà thôi, 4 Vạn Thú Tông ta có cơ hội đè đầu những sơn môn khác. Hồng Vân chậm rãi đi vào phòng, trên người mặc bộ váy dài màu đỏ nhạt, khí chất bất phàm, trên bờ vai còn có một đầu yêu thú giống như chim, toàn thân màu trắng, cực kỳ đáng yêu. Lúc này Hồng Vân cũng đã là tông chủ Vạn Thú Tông, nàng nhìn sư phụ Doãn Ngạc, nói. Sư phụ, chúng ta có 7 danh ngạch. So với bình thường đã hiểu hơn 4 rồi. Ta biết rõ con muốn cầu tình cho tiện đồ kia. Doãn Ngạc nhìn Hồng Vân, nghiêm mặt nói. Hồng Vân, con không được theo gót tiện đồ kia, con thân là tông chủ Vạn Thú Tông, nên biết vị trí của mình. Tiện đồ kia hiện tại cửa nát nhà tan, làm ra cũng không có kết cục tốt. Đây chính là kết cục phản tông. Con biết rồi sư phụ. Hồng Vân nói, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tiện đồ. Vốn là 12 danh ngạch A. Ánh mắt Doãn Ngạc trầm xuống, hung hăng đập tay xuống bàn, khiến cho cái bàn trước người bị đánh tháp NHH mảnh vỡ. Đêm tới, yên tĩnh, lặng lẽ, gió đêm khẽ thổi. Trong Phi Linh Môn, trước Vạn Nhân Môn, có một mộ địa cực lớn. Trên tấm bia mộ có khắc mấy chữ thôi hồn độc tôn đông vô mệnh rất to. Lúc này có một đạo thân ảnh màu xanh đứng trước mộ, ánh mắt ước át, cung kính dập đầu 3 cái. Sư phụ, con trở lại thăm người, không bao lâu nữa con có thể báo thù được cho người rồi. Một thân ảnh xinh đẹp màu tím chậm rãi tiến lên, cung kính tiến lên, dùng ống tay áo lau sạch cho bụi trên bia mộ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh đến bên người Lục Tâm Đồng và Dương Quá, ánh mắt nhìn qua bia mộ, trong mắt hiện lên chút vui vẻ, miệng nói. Lão gia hỏa, có thấy không? Tâm Đồng đã là linh tôn cửu trọng đỉnh phong, cách đế giả chỉ một bước ngắn. Ngươi đã nói hy vọng lớn nhất của ngươi chính là có thể nhìn thấy Tâm Đồng thành công đột phá thành đế, ta thấy bước này sắp tới rồi. Sư mẫu. Lục Tâm Đồng quay người, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh. Nhà đầu, yêu tâm đi, mấy năm này ta đã nghĩ thông suốt, sẽ không thương tâm nữa. Lão gia hỏa kia cũng không hy vọng mỗi ngày ta đều thương tâm, nhất định hắn hy vọng ta sẽ sống tốt. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn qua bia mộ rồi mỉm cười. Lập tức nói với Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Được rồi, hai người các người đều kịp trở về, ta cũng yên tâm rồi, chuẩn bị tới đại điện thương lượng danh sách đi vào thiên địa tháp đi. Vâng, Lục Tâm Đồng khẽ gật đầu nói. Trên một đình viện ở Hậu Sơn Phi Linh Môn, chúng cường giả Phi Linh Môn ngồi đó, đều là những gương mặt quen thuộc kia. Một phú tôn cửu trọng đỉnh phong,
lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp, một linh tôn cửu trọng đỉnh phong, linh hồn lực đại tăng, tốt lắm, tiền đồ vô lượng. Trong đình viện, bàn băng đại đế nhìn hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá, ánh mắt kinh ngạc và hài lòng. Dương Quá, vũ khí thiên cấp người lĩnh ngộ là gì? Ta rất ngạc nhiên. Thánh thủ linh đế nhìn Dương Quá, trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Dương Quá đứng lên, nhìn Lệ Quỷ nói. Lệ Quỷ, người công kích ta thử xem. Không thành vấn đề, ta sẽ không khách khí. Lệ Quỷ đương nhiên biết rõ tu vi thực lực của đại thiếu gia, lúc này hắn cũng muốn biết rõ rốt cuộc đại thiếu gia lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp gì. Hắn lập tức bước ra một bước, năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ trong tay tạo thành một cột nước, lập tức bắn về phía Dương Quá. Trong sát na, những nơi cột nước đi qua, không gian hiện lên vết nứt đen kịt. Lệ Quỷ cũng không lưu tình chút nào. Lệ Quỷ, người không sợ hủy nơi ở của sư huynh sát phá quân sao? Dương Quá cười nhạt một tiếng, dứt lời, thủ ấn đột nhiên biến hóa, phất tay một cái, một vết nứt đen kịt theo đường cong huyền ảo trong tay xuất hiện. Vết nứt đen kịt xuất hiện trong không gian, đạo công kích của Lệ Quỷ lập tức bị cắn nuốt vào trong vết nứt không gian rồi biến mất không thấy. Vết nứt không gian xác nhập lại, tất cả khôi phục lại bình thường. Công kích của Lệ Quỷ ngay cả thân hình Dương Quá cũng không thể làm lay động mảy may. Thậm chí ngay cả chéo áo cũng không bị lay động. Lực lượng không gian, đây là lĩnh ngộ lực lượng không gian. Lúc này Hắc Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Quá. Đúng vậy, ở trong thánh địa của Chu Tước Hoàng tộc, trừ một ít chỗ tốt đạt được trên thân thể ra, thuận tiện ta lĩnh ngộ lực lượng không gian. Dưới sự ảnh hưởng của lao ngục thời không của nhị đệ, ta cũng đem không gian và thời gian dung hợp lại một chỗ. Không nghĩ tới lại là vũ khí thiên cấp. Dương Quá khẽ mỉm cười nói. Lực lượng thời gian, lực lượng không gian còn có thể dung hợp sao? Thánh thủ linh đế dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Quá nói. Xem ra lần trước bị trọng thương đối với ngươi mà nói vừa là đại họa vừa là kỳ ngộ. Lực lượng không gian của Chu Tước Hoàng tộc cũng bị ngươi lĩnh ngộ. Lực lượng thời gian, lực lượng không gian còn có thể dung hợp, quả thực có chút biến thái a. Ta đối với Lâm Thiên không hiểu quá rõ, thế nhưng nhìn thấy hai huynh muội các ngươi ta đã mở rộng tầm mắt rồi. Hàn Băng đại đế mỉm cười, nhìn hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá nói. Lúc trước ta thu nhận phá quân, cho rằng thiên phú của nó đã đủ khiến ta thỏa mãn. Hiện tại sau khi nhìn thấy cái ngươi, quả thực ánh mắt ban đầu của ta có chút không đủ. Sư phụ, người đang nói móc con sao? Hay là nói chính người vậy? Sát phá quân bất đắc dĩ cười cười, thế nhưng lại cao hứng nói. Con quả thực không thể nào so sánh với mấy người biến thái như bọn họ. Chúng ta cũng không có cách nào so sánh với nhị đệ. Thiên phú của nhị đệ mới thực sự là đáng sợ. Trong mắt Dương Quá hiện lên sự lo lắng. Sau khi từ trong thánh địa niết bàn dục hỏa của Chu Tước Hoàng tộc đi ra, hắn mới biết được chuyện xảy ra trong hư không bí cảnh và phi linh môn. Ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Đợi ca ca đi ra, nhất định sẽ khiến cho chúng ta khiếp sợ. Lục Tâm Đồng vô cùng tin tưởng nói. Đúng vậy. Dương Quá khẽ gật đầu nói. Tâm Đồng, Dương Quá, lần này phi linh môn chúng ta tổng cộng đạt được 18 danh ngạch tiến vào trong thiên địa tháp. Vốn đang chờ các ngươi trở về, không ngờ các ngươi lại đồng thời trở về. Vậy thì sớm lên đường đi, thời gian không sai biệt lắm rồi. Thánh thủ linh đế nói. 18 danh ngạch, nhiều như vậy sao? Lục Tâm Đồng bị dọa nhảy dựng lên, sau khi biết được không ít chuyện thiên địa tháp từ Độc Cô gia tộc. Mỗi một danh ngạch tiến vào trong thiên địa tháp đều là trọng bảo. Người có thể đi vào đều đạt được chỗ tốt cực lớn, chỉ cần có thực lực đầy đủ, thiên phú đầy đủ, muốn đột phá bên trong cũng có thể. Những người khác cũng đạt được chỗ tốt cực lớn trên tâm cảnh. Đây cũng là bởi vì nguyên nhân chúng ta ở cổ vực. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Chuyện thiên địa tháp, ta biết không nhiều, thế nhưng cũng biết một ít, nghe nói rất lâu thiên địa tháp mới mở ra một lần. Thời gian cụ thể không có ai biết rõ, thậm chí tuyệt đại đa số người cả đời không nhìn thấy thiên địa tháp mở ra. Chỉ thu thập được một ít tin tức tức vụn vặt mà thôi. Đúng như vậy, ngay cả ta cũng không biết quá nhiều về thiên địa tháp. Cũng không nhìn thấy thiên địa tháp mở ra. Thánh thủ linh đế nói. Nghe nói thiên địa thánh này so với hư không bí cảnh, tử vong thâm uyên, đại điện ở vụ tinh hải còn thần bí hơn. Về phần bên trong có cái gì ta cũng không biết. Ta chỉ nghe nói ở bên trong có chỗ tốt cực lớn. Thánh thủ linh đế chỉ biết rõ những chuyện này.
Dù sao cũng không có nội tình cùng tích lũy, rất nhiều chuyện người bình thường căn bản khó có thể biết rõ. Biết rõ một ít thế nhưng khó có thể biết rõ toàn bộ. Ở trong Độc Cô Gia con cũng biết một ít tình huống của Thiên Địa Tháp. Lục Tâm Đồng lập tức đem tất cả tin tức mình biết được từ trong miệng Độc Cô Cảnh Văn nói rõ ra. Tin tức nàng biết so với mọi người còn nhiều hơn. Hóa ra còn có chỗ tốt bực này, Thiên Địa Tháp này quả thực so với ba mật cảnh lớn kia còn thần bí hơn. Nghe vậy Hàn Băng Tôn giả cũng kinh ngạc. Khó trách tất cả các sơn môn lớn trong Đông Hải, Đại Lục Linh Vũ đều nghĩ cách tiến vào cổ vực. Ta luôn không rõ, hiện tại rốt cuộc đã hiểu được. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ra nhiều điều. Sư mẫu, ngươi hiểu cái gì? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Tâm Đồng, theo ta được biết, Vân Dương Tông, Huyễn Hồn Môn, Nhật Sát Các, còn có Thánh Linh Giáo chỉ nhận được 7 danh ngạch. Mà Phi Linh Môn chúng ta sao lại có những 18 danh ngạch? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng lắc đầu, điểm này quả thực nàng không biết. Cũng không biết Vân Dương Tông cùng với những sơn môn khác như Nhật Sát Các, Thánh Linh Giáo đạt được bao nhiêu danh ngạch. Trong lòng nàng còn tưởng rằng tất cả các sơn môn đều nhận được số danh ngạch giống nhau. Thiên Địa Các ở trong cổ vực cho nên danh ngạch từ trước tới nay đều cho cổ vực nhiều hơn không ít. Tục truyền mỗi lần mở ra Thiên Địa Tháp, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Linh Thiên Môn cùng Lan Lăng Sơn Trang đều được 13 danh ngạch. Còn những sơn môn trên Đông Hải cùng với Đại Lục Linh Vũ đều chỉ có 4 danh ngạch. Mà sơn môn có thể đặt chân lên cổ vực, cắm rễ ở trong cổ vực là có thể được thêm 3 danh ngạch. Cho nên những năm gần đây, Đại Lục Linh Vũ và Đông Hải, những sơn môn kia đều muốn đặt chân vào cổ vực. Mà Linh Thiên Môn cùng với mấy sơn môn khác đều cực lực ngăn cản. Tuy rằng những danh ngạch này không phải là do bọn họ xuất ra, thế nhưng bọn họ không muốn những sơn môn kia đạt được chỗ tốt này. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Ánh mắt Lục Tâm Đồng khẽ biến đổi, trong đầu suy nghĩ, khó trách những năm gần đây tất cả các sơn môn lớn trong Đông Hải và Đại Lục Linh Vũ đều muốn đi vào cổ vực. Hóa ra chỉ cần đặt chân trong cổ vực là tất cả các sơn môn lớn có thể nhận được thêm 3 danh ngạch. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh ngừng một cái, nói tiếp. Lần này Phi Linh Môn chúng ta thu được 18 danh ngạch, theo ta suy đoán, hẳn là có liên quan tới Hóa Vũ Tông. Danh ngạch Hóa Vũ Tông phân cho những sơn môn hiện tại trong cổ vực chúng ta. Nghe nói Linh Thiên Môn đạt được 16, ta phỏng đoán Hắc Sát Giáo và Lan Lăng Sơn Trang cũng chỉ có 16 danh ngạch mà thôi. Chúng ta lại có 18. Cũng không biết tại sao lại nhiều hơn mấy sơn môn như Linh Thiên Môn. Cơ hồ tất cả sơn môn đều có thể nhận được danh ngạch sao? Lục Tâm Đồng hỏi. Đương nhiên không phải, chỉ có sơn môn có đế giả tồn tại mới có thể đạt được danh ngạch. Kim Huyền nói, dường như hắn cũng biết rõ một ít chuyện liên quan tới Thiên Địa Tháp, hắn nói. Mỗi một lần Thiên Địa Tháp mở ra, sẽ có một hồi dung chuyển khác. Việc này cũng không biết là họa hay phúc. Kim Huyền thúc. Có phải người biết một ít chuyện gì hay không? Dương Quá hỏi Kim Huyền. Kim Huyền nói. Thứ ta biết rõ cũng không nhiều, nếu các người muốn biết đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ. Có một ít chuyện biết sớm sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của các ngươi, cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi. Đúng vậy, thuận theo tự nhiên đi. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Đế biến đổi, nói. 18 danh ngạch, Thánh Linh Giáo và Thánh Linh Cốc đều nhận được 7 danh ngạch. 7 danh ngạch của Thánh Linh Giáo đã phân xong, Thánh Linh Cốc cũng nhận được 7 danh ngạch, thế nhưng chỉ lựa chọn có 4. Còn 3 giao lại cho Phi Linh Môn ta, cho nên hiện tại Phi Linh Môn có 21 danh ngạch. 21 danh ngạch a. Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhảy lên. Danh ngạch không ít, cho nên chúng ta chỉ cần chọn lựa những người thích hợp tiến vào trong Thiên Địa Tháp tu luyện. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói với Lục Tâm Đồng. Con và Dương Quá tự nhiên phải đi. Còn có Lục Tiểu Bạch, vừa vặn không lâu trước đó cũng đột phá tới tôn cấp, cũng miễn cưỡng vừa vặn. Tiếp đó còn có Thiên Địa Nhị Lão, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Hắc Vũ, Lệ Quỷ, Dương Quỷ, Âm Quỷ, Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Huyết Mị, Long Linh, Độc Long, Như Hoa, Tuyết Sư, Hỏa Xí Tôn Giả, Hổ Viêm Thiên Tôn. Thú thể cũng có thể tiến vào trong Thiên Địa Tháp sao? Dương Quá hỏi. Đương nhiên là có thể. Trước kia có không ít yêu thú linh thú dùng thân thể nhân loại đi vào, đều đạt được chỗ tốt cực lớn. Kim Huyền nói. Kim Huyền thúc, thúc có thể đi vào hay không? Dương Quá hỏi Kim Huyền đã là chuẩn đế, nếu như có cơ hội, đột phá một lần nữa chính là đột phá thành đế. Không thể.
Kim Huyền khẽ lắc đầu nói. Trong thiên địa tháp, đế giả và chuẩn đế không thể tiến vào. Đế giả bị hạn chế, mà chuẩn đế nghiêm túc mà nói, đều thất bại trước ngưỡng cửa đó, cho nên không có tư cách tiến vào trong đó. Thực lực chuẩn đế tuy rằng trên tôn cấp, dưới đế giả, chỉ tiếc muốn đột phá đế cấp, so với tôn cấp cửu trọng đỉnh phong đột phá đế cấp còn khó khăn hơn nhiều. Thiếu chủ, Tâm Đồng, thời gian thiên địa tháp mở ra là 3 năm. Trong thời gian 3 năm này, hy vọng các ngươi có thể giống như trong lời đồn, có thể đột phá thành đế trong thiên địa tháp. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể nhận được cơ duyên lớn lao. Kim Huyền lập tức nói với Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Khi ta thành đế chính là thời điểm báo thù cho sư phụ. Lục Tâm Đồng trầm giọng nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên hàn quang. Trong thiên kiếm môn, sơn mạch liên miên, trong một đình viện, cổ kiếm phong nhỏ một giọt máu lên ngọc giản. Phía trên ngọc giản lập tức có quang mang lóe lên, sau đó ngọc giản được thu vào trong tay cổ kiếm phong. Chúng ta có 7 danh ngạch, tăng thêm Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo cho chúng ta 1, tổng cộng là 9. Đáng tiếc Hóa Vũ Tông bị diệt, bằng không còn đưa cho chúng ta 1 danh ngạch. Khi đó chính là 10 danh ngạch. Trong mắt cổ kiếm phong hiện lên sự đau lòng, lập tức lại vui vẻ. 9 danh ngạch dù sao cũng đã không ít, đồn rằng trước kia thiên kiếm môn chỉ nhận được 4 danh ngạch mà thôi. Sư phụ, chỉ một ít danh ngạch mà chúng ta tổn thất bao nhiêu cường giả, thật đáng giá như vậy sao? Nguyên Nhược Lan nhìn cổ kiếm phong nói. Cổ kiếm phong do dự một lát, ánh mắt trầm xuống, nói. Vốn không đáng, thế nhưng bây giờ đáng giá. 9 danh ngạch, chúng ta có thể xuất hiện thêm 9 cường giả. Có lẽ còn có thể bồi dưỡng thêm 1 đế giả. Không có đế giả, thiên kiếm môn chúng ta không có cách nào tiếp tục truyền thừa, điểm này con nên biết. Cuối cùng con vẫn có cảm giác chúng ta sai. Cho dù là hiện tại, chúng ta cũng không lựa chọn chính xác. Nguyên Nhược Lan thở dài nói. Cổ kiếm phong nhíu mày nói. Nhược Lan, Lục Lâm Thiên đã chết, cho dù hiện tại Phi Linh Môn có mấy đế giả thì tính sao? Lục Lâm Thiên chết, Phi Linh Môn không được tính là mối họa lớn. Lần này thiên địa tháp mở ra, đến lúc đó cơ hồ tất cả đế giả sợ rằng. Cổ kiếm phong than nhẹ một hồi nói. Yên tâm đi, ta cũng từng cho rằng lựa chọn có chút sai. Lục Lâm Thiên đã chết, đế giả đều bị lệnh cấm, hiện tại so thiên phú của thế hệ trẻ tuổi. Các sơn môn muốn đặt chân ở trên đại lục này thì phải nhìn xem nhân số tiến vào trong thiên địa tháp lần này. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan chớp động, không nói thêm gì. Nhược Lan, lần này con tiến vào trong thiên địa tháp, có lẽ có cơ hội thành đế cũng không nhất định. Thế nhưng tiền bối trong môn và ta rất mâu thuẫn, nghe nói trong thiên địa tháp có thể thành đế đều có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Thiên phú càng cao, chỗ tốt càng lớn. Thế nhưng một khi con thành đế, khó trốn khỏi việc kia. Mà nếu như con không thành đế, sau này thiên kiếm môn tuyệt đối sẽ có thực lực xưng hùng toàn bộ đại lục. Nhưng mà con sẽ mất đi cơ hội nhận được chỗ tốt cực lớn. Sư phụ, thuận theo tự nhiên đi. Nguyên Nhược Lan nói nhỏ, thân ảnh lóe lên, tiếp đó biến mất tại chỗ không thấy. Khó có thể lựa chọn a. Tiếng thở dài của cổ kiếm phong truyền ra. Sau nửa tháng, trong thành Cự Giang, từng đạo thân ảnh tiến vào trong một đường hầm không gian. Tất cả mọi người nghe rõ, tiến vào mật cảnh của thiên địa các cấm tất cả tranh đoạt. Người vi phạm, bất kể là ai giết không tha. Trong không gian, một thanh âm vang vọng trong linh hồn của tất cả mọi người. Một tòa tháp lớn sừng sừng như thông tới tận trời, giống như trường tồn từ cổ chí kim, kết nối giữa trời và đất, khí tức mênh mông vô cùng lan tràn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhỏ bé. Khí tức thật mạnh, dường như so với uy áp của đế giả còn đáng sợ hơn. Trước một ngọn núi, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tạ Thiên Tạ Địa, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Hắc Vũ, Lệ Quỷ, Dương Quỷ, Âm Quỷ, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành, Âm Dương Vương hiện tại gọi là Âm Dương Tôn giả Dạ Vị Ương. Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Huyết Mị, Long Linh, Độc Long, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Hỏa Sĩ Tôn giả, Hổ Viêm Thiên Tôn cùng những người khác đứng trên một quảng trường to lớn, nhìn qua ngọn tháp thông thiên, tràn ngập vẻ kinh hãi. Lúc này Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo và Thánh Linh Cốc tổng cộng có 32 đạo thân ảnh, tuyệt đối là đội hình mạnh nhất trong các thế lực vào đây, khiến cho tất cả mọi người chung quanh kinh ngạc. Ba Sơn Môn Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn, Thánh Linh Cốc không ngờ lại có 32 danh ngạch. Quá kinh khủng! Tất cả các Sơn Môn nghẹn họng nhìn chân chối. 32 danh ngạch,
đại biểu trong này về sau sẽ xuất hiện 4-5 đế giả là chuyện bình thường. Đồn rằng cứ 5 người tiến vào thì sau đó sẽ có một đế giả xuất thế. 32 người, quá kinh khủng. Đây tuy rằng là ba sơn môn, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tương đương với một sơn môn. 32 danh ngạch cũng quá dọa người. Bọn họ liều chết liều sống vì một danh ngạch cũng không tiếc. Mà bây giờ phi linh môn lại có 32 danh ngạch bày ra trước mắt mọi người, đây quả thực là điều ký bọn họ. Nhưng mà người của thiên địa minh cũng không có cách nào. Đây là quyết định của thiên địa các, bọn họ bất lực. Nếu thiên địa các không cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Tồn tại của thiên địa các bọn họ cũng không dám làm gì. Tóm lại bọn họ không dám trêu vào thiên địa các. Thiên địa các nắm giữ quá nhiều bí mật, không người nào dám đơn giản động vào tồn tại như thiên địa các. Các sơn môn thiên địa minh há hốc mồm rồi. Trên một ngọn núi, Lam Thập Tam nhìn Tử Yên nói. Bọn họ có há hốc mồm cũng vô dụng, bọn họ không nên quên, nếu ta không cho bọn họ danh ngạch, thì bọn họ cũng không có cách nào, đây là thiên địa các. Tử Yên cười nhạt một tiếng, nụ cười động lòng người, đủ để nghiêng nước nghiêng thành. Ngươi đối với tiểu tử Lục Lâm Thiên kia quả thực vô cùng tốt. Lam Thập Tam cười khổ nói. Ta cũng không chiếu cố quá nhiều, chỉ bình thường mà thôi. Thánh Linh Cốc và Thánh Linh Giáo đều có đế giả, đều có liên quan tới cổ vực. Tử Yên mỉm cười, đôi mắt giống như châu ngọc khiến cho người ta không tự chủ được mà bị hãm sâu vào bên trong. Cũng may Lục Lâm Thiên không có tự mình hỏi ngươi danh ngạch, nếu không ta đoán, nếu như Lục Lâm Thiên tự mình tới hỏi ngươi, đòi 50 danh ngạch không chừng ngươi sẽ đồng ý. Lam Thập Tam tiếp tục cười khổ nói. Vậy thì nếu như Lục Lâm Thiên tìm người đòi thì sao? Tử Yên quay đầu nói với Lam Thập Tam. Chuyện này. Ánh mắt Lam Thập Tam nhảy lên, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười nói. Ta sẽ đổ lên người của ngươi, dù sao cũng là ngươi làm chủ. Nếu như bên trên có người trách tội mà nói, ta cũng không có liên quan. Yên tâm đi. Phó các chủ không nói gì, vậy thì bên trên càng không nói gì. Tử Yên cười nói. Lục Lâm Thiên không biết thế nào rồi, nếu như lúc này có mặt không biết đã là cấp độ gì. Lam Thập Tam nói. Yên tâm đi, nói không chừng khi chúng ta từ thiên địa tháp đi ra, Lục Lâm Thiên đã đi ra rồi. Có lẽ còn mang tới cho chúng ta rung động càng lớn. Trong mắt Tử Yên bắn ra tinh quang. Ta cũng hy vọng. Ánh mắt Lam Thập Tam chớp động. Nhìn qua hơn 200 thân ảnh dưới quảng trường, nói. Ngươi nói lần này bên trong những người kia liệu có ai có thể đột phá thành đế hay không? Chuyện này cũng không biết được, theo quan sát của ta. Có 5 người có hy vọng nhất. Tử Yên nói. Ồ, ta có chút tò mò rồi. Lam Thập Tam hiếu kỳ nhìn Tử Yên rồi hỏi. Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền. Tử Yên nhíu mày, nói. Chỉ sợ sẽ có người không muốn thành đế cũng không nhất định. Thiên địa tháp mở ra, tất cả mọi người tiến vào bên trong, 3 năm sau sẽ tự động bị đẩy ra bên ngoài. Hy vọng các người đều có thành tích tốt. Ngay khi Tử Yên vừa mới dứt lời, một thanh âm hùng hậu giống như tiếng chuông lớn truyền ra. Ầm ầm. Khi thanh âm vừa mới dứt, khắp quảng trường đột nhiên nhẹ nhàng rung động. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, phía trên đại tháp thông thiên kia bắt đầu có bí văn. Sóng gió nổi lên. Tiếp đó ở giữa đại tháp thông thiên xuất hiện một khe nứt gợn sóng cực lớn, sau đó hiện ra một thông đạo trắng xóa. Ầm ầm. Đại tháp khổng lồ, thông thiên kia bắt đầu ầm ầm run rẩy khiến cho mặt đất lay động. Thông đạo cực lớn kia dường như đang mời gọi tất cả mọi người. Thiên địa tháp mở ra rồi. Nhìn thấy cảnh này, mấy trăm ánh mắt kinh ngạc, trong lòng bắt đầu run rẩy. Có thể tiến vào trong thiên địa tháp đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Còn có thể nhận được cơ duyên lớn lao. Bọn họ may mắn mới có thể chứng kiến thiên địa tháp mở ra. Siêu siêu. Thiên địa tháp mở ra, từng tiếng xé gió vang vọng. Lập tức từng đạo thân ảnh nhanh chóng phóng lên cao, mục tiêu là thông đạo trắng xóa. Dường như sợ tới chậm bên trong không còn chỗ cho mình. Chúng ta cũng về thôi, hy vọng 3 năm sau tất cả mọi người đều có tiến bộ. Lục Tâm Đồng dứt lời. Thân ảnh xinh đẹp lóe lên hóa thành một đạo lưu quang màu tím, lập tức đi vào trong thông đạo trắng xóa, đám người Dương Quá lập tức theo đuôi đi vào. Thiên địa tháp, ta tới đây. Thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, lập tức vọt vào trong thông đạo. Chúng ta vào thôi. Trong một đội hình khác, Vân Khiếu Thiên khẽ quát một tiếng,
mang theo Vân Hồng Lăng, Thiên Dương Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả cùng với những người khác, tổng cộng có 7 đạo thân ảnh phóng lên trời. Đi! Lữ Chính Cường, Mang Linh Lão Tổ, Lữ Tiểu Linh lập tức phóng lên trời tiến vào trong thiên địa tháp. Thời gian 3 năm, người có thể xuất hiện lần nữa hay không? Trên ngọn núi, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên biến ảo, thân ảnh lập tức nhảy lên tiến vào trong thông đạo trắng xóa. Ầm ầm. Trên quảng trường náo nhiệt, chỉ trong chớp mắt mọi người đều tiến vào trong cái thông đạo trắng xóa rồi biến mất không thấy. Mặt đất rung chuyển một hồi, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Thời gian từ từ trôi qua, trong thiên trụ giới tầng 2, thời gian không biết đã qua bao lâu, thế nhưng tuyệt đối phải hơn 100 năm trở lên. Đột nhiên trong tầng 2 của thiên trụ giới, không gian loạn, chấn động kịch liệt, một cỗ khí thức khủng bố, cực đoan giống như đang thức tỉnh. Trong tầng thứ 2 của thiên trụ giới, giờ phút này đột nhiên gió nổi mây phun, không gian vang vọng tiếng sấm rền giống như thực chất. Một cỗ khí thức kinh khủng giống như là núi lửa phun trào từ trong không gian tuôn ra. Sau đó phô thiên cái địa tán loạn. Ngao! Cùng lúc, trong không gian gió nổi mây phun, một tiếng rít gào giống như sói tru vang vọng. Một đầu cửu vĩ yêu hồ cực lớn, bộ lông trắng muốt như tuyết. Sau lưng là mấy cái đuôi lớn dài vài trăm thước, kình phong xuyên thấu không gian không ngừng lan tràn ra. Giữa 8 cái đuôi lớn lúc này có một cái đuôi đang diễn sinh ra. Ầm ầm. Trên bản thể khổng lồ của cửu vĩ yêu hồ, một đạo quang mang màu trắng bao phủ bản thể, một cỗ khí tức mênh mông từ trong cơ thể lan tràn ra, tràn ngập không gian, mãi cho đến khi cái đuôi thứ 9 diễn sinh ra. Cái đuôi lớn thứ 9 xuất hiện, trong chớp mắt không gian gió nổi mây phun, cả phiến không gian này có cảm giác thiên hôn địa ám, uy thế che khuất bầu trời. Dưới khí tức mênh mông có một cỗ uy áp cực lớn lan tràn, cả phiến không gian giống như lung lay sắp đổ, không gian run rẩy không ngớt. Cửu vĩ yêu hồ cũng gọi là cửu vĩ thiên hồ, cửu vĩ yêu hồ hơn phân nửa đều thích tự xưng là cửu vĩ thiên hồ. Bọn họ cũng thực sự là cửu vĩ thiên hồ, nhưng mà đồn rằng, chỉ có tới đế giả, đến yêu đế thì cửu vĩ yêu hồ mới chính thức được coi là cửu vĩ thiên hồ, khi đó mới có toàn bộ uy năng của cửu vĩ thiên hồ. Tục truyền rằng, cửu vĩ thiên hồ chính thức tuyệt đối có thể chống lại tứ đại thú hoàng tộc. Mà ngay cả yêu hoàng khí cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới bọn họ. Cửu vĩ thiên hồ, thiên phú không dưới 4 tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Giờ phút này thân hình cửu vĩ thiên hồ chiếm giữ không tùng, thân thể khổng lồ giống như che khuất không gian. Uy áp nồng đậm lan tràn ra khiến cho lòng người sợ hãi. Nhưng vì lúc này ở trong thiên trụ giới thần bí cho nên không có ai nhìn thấy. Mà ngay cả 3 người trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới cũng không có cách nào nhìn thấy. Ngao! Cửu vĩ thiên hồ rít lên một tiếng giống như sói tru, thanh âm mênh mông cuồn cuộn lan truyền ra. Trong thiên trụ giới có một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn giống như xuyên thấu không gian, rót vào trong thân thể nó, khiến cho thân thể đầu cửu vĩ thiên hồ này bộc phát ra quang mang màu trắng chói mắt. Yêu khí mênh mông giống như thủy triều lan tràn ra không gian. Mà khi năng lượng bàng bạc rót vào, trong bản thể của cửu vĩ yêu hồ này có một linh hồn thể hình dáng cửu vĩ thiên hồ lớn vài thước nhảy ra khỏi mi tâm, tùy ý để năng lượng thiên địa trên không trung bao phủ rồi rót vào linh hồn thể. Năng lượng thiên địa bao phủ, linh hồn thể cửu vĩ thiên hồ giống như đang được rèn giũa linh hồn. Bắt đầu hóa thành một đạo thân ảnh mềm mại, xinh đẹp. Thân ảnh xinh đẹp mềm mại, uyển chuyển, một khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời, có một cỗ khí tức yêu mị như có như không, phong tình vạn chủng đủ để hấp dẫn chúng sinh. Linh hồn thể này hóa thành hình người, khí tức trên thân thể cửu vĩ thiên hồ lập tức bước tới cấp bậc đế cấp. Thế nhưng lại không có ai có thể nhìn thấy một màn khủng bố này. Tất cả không kéo dài bao lâu, khí tức khủng bố dần dần bình thường trở lại. Uy áp yêu đế kinh khủng cũng từ từ tiêu tán trong không trung. Thân ảnh xinh đẹp lập tức trở lại trong mi tâm của cửu vĩ thiên hồ khổng lồ, quang mang màu trắng trên thân thể khổng lồ của cửu vĩ thiên hồ chớp động. Siêu! Trong chớp mắt ngắn ngủi, bản thể cửu vĩ thiên hồ khổng lồ hóa thành một thân ảnh xinh đẹp, lung linh tới tận cùng. Đạo thân ảnh này uyển chuyển vô song, đây chính là một loại yêu mi, phong tình vạn trùng. Thân ảnh xinh đẹp này mặc y phục trắng như tuyết, tụ tập đủ loại khí chất như lười nhác, vũ mị, xinh đẹp, lạnh lùng, uy nghiêm, tôn quý vào một thân, xinh đẹp tới mức kinh tâm động phách. Không thể dùng từ ngữ động lòng người để hình dung, cũng khó có thể miêu tả sự tuyệt mỹ, phảng phất như đẹp tới mức không thể tồn tại trên thế gian này. Giữa không trung, nữ tử tuyệt mỹ này duỗi lưng,
nhất cử nhất động đều đẹp tới tận cùng. Siêu! Lập tức thân ảnh xinh đẹp màu trắng này dùng mũi chân điểm nhẹ hư không, gợn sóng trong không gian rung động giống như mặt nước, thân thể uyển chuyển, mềm mại kia giống như một con hồ diệp đáp xuống phía dưới, đường cong lung linh hấp dẫn tới tận cùng. Đây là lực lượng đế giả sao? Cảm nhận sự thoải mái do đột phá mang lại, khí tức trên người Bạch Linh phóng ra. Một ngụm chọc khí tức trong miệng Bạch Linh được thở ra, y phục trắng như tuyết bao phủ thân thể, tư thái xinh đẹp, đường cong linh lung khiến cho tim người ta đập thình thịch. Cảm nhận lực lượng trong cơ thể, yêu nguyên minh mông giống như biển cả cùng với linh hồn được rèn rũa, không kém nhân loại bao nhiêu. Cho dù khác chủng tộc, vẫn còn là cửu vĩ thiên hồ, điểm này vĩnh viễn không có cách nào sửa đổi. Bản chất linh hồn không có cách nào loại trừ. Trạng thái hình người là để tu luyện, bởi vì hình dáng nhân loại là thích hợp nhất. Sau khi tới đế giả, linh hồn của thú tộc cũng được thiên địa rèn rũa. Đương nhiên bản chất không có cách nào cải biến, cũng không cần phải cải biến. Cũng không phải là nhân loại thì tốt nhất. Trái lại, nhân loại trong các chủng tộc cũng không phải có bài danh quá cao. So với thú tộc căn bản không có cách nào so sánh được. Tự nhiên, những chủng tộc mạnh hơn thú tộc cũng có không ít. Bạch Linh nheo mắt, cảm nhận lực lượng trong cơ thể mênh mông giống như biển cả, trong đôi mắt động lòng người hiện lên sự vui vẻ. Loại lực lượng này bát giai không thể so sánh được, trong thú tộc, hàng tỷ tu luyện giả cũng đều mơ ước có một ngày đặt chân tới đế cấp. Vô số thú tộc dùng cả đời đều vì truy cầu cấp bậc này, hôm nay rốt cuộc nàng cũng đạt tới. Nàng còn nhớ rõ khi từ trong mật địa ra nàng mới chỉ là lục giai mà thôi. Mà bây giờ đã là đế cấp, đồn rằng đây là tồn tại mạnh nhất trên đại lục. Năm đó một bước này đối với nàng mà nói chính là tồn tại xa không thể với tới, mà bây giờ nàng chính thức đạt tới một bước này. Tất cả chuyện này khiến cho nàng nghĩ tới một đạo thân ảnh, không có hắn, nàng không có ngày hôm nay. Đột phá đế giả, trong đáy lòng nàng có cao hứng. Mà lúc này nàng lại nghĩ tới hắn đầu tiên, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của nàng đó chính là khi tới đế giả, nàng có thể cùng hắn. Nghĩ vậy trên khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ hồn, ánh mắt biến ảo, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Dù sao thân thể của nàng đều bị sắc lang kia nhìn qua hết, cơ hồ tất cả tiện nghi đều bị hắn chiếm qua. Ồ, không biết ta đột phá sao? Suy tư một lát, ánh mắt Bạch Linh lập tức nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói, nhất cử nhất động trong thiên trụ giới nàng biết rõ đều khó có thể tránh thoát khỏi ánh mắt của hắn. Lúc này hắn không tới, sợ rằng có chút không bình thường. Có lẽ hắn cũng đang bế quan a. Có lẽ cũng đang bế quan a, vậy thì trước tiên ổn định cảnh giới một chút. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh hiện lên sự vui vẻ, lập tức khoanh chân mà ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Vừa mới đột phá, tốt nhất nên củng cố cảnh giới một đoạn thời gian, đối với tu vi về sau có lợi không ít. Thời gian từ từ trôi qua, kể từ lúc thiên địa tháp mở ra đã là 2 năm. Thời gian 2 năm nay đại lục vô cùng yên tĩnh. Cường giả trong tất cả các sơn môn cơ hồ đều tiến vào trong thiên địa tháp, cho nên cũng không có ai tạo ra động tĩnh vào lúc này. Thời gian 2 năm, cách thời gian đóng hư không bí cảnh đã hơn 7 năm. Trong 7 năm nay Lục Lâm Thiên không xuất hiện lần nào, cả đại lục đã không còn ai tin rằng Lục Lâm Thiên còn sống. Tất cả mọi người đều khẳng định Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên đã chết trong hư không bí cảnh, không có khả năng còn sống. Mấy năm này Phi Linh Môn trước sau như một, vô cùng yên tĩnh. Cả Phi Linh Môn, tuyệt đại bộ phận cường giả đều tiến vào trong thiên địa tháp, thời điểm này Phi Linh Môn cũng không tạo ra động tĩnh gì. Cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn yên tĩnh, thế nhưng không có nghĩa là yên lặng. Đặc biệt đối với đệ tử Phi Linh Môn cũ mà nói, bọn họ đang chờ đợi, lặng lặng nhịn nhục huyết cừu, chờ trưởng môn trở về. Trong lòng cơ hồ tất cả đệ tử cũ đều có chung một nhận định, đó là trưởng môn chưa chết. Bọn họ tin rằng trưởng môn nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Huyết cừu của Phi Linh Môn, huyết cừu vạn nhân mộ kia, chỉ cần trưởng môn trở về, tất cả đều có thể báo được. Trên một hải đảo, trong đình viện yên tĩnh, một lão giả nhìn lên không trong ở hải vực. Trên cổ lão giả này có một con rắn nhỏ màu vàng xoay quanh, giống như một cái vòng đeo cổ màu vàng, người này chính là Kim Xà Tôn giả. Sư phụ, hơn 7 năm rồi, Lục Lâm Thiên còn chưa có xuất hiện, hẳn đã chết rồi. Có phải chúng ta đã chọn sai đội hình rồi hay không? Một lão giả đi tới bên người Kim Xà Tôn giả rồi thấp giọng nói. Dùng đội hình của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh hiện tại, không nhất định Thiên Địa Minh sẽ chiến thắng. Hóa Vũ Tông đã bị diệt,
tình huống bây giờ ta cũng nhìn không thấu, nước bên trong vô cùng sâu. Kim Xà Tôn giả nói, sư phụ, dùng tu vi của người, hiện tại chỉ là một đà chủ. Nếu như Lục Lâm Thiên vẫn còn, con không có lời nào để nói. Thế nhưng hiện tại đã trôi qua hơn 7 năm, Lục Lâm Thiên không có tin tức. Kim Xà Môn chúng ta chẳng lẽ cứ chịu đựng như vậy sao? Lão giả này nhìn Kim Xà Tôn giả rồi nói. Ngươi muốn nói cái gì? Kim Xà Tôn giả nhìn lão giả hỏi. Lão giả này do dự một chút rồi nói. Cường giả Nguyệt Long Các đi tìm sư phụ, bọn họ đưa tới điều kiện cho sư phụ tiến vào trong thiên địa tháp A. Theo con được biết, lúc này vì lôi kéo một ít tán tu siêu cấp, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo đều nói ra điều kiện tiến vào thiên địa tháp. Vài siêu cấp tán tu bởi vậy đều tiến vào trong thiên địa tháp. Nếu như sư phụ cũng có thể tiến vào thiên địa tháp, một ngày kia sư phụ cũng có thể thành đế. Đến lúc đó Kim Xà Môn chúng ta có thể phát dương quang đại, coi như sư phụ gia nhập Nguyệt Long Các thì cũng là tồn tại đỉnh phong. Kim Xà Môn chúng ta tiến vào trong Nguyệt Long Các cũng coi như có một chỗ cắm rùi. Phanh! Lão giả này vừa mới dứt lời, một thanh âm thanh thúy vang vọng, trên mặt xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Sư phụ, sao người lại đánh con? Lão giả này lập tức quỳ gối xuống trước mặt Kim Xà Tôn giả, trong mắt không có một chút sợ hãi nào. Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có biết vì sao ta phải đánh ngươi hay không? Kim Xà Tôn giả nhìn lão giả trước mặt, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo. Đệ tử thực sự không biết. Lão giả ngẩng đầu, một bên má đỏ bừng. Ngươi coi sư phụ ngươi là người như thế nào? Bán người khác cầu vinh hay là gia nô của ba họ? Hay là cỏ đầu tường? Kim Xà Tôn giả nhìn lão giả nổi giận nói. Ánh mắt lão giả kia thoáng run rẩy một chút, nói. Có thể đệ tử sai, đệ tử chỉ thay 10 vạn đệ tử Kim Xà Môn cân nhắc mà thôi. Không muốn đệ tử Kim Xà Môn ta trở thành pháo hôi. Đệ tử cũng không phải là người ham hưởng lạc, bằng không khi Nguyệt Long Các tìm con, đưa ra điều kiện cực lớn để con phải bội sư phụ, đệ tử lại cự tuyệt. Đệ tử chỉ vì cả Kim Xà Môn, gần đây có không ít đệ tử bắt đầu oán hận. Gió càng lúc càng lớn, đệ tử chỉ không muốn Kim Xà Môn bị hủy hoại trong chốc lát mà thôi. Ánh mắt Kim Xà Tôn giả trầm xuống, vẻ mặt hòa hoãn hơn đôi chút, nói. Yên tâm đi, ta biết rõ ngươi không phải là người hưởng lạc, bằng không cũng không nói với ngươi những lời này. Mấy ngày trước sư đệ ngươi mất tích chính là ví dụ. Hắn không giống như ngươi, hắn đáp ứng điều kiện của Nguyệt Long Các. Sư phụ, hóa ra. Lão giả đứng dậy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngươi cho rằng có một ít chuyện ta thực sự không biết sao? Kim Xà Tôn giả nhíu mày nói. Kỳ thật không chỉ là Nguyệt Long Các đi tìm ta, còn có Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo cũng tìm qua ta. Điều kiện là tiến vào trong thiên địa tháp, ta cũng động tâm, thế nhưng ta đều cự tuyệt bọn họ. Tại sao, chẳng lẽ sư phụ không nghĩ cho Kim Xà Môn hay sao? Lão giả kia hỏi. Nhớ kỹ, đã không còn Kim Xà Môn, chỉ có Phân Đà ở Đông Hải. Kim Xà Tôn giả nghiêm túc nhìn lão giả trước mắt nói. Ta làm như vậy là bảo toàn mấy chục vạn đệ tử Kim Xà Môn, cũng là vì chính mình. Tại sao sư phụ không đáp ứng điều kiện của đám người Nguyệt Long Các? Lão giả này nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta không tin bọn chúng đưa ra điều kiện như vậy chính là e ngại đế đạo minh. Mà lúc đầu ta rời khỏi thiên địa minh là cũng bởi vì bảo toàn Kim Xà Môn. Gia nhập Phi Linh Môn cũng là bảo toàn mấy chục vạn đệ tử của Kim Xà Môn. Sự thật chứng minh ta đã đúng. Cơ hồ tất cả các thế lực nhất lưu hiện tại chỉ có chúng ta tồn tại ở dưới Phi Linh Môn. Kim Xà Tôn giả nói. Con thấy sư phụ không cần phải làm như vậy. Con nghe nói danh ngạch đi thiên địa tháp của Phi Linh Môn vô số. Ngay cả thực lực như thiên thủ quỷ tôn và không ít yêu thú cũng đi. Duy chỉ có sư phụ là không được đi. Lão giả này trầm giọng nói, sư phụ hắn không cần phải làm như vậy. Bởi vì bọn họ không tín nhiệm ta, mà thời gian ta gia nhập cũng ngắn. Kim Xà Tôn giả nói trong lòng hắn không có ý kiến là giả, thế nhưng sau đó hắn cũng nghĩ tới vấn đề của mình. Nếu như bọn họ không tín nhiệm chúng ta, vậy sao chúng ta không? Lão giả này còn chưa nói xong, ánh mắt Kim Xà Tôn giả lần nữa trầm xuống, ngắt lời lão giả này, nói. Những lời này ta hy vọng con không nói một lần nữa, mọi chuyện không thể có lần thứ ba. Vâng, lão giả khúm núm nói, trong mắt rõ ràng có chút không phục. Kim Xà Tôn giả khẽ than nói.
Có lẽ con không rõ, con phải biết rằng chúng ta không phải gia nô của ba họ, cũng không phải là người bội bạc. Lúc trước rời khỏi thiên địa minh cũng là bởi vì ta đã nhìn ra thiên địa minh khó có thể thành công. Ta đồng ý gia nhập phi linh môn thì sẽ không phản bội. Ta tin tưởng ánh mắt của mình. Lục Lâm Thiên lành ít giữ nhiều là đúng. Thế nhưng phi linh môn bây giờ còn có Dương Quá, Lục Tâm Đồng, trong đám người trẻ tuổi còn có Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, còn có Lục Kinh Vân. Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo cùng với phi linh môn ta thấy chính là người một nhà. Cho nên hiện tại lại có năm đế giả tọa chấn, lo gì phi linh môn không hưng thịnh. Trái lại thiên địa minh, người trẻ tuổi có bao nhiêu người có thể so sánh với phi linh môn. Sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta được phi linh môn tín nhiệm. Khi đó chính là ngày các ngươi nổi danh. Mà ta, không sao cả, cho dù có thể tiến vào trong thiên địa tháp cũng không phải tuyệt đối có thể xưng đế, chỉ là có cơ hội mà thôi. Ta không cần cơ hội hư vô đó mà bám vào phi linh môn. Kim Xà Tôn giả nói xong, khẽ thở dài. Lão giả này nhìn qua Kim Xà Tôn giả, ánh mắt biến đổi, lập tức quỳ trên mặt đất nói. Đệ tử ngu muội, không nhìn ra sư phụ nhìn xa trông rộng như vậy. Sư phụ nói làm cho đệ tử hiểu ra, sau này đệ tử sẽ không nhắc những lời này nữa. Hy vọng con hiểu rõ thật sự. Kim Xà Tôn giả nhìn lão giả này nói. Con phải nhớ kỹ, muốn người khác tin tưởng con. Trước tiên con phải để cho người khác tin tưởng con đã. Chúng ta đã chọn thì phải tin tưởng ánh mắt của mình. Cho dù thua thì cũng chỉ mất mạng, ít nhất cũng không hối hận. Nếu không tương lai cũng chỉ biết hối hận mà thôi. Trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới lúc này đã qua hơn 7 năm bên ngoài, ở bên trong tầng thứ nhất đã hơn 70 năm. Hơn 70 năm đối với người bình thường mà nói đã là cả đời. Mà đối với cường giả mà nói, cũng không tính là cái gì. Trong thiên trụ giới yên tĩnh, bách biến tôn giả khiên bách biến, Nam Thúc đã sớm quen tu luyện trong không gian yên tĩnh này rồi. Mà Tiểu Long thì càng không cần phải nói, đối với thiên trụ giới hắn vô cùng quen thuộc. Cũng không biết từ khi nào, quanh thân Tiểu Long có năng lượng thiên địa bàng bạc hội tụ. Nhìn qua động tĩnh trong thiên địa, dường như thời gian năng lượng hội tụ đã không ngắn. Ầm ầm, trong không gian yên tĩnh đột nhiên gió nổi mây phun, không gian giống như bị nghiền nát. Nam Thúc và Bách Biến Tôn giả đang tính tu lập tức bị động tĩnh cực lớn này làm bừng tỉnh. Siêu siêu. Khi thân ảnh hai người đáp xuống không gian có động tĩnh cực lớn kia thì lập tức kinh ngạc. Lúc này trong không gian gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng không ngừng, năng lượng thiên địa bàng bạc tràn ngập, không gian lờ mờ. Ngao. Trong không y gần lờ mờ này, bên trong năng lượng thiên địa bàng bạc có một tiếng long ngâm vang vọng. Tiếng long ngâm này cũng không tính là to, cực kỳ trầm thấp. Thế nhưng trong sát na này khiến cho linh hồn Nam Thúc và Bách Biến Tôn giả thoáng run rẩy. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Tiểu Long phóng lên trời, hóa thành bản thể khổng lồ, chảo của Thanh Long, thân huyền vũ. Dưới bụng ngũ chảo như ẩn như hiện, huyền vũ thần sắc trên lưng lan tràn ra năng lượng kinh người. Đây là yêu thú gì? Bách Biến Tôn giả há hốc mồm, giờ phút này trong lòng hắn cảm thấy tim mình đập nhanh, dưới cỗ uy áp bực này. Thân là nhân loại thế nhưng hắn cũng bị áp chế. Hắn chưa từng thấy yêu thú nào có uy năng khủng bố như vậy. Bên trên thân thể khổng lồ kia có long lân, tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Dưới bụng là ngũ chảo, tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, chấn động nhân tâm, một cỗ khí tức cường hãn không có cách nào che giấu lan tràn ra. Trên người tiểu gia hỏa này có huyết mạch của Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc. Nam Thúc nói, cái gì? Khiên Bách Biến càng thêm há hốc mồm. Khí tức thật mạnh. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc chuyển động, ánh mắt kinh ngạc của Khiên Bách Biến lần nữa nhìn vào trong không gian gió nổi mây phun trước mắt. Trên bản thể khổng lồ của Tiểu Long, nhìn năng lượng thiên địa tràn ngập kéo tới, khí tức khủng bố này khiến cho lòng người run sợ. Giờ phút này thân thể khổng lồ của Tiểu Long chiếm giữ trên không trung. Trong không gian có một cỗ năng lượng thiên địa cường hãn nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy chung quanh thân thể Tiểu Long. Năng lượng thiên địa đều bị Tiểu Long hút vào trong cơ thể. Năng lượng thiên địa cường hãn rót vào, khí tức trên người Tiểu Long lập tức kéo lên. Lân phiến rậm rạp chẳng chỉ toàn thân lúc này dường như đều đang hấp thu năng lượng trong thiên địa. Gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn, giống như sóng nước cuồn cuộn. Cùng một thời gian, trong mi tâm Tiểu Long, quang mang chói mắt cùng với khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Khí tức giống như quang trụ bắn thẳng lên trời cao, đánh bay gợn sóng trong không gian. Siêu!
Trong đạo quang trụ, lúc này có một hư ảnh hình rồng xuất hiện, đang tiếp nhận sự rèn giũa của năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa rèn thú hồn, tiểu gia hỏa này sắp thành đế. Nam Thúc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, tỏng mắt hiện lên sự kinh ngạc tuyệt đối. Tuổi tác của tiểu long hắn biết rõ, tăng thêm lại là thú tộc, tốc độ tu luyện so với nhân loại chậm hơn nhiều. Mà tốc độ của tiểu long, lúc này ở trong thú tộc tuyệt đối chính là kỳ tích. Loại tốc độ tu luyện này quả thực chính là siêu việt. Thành đế A. Khiên Bách biến nuốt một ngụm nước bọt. Hai chữ này giống như một ngọn núi lớn đè trên đỉnh đầu hắn. Thành đế, đó là mộng tưởng từ trước tới nay của hắn. Độc Cô Huynh, thú tộc đến đế giả, có phải so với đế giả nhân loại sẽ mạnh hơn hay không? Khiên Bách biến hỏi Nam Thúc, dường như đã biết rõ thân phận của Nam Thúc. Quan hệ giữa Khiên Bách biến và Lục Lâm Thiên, Nam Thúc cũng từ trong miệng người này biết được. Đó là đương nhiên, đặc biệt là Tiểu Long. Một khi đột phá thành đế, sợ rằng ngay cả đế giả bình thường căn bản không phải là đối thủ. Sự khủng bố của nó so với Lâm Thiên cũng không kém bao nhiêu. Nam Thúc nói. Mạnh như vậy sao? Khiên Bách biến kinh ngạc không thôi, nhưng mà hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Nam Thúc. Năng lượng thiên địa bao phủ, linh hồn thể hình rồng kia dần dần hóa thành hình người, đúng là bộ dáng của Tiểu Long. Bộ dáng tôn quý, khiến cho trong lòng mọi người sinh ra sự kính sợ từ tận đáy lòng. Mà trên đầu bản thể Tiểu Long, năng lượng thiên địa vô hình không ngừng bị con mắt thứ ba trên đầu hấp thu vào trong cơ thể. Giờ phút này cơ hồ tất cả lân phiến màu vàng trên bản thể Tiểu Long đều dựng đứng lên. Từng mảnh lân phiến lan tràn ra kình phong xuyên thấu không gian, khiến cho không gian chung quanh nó không ngừng run lên. Siêu siêu! Thân thể khổng lồ của Tiểu Long lan tràn ra khí tức nóng bỏng vô cùng, đốt cháy gợn sóng trong không gian, khí tức cường hãn đánh văng gợn sóng trong không gian. Một cỗ uy thế mạnh mẽ càng thêm cường hãn, chấn động nhân tâm. Một lát sau, ngay khi hư ảnh của Tiểu Long trở lại trong con mắt thứ ba, thân thể khổng lồ của Tiểu Long đột nhiên run lên, giống như trong lúc vô hình phá tan một tấm bình chướng vô hình. Uy thế kinh người lan tràn, trong lúc mơ hồ hiện ra uy năng khiến cho không gian vỡ vụn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cả không gian vang vọng tiếng sấm, gió nổi mây phun, càng thêm lờ mờ. Chỉ có điện mang khiến cho tim đập nhanh không ngừng lập lòe trên không trung. Khí thế như vậy, chấn động nhân tâm, càng có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động. Đế cấp, đột phá đế cấp, cửu giai. Ánh mắt Nam Thúc sáng ngời, giờ phút này linh hồn hắn cũng đang run rẩy. Uy áp thật mạnh. Lúc này Khiên Bách biến càng bị uy áp mạnh hơn, toàn thân run rẩy, dưới cỗ uy năng khủng bố này hắn có cảm giác mình không có lực chống lại. Ngao. Tiểu Long lại một lần nữa ngẩng đầu giống lên một tiếng giống như long ngâm, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh, khiến cho không gian chung quanh run rẩy không ngớt. Siêu! Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm bị ép vào đường cùng. Suốt 7 năm qua, hắn không thể không phòng bị, không thể không tiêu hao không ngừng. Suốt hơn 7 năm này hắn khóc không ra nước mắt. Lục Lâm Thiên yên lặng 7 năm, không có một chút động tĩnh nào. Quanh thân được quang mang 5 loại thuộc tính bao phủ, quang mang ngày càng chói mắt khiến cho Thái Cổ U Minh Viêm ngày càng sợ hãi. Lục Lâm Thiên giống như lão tăng nhập định, vững như bàn thạch. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, nếu không phải quanh người có khí tức quang mang thuộc tính phóng ra, nhất định sẽ khiến cho người ta tưởng rằng vẫn lạc. Mà lúc này nhìn Lục Lâm Thiên không nhúc nhích, không biết có phải bởi vì động tĩnh trong thiên trụ giới hay không mà khí tức thoáng chấn động, rồi lập tức lâm vào trong yên lặng. Nhân loại, coi như ta sợ ngươi có được hay không? Ngươi đi ra ngoài được không? Nhân loại, dù sao ngươi cũng không làm gì được ta. Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta sẽ tặng cho ngươi một bảo khố. Trong này đều là thứ do cường giả viễn cổ của nhân loại các ngươi lưu lại trong hư không bí cảnh A. Mỗi một thứ đều là trọng bảo, đạt được bảo khó này, sau khi ngươi ra ngoài đủ để quét ngang đại lục, trở thành tồn tại cường đại nhất. Nhân loại. Ngươi nói một câu đi, ta cầu ngươi, ngươi nói một câu thôi cũng được mà. Bằng không như vậy đi, ta nhận thua có được không? Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta ra ngoài, ta sẽ bảo hộ ngươi 1000 năm. Có ta bảo vệ ngươi 1000 năm, cho dù là mấy hoàng tộc chó má kia cũng phải nhìn sắc mặt của ngươi. Ngươi có thể chà đạp bọn chúng, ngươi thấy thế nào? Nhân loại, ngươi có nghe thấy ta nói chuyện hay không? Từng đạo thanh âm vang lên trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm,
thái cổ U Minh Viêm giống như sắp sụp đổ. Suốt hơn 7 năm, thế nhưng nhân loại trước mắt lại làm ngơ hắn, căn bản không để ý tới hắn, mà ngay cả thời gian khôi phục hắn cũng không có. Lúc này thái cổ U Minh Viêm đã hối hận thật sâu, hắn hối hận vì đã đem nhân loại này nhốt vào trong thế giới của hắn. Mời thần tới thì dễ, đưa thần đi thì khó, hiện tại hắn đang khóc không ra nước mắt. Trong hư không bí cảnh, trong không gian bao la, giờ phút này không có ai nhìn thấy, trong không gian tràn ngập kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén. Đông Hải, tại một hải đảo cực lớn, bốn phía bị nước bao phủ chung quanh, lọt vào trong tầm mắt của mọi người, từng đoàn thuyền không ngừng tới lui vào hải đảo. Không ít thân ảnh bận rộn, phía xa có rất nhiều kiến trúc kéo dài không ngớt. Thanh âm ầm ĩ, náo nhiệt bất phàm, một con thuyền xa hoa nhanh chóng đi tới hải đảo. Chung quanh đã sớm được thu dọn, trên bến tàu có không ít tàu ngừng dừng chân quan sát. Có thể khiến cho Đoan Mộc gia tộc làm như vậy tuyệt đối không phải là người bình thường. Đặc biệt là hộ vệ đội đo Đoan Mộc gia tộc điều đến. Những người này trên Lưu Tô đảo đều là cường giả, coi như là người Thiên Vân đảo tới, Đoan Mộc gia tộc cũng không long trọng như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trên con thuyền lớn xa hoa có mấy đạo thân ảnh bất phàm, cao ngất đi xuống, trong đó còn có mấy nữ tử xinh đẹp. Bái kiến nhị thiếu gia, bái kiến chư vị thiếu gia, tiểu thư Phi Linh Môn. Nhìn thấy những người này, trên bến tàu có mấy trăm người mặc áo giáp của Độc Cô gia nhảy xuống chiến mã, cung kính hành lễ, khí thế bất phàm. Tất cả đứng lên đi. Đoan Mộc Hồng Chí phất tay, ý bảo tất cả mọi người đứng dậy. Đại sư huynh, ngươi quá long trọng rồi. Hoàng Tĩnh Ngọc khẽ cười, khiến cho không ít người phía xa bỗng nhiên giống như thất hồn lạc phách. Tiểu Hồng Chí, ngươi quá long trọng rồi. Bạch Toa Toa mỉm cười, bây giờ ở trong Phi Linh Môn, người dám xưng hô với Đoan Mộc Hồng Chí như vậy cũng không có nhiều lắm, mà Bạch Toa Toa chính là một người như vậy. Có lẽ là tỷ tỷ của ta sắp xếp, cũng không phải ta a. Đoan Mộc Hồng Chí nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đại sư huynh, Lưu Tô đảo rất náo nhiệt nha. Một thiếu niên mặc trường bào, nhìn chung quanh, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt sợ rằng bất luận thiếu nữ nào liếc nhìn trong lòng không tránh khỏi rung động. Dưới ánh mắt này quả thực có không ít thiếu nữ chung quanh bến tàu lập tức nhìn về phía hắn. Tiểu tử Kinh Vân, ngươi đừng có gây tai họa, không nên hái hoa ngắt cỏ giống như sư phụ ngươi. Bạch Toa Toa nhìn những nữ tử xa xa, bất đắc dĩ nói với Lục Kinh Vân. Toa Toa A Di, ta rất thuần khiết, vẫn còn là sử nam A. Lục Kinh Vân khẽ mỉm cười nói. Lục Kinh Vân nói xong, mấy nữ đệ tử Phi Linh Môn chung quanh cùng với những nữ đệ tử của Đoan Mộc gia lập tức cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Kinh Vân có chút kỳ quái. Ngươi có thể nói nhỏ hơn được không? Bối Nhi không nhịn được mà liếc nhìn Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân có chút ủy khuất nói. Ta thực sự còn là sử nam A. Sử nam giống như nội y, ngươi là sử nam thì cũng không cần gặp ai cũng phải chứng minh. Nói nhiều sẽ không có ai tin tưởng. Bảo Nhi không nhanh không chậm liếc nhìn Lục Kinh Vân, mà Niếp Phong mỉm cười, loại đề tài hắn sẽ không bao giờ xen vào. Thế nhưng ta còn chưa phá, vẫn là sử ta, là điều kiêu ngạo của ta. Lục Kinh Vân dứt lời, lập tức nhảy xuống bến tàu trước, mặc kệ Bảo Nhi, từ trước tới nay Bảo Nhi luôn đấu võ mồm với hắn, hắn đã sớm quen rồi. Sư phụ thế nào đồ nhi như vậy, đều vô sỉ như nhau. Bạch Toa Toa bất đắc dĩ thở dài, đám người Hoàng Tĩnh Ngọc thì nhát gan hơn một chút, nghe mấy lời này hai tai đỏ ửng, vẻ mặt bắt đầu ửng đỏ. Đi thôi, chúng ta từ trên vạn đảo nhai trở về, vốn định trở về Phi Linh Môn. Không ngờ tỷ tỷ của ta sau khi biết được lại mời chúng ta tới Lưu Tô đảo mấy ngày. Mời mọi người, trên Lưu Tô đảo có mấy địa phương thú vị. Đến nơi này rồi chư vị sư đệ sư muội không nên khách khí. Đoan Mộc Hồng Chí bảo mọi người rời thuyền. Đã rất lâu rồi ta chưa gặp y cô nương, ta đi trước tìm nàng. Nhan Kỳ nói, sau khi sư phụ vẫn lạc, đã lâu nàng chưa từng đi ra ngoài. Mọi người ngồi lên xe ngựa mà Đoan Mộc gia tộc đã chuẩn bị từ trước, lập tức rời khỏi bến tàu. Trên Lưu Tô đảo vốn có hơn 2-3 vạn người, cực kỳ phồn hoa. Đủ để so sánh với đại thành phồn hoa nhất trên đại lục Linh Vũ và cổ vực. Sau khi Đoan Mộc gia tộc không ngừng phát triển, tăng thêm xác nhập không ít đảo nhỏ chung quanh còn có rất đông người tụ tập tới, số lượng đã hơn ức, ngày càng phồn vinh. Đương nhiên không có người nào dám úp xilon Đoan Mộc gia trên Lưu Tô đảo.
Có thể khống chế Lưu Tô Đảo cũng đại biểu cho địa vị của Đoan Mộc Gia trên Lưu Tô Đảo. Càng quan trọng hơn chính là hiện tại không có kẻ ngốc nào đi Upsilon Đoan Mộc Gia tộc. Trừ phi là muốn tìm cái chết, lão tổ của Đoan Mộc Gia tộc là Thánh Thủ Linh Tôn hiện tại đã đột phá thành Thánh Thủ Linh Đế. Lão tổ còn tại thế, tăng thêm Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn, còn ai dám chống lại Đoan Mộc Gia tộc? Thì ra là đại thiếu gia của Đoan Mộc Gia tộc trở về, còn có người Phi Linh Môn, khó trách lại long trọng như vậy. Đoan Mộc Gia tộc hiện tại không giống như trước đây, có Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn ở đó, Đoan Mộc Gia tộc vĩnh viễn không sụp đổ. Nghe nói thiếu gia của Đoan Mộc Gia tộc còn chưa thành thân, nếu như người ta có thể vừa ý nha đầu của ta thì tốt rồi. Trong tiếng nghi luận của mọi người, một đạo thân ảnh nhìn qua đội xe ngựa kia, trong mắt hiện lên chút hàn ý, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm khóc vô cùng hối hận, miệng lưỡi bắt đầu có cảm giác khô khốc. 7 năm nay, nhân loại này không thèm để ý tới hắn, mà hắn cũng không có biện pháp nào. Hắn đành phải buông tha, trong lòng không ngừng suy nghĩ mình nên làm thế nào. Luận trí tuệ, hắn đã sớm là tồn tại độc nhất vô nhị, không có một chút khác biệt nào với nhân loại. Thân là linh vật trời sinh, trí tuệ thậm chí còn cao hơn chứ không thấp hơn. Luận tâm trí, lúc hắn xuất hiện còn sớm hơn nhân loại. Từ viễn cổ tới nay có thể tưởng tượng tâm trí hắn như thế nào, người bình thường khó có thể so sánh được. Nhưng vào lúc này thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm đột nhiên thoáng chấn động. Trên thân thể Lục Lâm Thiên, quang mang 4 loại thuộc tính mộc, thủy, hỏa, thổ biến mất lúc nào không hay. Giờ phút này chỉ còn có quang mang màu vàng không ngừng tản mát ra kim quang chói mắt. Bên trong kim quang có tê cỗ khí tức bắt đầu có dấu hiệu lan tràn. Nhân loại, rốt cuộc ngươi tỉnh rồi sao? Dưới cỗ khí tức này trong lòng Thái Cổ U Minh Viêm cũng run lên, lập tức kinh hỉ lên tiếng, ít nhất nhân loại này dường như đã có phản ứng. Chỉ tiếc Lục Lâm Thiên không có trả lời hắn, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, dường như vẫn đang chìm đắm trong trạng thái nào đó, căn bản không có cách nào tỉnh lại. Trong hư không bí cảnh, giờ phút này cả không gian tràn ngập kim quang tụ tập tới tình trạng khủng bố. Trong kim quang, khí tức sắc bén khuếch tán, chậm rãi lan tràn ra. Lan tràn về chung quanh trong hư không bí cảnh to lớn. Kim quang lan tràn như vậy, trên không trung bắt đầu có biến hóa không rõ. Trên không trung dường như đang bị một cỗ quang mang màu đen bao phủ, không gian bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn, giống như nhật thực vậy. Chỉ có kim quang không ngừng hội tụ trong không gian. Thời gian 7 năm, trong 7 năm này Lục gia không có phát triển quá lớn. Lục gia thiếu đi Lục Lâm Thiên, tuy rằng còn có Phi Linh Môn. Thế nhưng sự phát triển của Lục gia giống như gặp phải nút thắt vô hình, trong lòng người Lục gia dường như đều có cảm giác thiếu một chút gì đó. So với trước kia có cảm giác không giống. Những năm gần đây Lục gia phát triển, có tài nguyên chống đỡ, Lục gia mở rộng không ít. Trong gia tộc cũng xuất hiện không ít người trẻ tuổi bất phàm đi tới các sơn môn lớn, tuyệt đối có thể liều mạng với những người cùng thế hệ. Nhưng mà trong đám người trẻ tuổi so sánh với Lục Lâm Thiên, tự nhiên còn kém xa. Mấy người chủ yếu của Lục gia mấy năm này buồn bực không thôi, thế nhưng cũng không có cách nào. Muốn đi tìm hư không bí cảnh, thế nhưng chỉ có tâm mà không có lực. Thực lực của bọn họ kém cố xa, có một ít chuyện căn bản không thể tham dự được. Ồ! Sắc trời dường như không quá bình thường. Tại một đình viện trong Lục gia, Lục Trung nhìn lên trên không trung. Bầu trời sáng rõ kia trong lúc mơ hồ khiến cho người ta có cảm giác áp lực, rõ ràng tầm mắt không giống như bình thường. Đúng là có chút không giống bình thường, dường như trên trời bị thứ gì đó bao phủ. Lục Đông kinh ngạc. Đại ca, tam ca, các ngươi có cảm giác được cái gì hay không? Tại sao ta có cảm giác trên người ta có chút không ổn? Lục Tây nhìn Lục Đông và Lục Trung hỏi, trong cơ thể hắn dường như có biến hóa bất thường, thân là tu luyện giả, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác này, đây dường như không phải là biến hóa bình thường. Biến hóa cái gì? Ánh mắt Lục Trung sáng ngời, lập tức hỏi Lục Tây. Linh hồn cảm thấy rất áp lực, máu tươi trong cơ thể có cảm giác sôi trào. Lục Tây do dự một chút, cảm nhận cảm giác trong cơ thể, lập tức miêu tả với hai người Lục Trung, Lục Đông. Ngươi cũng cảm giác như vậy sao? Ta cho rằng chỉ ta có biến hóa này, vừa rồi ta còn đang muốn hỏi hai người. Lục Đông lập tức nói, hắn cũng có loại cảm giác này. Ta cũng có loại cảm giác này. Lục Trung nhìn hai người, vẻ mặt có chút ngưng trọng.
cảm giác của ta so với hai người còn ngưng trọng hơn một chút. Trong thiên địa lúc này lặng lẽ biến hóa, giống như vô thanh vô tức, thế nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Trên đại lục Linh Vũ, sắc trời biến hóa, mặt đất ngẫu nhiên thoáng run rẩy, vô số dã thú kinh hãi trở lại hang ổ, chim bay không dám đáp xuống đất. Cổ vực, từng ngọn núi ngẫu nhiên lay động, vô số chuột từ trong khe đất lao ra, di chuyển thành từng đàn. Đông Hải, mặt nước cuồn cuộn, chấn động bất thường. Vô số đàn cá dày đặc giống như che đậy hải vực, xoay quanh, tụ tập trên mặt nước. Trong phía Nam Tổ Yêu Lâm, trong lòng yêu thú tự nhiên run rẩy. Phía Bắc, Linh Hoàng Nhai, linh hồn của linh thú rung rung, tim tự dưng đập nhanh. Biến hóa như vậy, trong thiên địa có từng đạo thân ảnh xuất hiện trong mây, trên ngọn núi không có ai có thể nhận ra, tất cả đều đang bấm đốt ngón tay tính toán cái gì đó, thế nhưng căn bản không thể cảm ứng ra được cái gì. Chỉ có thể đoán được trong thiên địa nhất định sẽ có biến cố lớn. Biến cố bực này cũng khiến cho bọn họ run sợ, giờ phút này, trời cao dường như đã bắt đầu có biến hóa. Trên hải vực rộng lớn, sóng nước cuồn cuộn, gợn sóng không ngừng lan tràn ra mấy hải đảo phía xa. Sóng nước va chạm vào đá ngầm, tạo thành bọt nước cao mấy chục thước, phát ra tiếng ào ào đinh tai nhức óc cực lớn. Một chiếc thuyền lớn xa hoa lúc này bị va chạm, lập tức bị nghiền nát, chìm xuống hải vực đang cuồn cuộn không ngừng. Trong ánh mắt của mọi người, trên hải vực xuất hiện cơn sóng cực lớn. Sóng biển lan tràn, một mảng lớn yêu thú xuất hiện. Cả phạm vi hải vực to lớn có vô số yêu thú trong nước xuất hiện, một cỗ khí tức bắt đầu phóng lên trời. Trong đó có không ít yêu thú lục giai. Trong đàn yêu thú khủng bố trong nước này có vài đầu yêu thú thất giai. Bằng không bọn họ cũng không chật vật trốn như vậy. Một hai đầu yêu thú thất giai bình thường bọn họ không cần phải để ý. Giống giống. Ô ô. Từng tiếng thú giống phóng lên trời, vô số yêu thú rậm rạp chẳng chỉ trọn vẹn tới ngàn vạn đầu. Ít nhất cũng có 7-8 ngàn đầu, thậm chí còn có không ít yêu thú khổng lồ. Thân thể khổng lồ giống như một hải đảo xuất hiện trong mắt mọi người. Hỗn đản, không ngờ đám yêu thú trong nước này dám công kích chúng ta. Trên đầu thuyền, giờ phút này có vô số thân ảnh lung la lung lay đứng trên con thuyền xoa hoa sắp chìm. Dẫn đầu là mấy thân ảnh vững như Thái Sơn, chính là đám người Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc. Những yêu thú này không phải muốn công kích chúng ta, hẳn là bị người khác xúi dục hoặc là khống chế. Đo Na Mộc Hồng Chí nhìn qua đàn yêu thú kinh khủng, đàn yêu thú này quá nhiều. Đệ tử có tu vi thấp trên thuyền cũng không ít, bọn họ có thể trốn, thế nhưng đệ tử có tu vi thấp thì phiền phức lớn. Sắc trời dường như cũng không quá bình thường. Bạch Toa Toa nhìn sắc trời trên không trung, cả không trung lúc này dường như có biến hóa mơ hồ gì đó. Bên kia có một hải đảo. Thuyền này sắp chìm rồi. Chúng ta tới đảo đó rồi lại nghĩ biện pháp. Lục Kinh Vân nói xong, toàn thân run lên, máu trong cơ thể không biết vì sao đột nhiên cảm thấy nóng bỏng. Kinh Vân sư đệ, đệ không sao chứ? Niếp Phong dường như đã nhìn ra Lục Kinh Vân có chút không ổn cho nên lập tức hỏi Lục Kinh Vân. Đệ không sao. Lục Kinh Vân lập tức khôi phục lại, cũng không có ảnh hưởng quá nghiêm trọng, hắn nhìn đàn yêu thú chung quanh, vội vàng nói. Niếp Phong sư huynh, huynh và Bảo Nhi theo đệ và bối nhi ngăn cản đám yêu thú trong nước này một lát. Toa Toa A Di, đại sư huynh, tứ sư tỷ, các người mau chóng dẫn đệ tử tới hải đảo trước. Không thành vấn đề, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Bạch Toa Toa, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc gật đầu nói. Bối nhi chúng ta đi. Lục Kinh Vân nói xong lập tức lăng không nhảy lên, cùng một lúc, bàn chân Niếp Phong khẽ điểm mặt đất. Thân hình phóng lên trời, đứng ở bên cạnh Lục Kinh Vân. Bối nhi cùng với ca ca Bảo Nhi nhìn nhau, thân thể hai người lan tràn ra quang mang, nhanh như thiểm điện phóng lên trời. Ngao! Hai tiếng long ngâm vang vọng, thanh âm tựa như chuông đồng khiến cho không ít yêu thú trong nước run sợ. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hai đạo thanh âm vừa dứt, Bối Nhi và Bảo Nhi nhanh chóng hóa thành bản thể khổng lồ chừng 700 thước, lăng không đứng trên không trung. Toàn thân bản thể của Bối Nhi và Bối Nhi tràn ngập long lân màu vàng, khí tức bàng bạc không ngừng phóng ra, bộ dáng dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có hai chiếc sừng. Hai chiếc sừng tráng kiện, dưới bụng là ngũ trảo xé rách gợn sóng trong không gian. Lưu quang màu vàng quanh quẩn, gợn sóng quanh thân vặn vẹo. Giống. Ô. Bản thể hai người Bối Nhi, Bảo Nhi hiện lên, đàn yêu thú phía dưới run sợ, từng đầu yêu thú run sợ rít gào.
Bản thể Bảo Nhi và Bối Nhi đều là hoàng kim yêu long viễn cổ, trong đám yêu thú viễn cổ, hoàng kim yêu long tuyệt đối là yêu thú long tộc. Tuy rằng không phải yêu thú long tộc có huyết mạch chính thống nhất. Thế nhưng huyết mạch so với quỷ long như hoa cao hơn không ít. Huyết mạch chỉ dưới thanh long mà thôi. Đối với yêu thú khác tuyệt đối có uy áp. Giờ phút này trên bản thể Bảo Nhi, Bối Nhi lan tràn ra kim quang rực rỡ, trên thân thể khổng lồ lan tràn ra một cỗ uy áp bằng bạc, khiến những đầu yêu thú thất giai trong đàn yêu thú không nhịn được bắt đầu run rẩy. Nhưng mà tu vi của mấy đầu yêu thú thất giai kia không thấp, có hai đầu tới thất giai hậu kỳ, huyết mạch dường như cũng không kém, có thể chống lại uy áp của Bảo Nhi và Bối Nhi. Ngao ngao, hai tiếng gầm gừ trong nước phóng lên cao, hai đạo thú ảnh khổng lồ từ trong nước nhảy ra, một đầu hổ yêu xa cùng với một đầu yêu vưu trăm trảo lập tức công kích Bảo Nhi và Bối Nhi. Bản thể khổng lồ của Bảo Nhi và Bối Nhi lơ lửng trên không trung, thân thể vặn vẹo, uy áp nồng đậm lan tràn ra, cả không trung lúc này dường như cũng run rẩy. Lục Kinh Vân và Niếp Phong liếc nhìn nhau, lập tức có động tác. Trong tay Niếp Phong xuất hiện một cái bao tay vũ linh khí, trong chớp mắt tay phải đánh ra một đạo trảo ấn xuyên thấu không gian, mang theo tàn ảnh hung hăng đánh vào cái râu cực lớn của yêu vưu trăm trảo. Ken két. Trên không trung lập tức vang vọng thanh âm bạo liệt cực lớn, đồng thời lực lượng va chạm bắn ra quang mang chói mắt. Một trảo này của Niếp Phong không thể bẻ gãy râu của yêu vưu trăm trảo, thân thể còn bị đẩy lùi về phía sau, bổ nhào mấy cái trên không trung mới có thể đứng vững được. Huyết hồn ấn. Trong chớp mắt một cỗ khí tức bàng bạc quanh thân Lục Kinh Vân tuôn ra, cả không gian dưới cỗ khí tức cường hãn này thoáng run rẩy, một đạo huyết sắc quang mang mang theo uy thế tuyệt đối từ trong tay hắn bắn ra. Huyết hồn ấn là do Thánh Thủ Linh Đế truyền lại, trong Phi Linh Môn, trình độ tu luyện của Lục Kinh Vân khắc khổ không kém sư phụ, lại được Thánh Thủ Linh Đế chỉ điểm từ rất sớm, cho nên đã tu luyện thành công huyết hồn ấn. Ngao. Tiếp theo trong nháy mắt một tiếng thú minh giống như hổ gầm, phượng minh từ trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân mơ hồ truyền ra. Trong khoảnh khắc trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân có một hư ảnh giống rồng mà không phải là rồng, giống hổ mà không phải là hổ lướt đi, một cỗ uy áp từ bên trên khuếch tán ra. Tay Lục Kinh Vân đánh ra huyết hồn ấn, thanh âm thú minh vang vọng, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc quang mang nho nhỏ, đánh vào trong đầu hổ yêu xa. Phanh. Huyết hồn ấn đánh vào đầu. Đầu hổ yêu xa chịu uy áp, cặp mắt đỏ vĩ đại trong nháy mắt ngốc trệ, thân thể khổng lồ bị đẩy lui. Sư huynh, Bối Nhi, mau lui lại, chúng ta tới hải đảo phía trước rồi nói sau. Lục Kinh Vân biết thực lực mình, đầu hổ yêu xa này chính là yêu thú thất giai hậu kỳ gần tới đỉnh phong. Có huyết hồn ấn cũng khó có thể chống lại yêu thú khủng bố này. Trên hải vực lại là địa bàn của bọn chúng, đối với chúng càng có lợi, tốt nhất cứ lui về phía hải đảo rồi nói sau. Siêu siêu. Lục Kinh Vân và Niếp Phong lập tức nhanh chóng lui lại, bản thể khổng lồ của Bảo Nhi và Bối Nhi cũng nhanh chóng lui lại. Giống. Từng đầu yêu thú trong nước đang muốn đuổi theo, thế nhưng lúc này trên hải vực đột nhiên chấn động kịch liệt, hải vực vô biên bắt đầu có sóng nước cuồn cuộn, cả không gian đột nhiên tràn ngập áp lực. Đám yêu thú đang định đuổi theo run sợ, thân thể đình trệ một lát. Siêu. Thân thể Lục Kinh Vân đáp xuống hải đảo. Lập tức lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Kinh Vân, dường như đệ có chút không ổn. Niếp Phong đáp xuống bên người Lục Kinh Vân rồi nói. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đối phó với đám yêu thú trong nước này mới được. Lục Kinh Vân vội vàng nói, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy máu mình nóng lên, dường như sôi trào rồi lại lập tức khôi phục, hắn cũng không biết chuyện này là như thế nào. Trong thiên địa. Biến hóa vô hình càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ bao phủ cả không gian. Bao phủ không gian đương nhiên không phải không gian bên ngoài, dù sao bên ngoài không gian này còn tồn tại một không gian khác, sợ rằng còn chưa có ai trên đại lục này làm được một bước này. Bao phủ không gian chỉ là bao phủ không gian trong thiên địa này, giống như mặt trăng và mặt trời vậy, chỉ là người bình thường không có cách nào nhìn thấy không gian này mà thôi. Biến hóa trong thiên địa, cơ hồ bao phủ tất cả không gian. Tất cả đều có biến hóa kinh người. Ba ngày, trong vòng ba ngày, bầu trời xám trắng, không có mặt trăng hay mặt trời, trời xanh được một cỗ kim quang nhàn nhạt bao phủ. Trong vòng ba ngày mặt đất lay động, mặt nước cuồn cuộn, không gian khẽ run rẩy, cơ hồ tất cả dấu hiệu đều cho thấy trong thiên địa dường như sắp xảy ra biến cố cực lớn nào đó. Trong thiên địa, từng đạo thiên ảnh hiện lên trên không trung. Không ít người đang trao đổi,
thế nhưng không ai biết chuyện này là như thế nào, thiên địa đột nhiên rung động. Thiên địa biến hóa khác thường, rốt cuộc có chuyện gì? Đây cũng không giống như là dị tượng thiên địa a, trước nay chưa từng có hiện tượng này xuất hiện. Chẳng lẽ trong thiên địa sắp xảy ra chuyện gì sao? Trong thập đại hoàng tộc, từng đạo thanh âm mang theo sự nghi hoặc vang vọng, thế nhưng cũng không thu hoạch được gì, không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Trên trấn Thanh Vân, không ít người Lục gia đã bắt đầu tụ tập trong đại điện ở quảng trường 3 ngày trước. Đại ca, tam ca, cơ hồ tất cả người của Lục gia, chỉ cần có huyết mạch của Lục gia đều có những biến hóa này. Ngoài đại điện, Lục Tây nói với hai người Lục Trung và Lục Đông. Chỉ có người có huyết mạch Lục gia mới có biến hóa này, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới thiên địa sao? Trong lòng Lục Trung nghi hoặc, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Đã 3 ngày rồi, 3 ngày này thiên địa vô cùng dị thường, chẳng lẽ trong thiên địa có biến hóa kinh người nào sao? Lục Đông vô cùng nghi hoặc, không có cách nào hiểu được những chuyện này. Trong hư không bí cảnh, trong cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo. Siêu siêu. Trên không trung bắt đầu phong vân biến sắc, vô số mây đen dày đặc kéo tới. Mây đen dày đặc bao phủ, không gian đột nhiên lờ mờ, trong không gian có một cỗ năng lượng vô hình chấn động. Mặt đất lắc lư, trong sơn mạch, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn. Không gian lờ mờ, trong tầm mắt ngày càng có nhiều kim quang hội tụ, càng lúc càng chói mắt. Dần dần kim quang giống như là mặt trời ban trưa không ngừng phóng ra quang mang chói mắt. Thế nhưng lại không có bất kỳ một người nào nhìn thấy. Siêu siêu. Biển mây bao la vốn bị thái cổ u minh viêm nóng bỏng lan tràn, lúc này dưới sự bao phủ của kim quang, hỏa diễm màu xanh ra trời bắt đầu có dấu hiệu lui bước. Trên không trung, từng đạo kim quang không ngừng chút xuống cửa vào kia, sau đó không ngừng lan tràn ra không gian chung quanh trong hư không bí cảnh. Tại sao có thể như vậy? Khí tức này sao lại khủng bố như thế? Trong thế giới của thái cổ u minh viêm, lúc này một cỗ khí tức lạnh lẽo sắc bén xuyên qua bản thể là biển lửa màu xanh ra trời của thái cổ u minh viêm tiến vào bên trong, căn bản không thèm để ý tới sự ngăn cản của thái cổ u minh viêm. Quang mang màu vàng không ngừng rót vào, cơ hồ tất cả hành động ngăn cản của thái cổ u minh viêm đều không có hiệu lực. Quang mang màu vàng chiếu rọi, thái cổ u minh viêm ngày càng run sợ. Cỗ khí tức này khiến cho hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn xác định khí tức này mình chưa bao giờ gặp, thế nhưng cảm giác lại rất giống. Siêu. Trong thế giới của thái cổ u minh viêm, quang mang màu vàng xuyên thấu không gian kéo tới, lập tức trở thành một thông đạo bằng quang mang màu vàng cực lớn, xuyên thấu qua biển lửa nóng bỏng màu xanh ra trời, lập tức bao phủ bên ngoài quang cháo của kim đao màu vàng đang bảo vệ Lục Lâm Thiên. Siêu. Quang mang trên kim đao màu vàng sau khi bị quang mang màu vàng va chạm, đao mang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà kim đao màu vàng cũng chậm rãi hóa thành một đạo quang mang màu vàng tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Kim đao màu vàng biến mất không thấy gì nữa, quang mang màu vàng tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo bao phủ lấy người Lục Lâm Thiên. Dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng, dung nham màu xanh ra trời trong thế giới của thái cổ u minh viêm không có cách nào xuyên thấu qua quang mang. Thái cổ u minh viêm thậm chí cực kỳ kiêng kỵ, toàn thân phát run, thế cho nên hỏa diễm trong thế giới của thái cổ u minh viêm cuồn cuộn không ngớt, vô số bọt khí nóng bỏng nổ tung, dung nham khủng bố bắn tứ tung. Siêu. Dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng tràn ngập khí tức sắc bén và lạnh lẽo, bên trong quang mang giống như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập đem thân hình Lục Lâm Thiên hút ra bên ngoài. Mạnh mẽ hút thân thể Lục Lâm Thiên trong thế giới của thái cổ u minh viêm đi ra. Thái cổ u minh viêm không có một chút sức lực nào ngăn cản. Giống như cỗ quang mang màu vàng này dường như có thể tự do ra vào trong thế giới của hắn vậy. Siêu. Hố sâu cực lớn giống như nối thẳng xuống lòng đất, trong hỏa diễm màu xanh ra trời đột nhiên có một đạo quang mang màu vàng bao phủ một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên trời, sau đó lập tức lơ lửng trên không trung. Đạo thân ảnh này xuất hiện, một đạo quang mang màu vàng từ trên 9 tầng trời chút xuống. Bên trong kim quang rực rỡ có khí tức sắc bén, lạnh lẽo vô cùng vô tận lan tràn. Ầm ầm. Đồng thời mặt đất trong không gian này dường như có thứ gì đó tỉnh lại, mặt đất bao la vô tận run rẩy, sau đó lập tức rạn nứt tạo thành một cái khe lớn. Khe nứt đen kịt, khủng bố, dưới sự chiếu sáng của kim quang, mặt đất vô tận bỗng nhiên vỡ ra từng khe nứt lớn. Từng đạo quang mang màu vàng từ trong khe nứt bắn ra, hội tụ lại một chỗ,
từng trong lòng đất lao ra tạo thành một đạo quang tụ màu vàng bao phủ lấy thân thể Lục Lâm Thiên, khí tức hùng hậu bức nhân lan tràn. Lập tức kim quang quanh thân Lục Lâm Thiên kết nối giữa trời và đất, trong chốc lát cả không gian cuồng phong rít gào, kim quang đại thịnh. Kim quang tràn ngập không gian, cùng với thiên địa vừa mới lờ mờ tạo thành một thể, kim quang rực rỡ, tựa như che khuất bầu trời, bao phủ không gian, vô cùng thần dị, huyền ảo không nói nên lời. Lúc này cả thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Trên hải đảo, bốn phía xanh biếc, chung quanh ngẫu nhiên truyền đến tiếng thú giống, khiến cho không khí trở nên căng cứng. Ở giữa có một quảng trường hình hạp gốc, bốn phía đều là vách núi đá, vách núi này đối với người có tu vi vương cấp, xuất cấp mà nói không thành vấn đề. Bất quá đối với người có tu vi vũ tướng, vũ phách mà nói, đường ra duy nhất chỉ có một chỗ, thế nhưng lại không thể chạy thoát. Huống chi bốn phía lại là đàn yêu thú rậm rạp, chằng chịt. Giờ phút này trong hạp gốc có hơn chục đạo thân ảnh, sắc mặt tái nhợt, có người trong lòng đã sinh ra sự sợ hãi. Nhưng trong đó vẫn có mấy thanh niên nam nữ có thân thể cao ngất, trong mắt không có bao nhiêu sợ hãi. Sắc trời như thế nào, không có mặt trăng, mặt trời, bao la mờ mịt, tại sao lại có thể như vậy? Thiên địa biến đổi sao? Một thanh niên nhìn lên bầu trời, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, bọn họ chưa từng nhìn thấy thiên địa xảy ra biến hóa bực này. Mọi người cứ nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước, hiện tại chúng ta đã bị đàn yêu thú vây quanh. Nếu như tất cả yêu thú vây công, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn bốn phía, sắc mặt ngưng trọng. Đại sư huynh, những yêu thú này vây quanh chúng ta đã hai mươi mấy thời thần rồi mà không phải động công kích, chuyện này có chút kỳ quái. Niếp Phong nói với đám người Đoan Mộc Hồng Chí, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Chẳng lẽ những yêu thú này vì thiên địa dị biến cho nên mới chịu ảnh hưởng sao? Hoàng Tĩnh Ngọc nhíu mày, lúc này khuôn mặt có chút tái nhợt. Dung nhan tuyệt mỹ khiến cho người ta động lòng, khiến cho người ta không khỏi thương hoa tiếc ngọc. Ta thấy không hoàn toàn giống như vậy, những yêu thú này dường như cố ý vây khốn chúng ta, dường như đang đợi người khác. Lục Kinh Vân cân nhắc một hồi, sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía, hắn muốn rời khỏi đàn yêu thú này có lẽ cũng không khó. Nhưng vì lúc này có nhiều đệ tử phi linh môn như vậy, hắn không có cách nào mang đi toàn bộ. Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào thông báo cường giả trong môn tới đây cứu viện, phiền phức lớn rồi. Bạch Toa Toa nói, nếu như lần này có thể chạy đi, một ngày khác nhất định ta sẽ san bằng tất cả yêu thú trong Đông Hải. Lục Kinh Vân nhếch miệng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Nhất định là có người âm thầm khống chế yêu vương, sau đó ra tay với chúng ta. Trong mắt Đoan Mộc Hồng Chí lan tràn ra hàn ý nhàn nhạt. Tôi luyện những năm qua khiến cho những người khác biết rõ, dưới khuôn mặt tuấn lãng kia chính là vẻ khát máu của hắn. Ngọc Diện Ưng Vương Đoan Mộc Hồng Chí của Phi Linh Môn quả nhiên bất phàm, tuổi còn nhỏ đã có tu vi cùng với tâm trí như vậy, chỉ tiếc khí vận không tốt. Lúc này ngoài hẹp cốc có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một cỗ khí tức khủng bố lan tràn. Dẫn đầu là hai đạo thân ảnh, năng lượng thiên địa chấn động, trong lúc vô hình khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa. Hai vũ tôn. Đoan Mộc Hồng Chí lập tức biến sắc, ở chung với cường giả phi linh môn lâu, cho dù bây giờ hắn chỉ là vũ vương lục trọng, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hai người vừa mới tới là vũ tôn. Đoan Mộc Hồng Chí cảm nhận được mấy người Lục Kinh Vân, Niếp Phong, Bạch Toa Toa, Hoàng Tĩnh Ngọc đều có thể cảm giác được. Người có tu vi tôn cấp tới đây, ngay cả cơ hội chạy trốn bọn họ cũng không có. Vương cấp và tôn cấp, kém quá xa. Huống chi hiện tại ngoài hai cường giả tôn cấp ra còn có tầm chục vương cấp cùng với mấy người có tu vi xuất cấp. Trong chục vương cấp kia có vài vương cấp cao trọng. Là người Vạn Thú Tông, dường như còn có người Khôn Dương Đảo. Ánh mắt Niếp Phong nhảy lên, nhìn mười mấy đạo thân ảnh phía trước, hàn ý trong mắt bắn ra. Có chút nhãn lực, không ngờ lại biết rõ thân phận của chúng ta. Một lão giả nhíu mày, lạnh nhạt nhìn qua mấy thanh niên nam nữ trước mắt. Trong mắt hiện lên sự khinh thường cùng với sát ý. Giống như nhìn con mồi nằm trên thớt, không có khả năng chạy thoát, người này nói. Ngọc Diện Ưng Vương Đoan Mộc Hồng Chí, Hỏa Ảnh La Sát Hoàng Tĩnh Ngọc, Đại Địa Vương Giả Niếp Phong, Linh Vũ Tả Vương Lục Kinh Vân. Không ngờ tất cả các ngươi đều có mặt ở đây. Sau khi các ngươi chết, có lẽ Phi Linh Môn cũng sẽ xong đời, khặc khặc. Nghĩ biện pháp trốn trở về, để cho cường giả trong môn báo thù cho chúng ta. Hoàng Tĩnh Ngọc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức sắc bén lan tràn ra.
Những năm này nàng lăn lộn trên đại lục có uy danh Hỏa Ảnh La Sát, tuyệt đối không phải dựa vào dung mạo mà là thực lực của mình. Liều. Chân khí trên người Niếp Phong tràn ra, chân đạp mạnh mặt đất, trên mặt đất có một khe nứt lan tràn. Mấy vương cấp, thiên phú cho dù mạnh cũng vô dụng. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu bất phàm. Lúc trước Lục Lâm Thiên giết đồ nhi của ta, hôm nay ta giết mấy người các ngươi đền mạng. Sau lưng hai tôn cấp có một vũ vương cửu trọng sắc mặt trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, phóng về phía đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong. Siêu! Trên không trung trong nháy mắt vang lên thanh âm xé gió, khí tức nóng bỏng quanh thân lão giả này mang theo kình lực hung hãn, phô thiên cái địa bắn ra. Một đạo trưởng ấn nhanh chóng ngưng tụ, không gian run lên, trưởng ấn nóng bỏng lập tức đánh xuống. Nghĩ biện pháp trốn. Niếp Phong khẽ quát một tiếng, chân khí tuôn ra, quanh thân lập tức được một bộ khải giáp bất phàm bao phủ, cuối cùng ngưng tụ một đạo quyền ấn. Quyền ấn bộc phát ra kình lực khủng bố, va chạm với trưởng ấn. Hai đạo công kích hung hăng va chạm, Niếp Phong bị đẩy lui. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, tu vi vũ vương lục trọng đỉnh phong hắn khó có thể chống lại vũ vương cửu trọng như đối phương, mà lại còn là vũ vương cửu trọng gần đỉnh phong. Khục khục. Thế nhưng lão giả kia cũng không dễ chịu, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong cổ họng vang lên một tiếng trầm đờ upsilon, c, dường như cũng chịu một chút thiệt thòi. Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, đối phương chỉ là vũ vương lục trọng mà thôi, thật không ngờ lại cường hãn như vậy. Giải quyết sớm một chút, thiên địa biến hóa đã làm chậm trễ không ít thời gian, chậm sẽ sinh biến, động thủ đi. Một lão giả tôn cấp khẽ quát một tiếng, phất tay ra lệnh, sát ý trong mắt bắn ra, không muốn chỉ hoãn. Thiên địa xảy ra dị biến khiến cho hắn có chút bất an, cũng đã làm trì hoãn không ít thời gian của bọn họ, bằng không bọn họ đã sớm không còn ở đây. Giết! Lập tức hơn 10 vũ vương, linh vương còn có người có tu vi xuất cấp đánh về phía trước. Chân khí linh lực tuôn ra, toàn thân được chân khí, linh lực bao phủ, mang theo tiếng xé gió đánh về phía chúng đệ tử phi linh môn. Những người này tuyệt đối đều là cường giả, cũng đều là người giết người lão luyện, khí tức sắc bén tới cực điểm. Ngao ngao. Trong nháy mắt, ngoài hải đảo, tiếng rít gào vang vọng liên tục. Trên trăm đầu yêu thú lục giai trong nước xoay quanh không trung. Tám đầu yêu thú thất giai trong nước ở trên không trung, uy thế khủng bố kinh người tới cực điểm. Ngao ngao. Bảo Nhi, Bố Nhi lần nữa hóa thành bản thể hoàng kim yêu long viễn cổ khổng lồ, uy thế kinh người lan tràn, thế nhưng lại bị tám đầu yêu thú thất giai vây trên không trung. Liều. Bạch Toa Toa yêu kiều quát lên một tiếng. Lúc này nàng cũng là vương cấp, thân hình lập tức đánh về phía một người có tu vi vương cấp. Giết! Chúng đệ tử phi linh môn không còn đường để trốn, chỉ có thể liều mạng chiến một trận, song phương giao thủ, có máu tươi phun ra. Có đệ tử phi linh môn thực lực không đủ đã bị đánh chết. Trường kiếm trong tay Hoàng Tĩnh Ngọc xoay tròn vô cùng quỷ dị, chân khí phô thiên cái địa rót vào trường kiếm, thân thể mềm mại chợt hiện, giống như một đầu độc xà, thế nhưng cũng bị hai vương cấp vây khốn. Không có cách nào thoát thân. Tiểu tử, Linh Vũ Tà Vương, thiên phú cực cao, chỉ tiếc lần này chúng ta sẽ không để cho ngươi giống như Lục Lâm Thiên, không cho ngươi thêm cơ hội. Một tiếng quát nhẹ vang vọng bên người Lục Kinh Vân, lão giả có tu vi tôn cấp mang theo vẻ mặt âm lệ đến bên người Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân biến sắc, tôn cấp cùng với vương cấp hoàn toàn chính là hai tầng thứ khác nhau, chân khí tràn ra, thân ảnh đột nhiên chạy trốn. Thế nhưng ngay khi Lục Kinh Vân vừa mới quay người định thoát đi, dường như lão giả có tu vi tôn cấp đã tính toán tới bước này, khí tức lạnh thấu xương lan tràn ra. Trên không trung liên tiếp vang lên thanh âm trầm thấp, bạo liệt, bao phủ Lục Kinh Vân. Cảm nhận kình khí âm hàn bàng bạc này, Lục Kinh Vân biến sắc, hai tay giơ lên, muốn toàn lực ra tay ngăn cản, thế nhưng lúc này máu trong cơ thể hắn lần nữa sôi trào lên, giống như muốn nổ tung, khiến cho chân khí đình trệ không có cách nào ngưng tụ. Phanh! Chân khí không có cách nào vận chuyển, kinh khí hùng hậu đánh tới. Lục Kinh Vân căn bản không có cách nào ngăn cản, lực lượng âm hàn hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Lập tức một tiếng nổ mạnh, kinh thiên động địa vang vọng. Thân thể Lục Kinh Vân bị đập xuống mặt đất rung chuyển, đá vụn bắn tứ tung. Thân thể Lục Kinh Vân bị đất đá bao phủ toàn bộ. Kinh Vân! Mọi người lo lắng hét lớn, lúc này bản thân họ cũng khó bảo toàn. Vô lực cứu giúp. Mà ngay cả Bối Nhi cũng bị bốn đầu yêu thú thất giai vây công, thực lực đều ở trên nàng,
rít gào liên tục, thế nhưng cũng không có cách nào thoát thân. Khặc khặc, lão giả âm lệ tu vi tôn cấp kia cười to không ngớt, Lục Kinh Vân này có thiên phú mạnh mẽ, nhất định không thể để cho Lục Kinh Vân phát triển tới tình trạng như Lục Lâm Thiên. Cho nên thiên địa minh thương nghị, muốn đem Lục Kinh Vân này bóp chết từ trong trứng nước, xuất động cường giả tôn cấp đánh chết, nhân tiện đánh chết những người trẻ tuổi của Phi Linh Môn. Siêu. Ngay khi lão giả tôn cấp này muốn ra tay một lần nữa, thân ảnh lao thẳng tới đống đá vụn, không cho Lục Kinh Vân bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm. Thì ngay lúc đó, trên 9 tầng trời đột nhiên vang vọng tiếng sấm, sấm chớp lập lòe. Mà sau khi nghe được tiếng sấm minh, thân ảnh lão giả có tu vi tôn cấp này đình trệ, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này tất mọi người nhìn không được mà dừng tay, đều nhìn lên không trung. Bởi vì tiếng sấm minh kia khiến cho linh hồn tất cả mọi người bỡ ngỡ. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy không gian lờ mờ, tối tăm lúc này đã bắt đầu phong vân biến sắc. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trên không trung một tiếng sấm sét vang vọng, đột nhiên cả thiên địa phong vân biến sắc. Vô số mây đen dày đặc kéo tới, cả thiên địa rung rung, mặt đất run rẩy bất định. Siêu. Phong vân biến sắc, xen lẫn tiếng sấm minh, lúc này không gian đột nhiên lờ mờ, ngoài hải đảo, hải vực vô tận lập tức nổi lên sóng to gió lớn, cơ hồ tất cả các yêu thú cảm thấy linh hồn run rẩy. Siêu siêu. Trong không gian lờ mờ, trên 9 tầng trời đột nhiên có kim quang vô tận lan tràn ra. Kim quang tựa như mặt trời giữa trưa, tất cả biến hóa bực này khiến cho thân thể mọi người run run, linh hồn run rẩy, trong hư không bí cảnh, gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Giữa không trung, đạo quang trụ kim quang kia kết nối giữa trời và đất. Trong quang trụ, Lục Lâm Thiên lơ lửng trên không trung, cả không gian tràn ngập kim quang, quang mang màu vàng rực rỡ bao phủ lấy người Lục Lâm Thiên, một cỗ năng lượng màu vàng không ngừng rót vào trong thân thể Lục Lâm Thiên. Hai tay Lục Lâm Thiên mở rộng, vô số lỗ chân lông toàn thân đều đang tham lam hấp thu quang mang màu vàng kinh người này. Thiên địa xảy ra dị biến, đây là lần thứ ba AH. Thuộc tính đại thành, nhân loại này không ngờ lại lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành. Giữa không trung, giờ phút này trong biển lửa hỏa diễm màu xanh ra trời vang lên thanh âm rung động của thái cổ U Minh Viêm, linh hồn hắn không ngừng run rẩy. Từ thời viễn cổ cho tới bây giờ, loại hiện tượng này hắn đã nhìn thấy lần thứ ba, hai lần trước là ở thời viễn cổ, khi đó có người lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành, mới có thể khiến cho thiên địa xảy ra dị biến bực này. Không gian tràn ngập kim quang rực rỡ. Tiếng sấm minh vang vọng trên không trung, lúc này dường như có từng ngôi sao bắt đầu biến hóa. Trong thiên địa, 20 mấy thời thần sau, lúc này thiên địa xảy ra dị biến đã 3 ngày 3 đêm, không có trăng sao, không có ngày đêm, chỉ có sắc trời tối tăm mờ mịt, phảng phất như thiên địa bị cắn nuốt. Trong thiên địa, hàng tỷ sinh linh bất an, từng đàn yêu thú, linh thú nhảy lên đỉnh núi, hai mắt nhìn lên trên không trung. Cơ hồ tất cả cường giả đạp không mà đứng. Bấm đốt tay tính toán, trong lòng vô cùng nghi hoặc, thế nhưng lại không có ai biết nguyên nhân. Chỉ có Trấn Thanh Vân lúc này không có ai chú ý tới, trong Lục gia, cơ hồ tất cả đệ tử Lục gia lúc này máu trong cơ thể sôi trào. Hai mắt bắt đầu nóng bỏng, khí tức quỷ dị, mà lạ lẫm từ trên 9 tầng trời thẩm thấu xuống Trấn Thanh Vân. Không biết có chuyện gì không gian bao la mờ mịt trở nên tối tăm. Trong không gian tối tăm, trên 9 tầng trời bắt đầu có kim quang nhàn nhạt lan tràn. Trên không trung, từng ngôi sao bắt đầu hiện lên trên vòng trời. Từ từ, từng ngôi sao bắt đầu di động, những nơi ngôi sao đi qua, tinh không lập tức tối tăm, phía dưới trong khoảnh khắc xuất hiện thủy triều. Ngôi sao ngập trời di chuyển, một lát sau trên bầu trời chỉ còn lại 9 ngôi sao. 9 ngôi sao bỗng nhiên bành trướng, ầm ầm hợp lại thành một đường, giống như muốn từ trên 9 tầng trời rớt xuống vậy. 9 ngôi sao hợp thành một đường. Giống như một chuỗi đường hồ lô ở trên bầu trời, một vầng trăng sáng xuất hiện trên tầng trời thấp, giống như sắp rơi xuống phiến thiên địa này. Ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng bao phủ ngọn núi, phảng phất như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Vầng trăng sáng ngời chiếu sáng, sau vầng trăng, 8 ngôi sao tương liên với nhau. Vầng trăng khổng lồ mang theo 9 cỗ khí tức kinh khủng khiến cho cơ hồ tất cả sinh linh trong thiên địa cảm thấy tim đập nhanh hơn, thậm chí còn có cảm giác giống như ngừng đập. Chân khí, linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối, căn bản không có cách nào nhúc nhích. 9 ngôi sao tương liên, trong khoảng khắc thiên địa sơn băng địa liệt, sóng biển cuồn cuộn, thủy triều tăng mạnh, vô số nơi biển gầm, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng,
Cửu tinh liên châu, đây dường như là cửu tinh liên châu. Cửu tinh liên châu, thiên địa dị biến, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trời a, đây là cửu tinh liên châu. Giờ phút này trên đại lục, từng đạo thân ảnh đứng trên hư không, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên trên bầu trời, linh hồn run rẩy. Ngao ngao, ô, trong thiên địa, yêu thú, linh thú, dã thú, cả đám chiếm giữ từng ngọn núi, thân thể phủ phục, ánh mắt cực lớn nhìn về phía vầng trăng sáng mà rít gào, run rẩy. Trên hải đảo, lúc này đám cường giả Khôn Dương đảo, Vạn Thú Tông đang vây công người Phi Linh Môn cũng cảm thấy run rẩy, linh hồn run run, chân khí, linh lực trong cơ thể đình trệ. Linh hồn rung động, đâu còn có tâm tư động thủ. Ngao ngao, trên hải vực, lúc này ở giữa cửu tinh liên châu, vầng trăng sáng chiếu rọi giống như muốn từ trên 9 tầng trời rớt xuống hải vực. Vô số yêu thú nhìn về phía vầng trăng rít gào, trong hải vực sóng to gió lớn. Siêu. Không có ai chú ý tới, lúc này Lục Kinh Vân trong đống đá vụn bắt đầu có kim quang trong đống đá vụn bắt ra, đống đá vụn bắt đầu run rẩy. Cửu tinh liên châu, tại sao lại có cửu tinh liên châu, sắp tận thế sao? Trong thiên địa hàng tỷ sinh linh run rẩy, vô số người ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tim đập nhanh, linh hồn run rẩy, dị tượng như vậy nào có ai đã nhìn thấy qua? Ầm ầm, trên không trung vang vọng tiếng sấm không ngừng, cùng một thời điểm, sau lưng cửu tinh liên châu, có một đạo quang mang màu vàng hiện ra. Đạo quang mang màu vàng này giống như từ phía chân trời hỗn độn lan tràn ra, chiếu rọi vào 9 ngôi sao, uy áp từ chỗ sâu trong thiên địa lan tràn. Xoẹt, lập tức, quang mang màu vàng xuyên qua ngôi sao thứ 9. Tiếp tục lan tràn qua ngôi sao thứ 8, thứ 7, cuối cùng rơi xuống vầng trăng khổng lồ màu trắng. Quang mang màu vàng lập tức đại thịnh, vầng trăng lúc này giống như mặt trời giữa trưa. Giờ phút này cả thiên địa lập tức bị quang mang màu vàng bao phủ. Bên trong quang mang màu vàng vang vọng tiếng sấm, cuồng phong rít gào, khí tức sắc bén vô cùng vô tận lan tràn ra. Trên trấn Thanh Vân, trong Lục gia, hơn 1000 đệ tử Lục gia lúc này thân bất do kỷ bị kim quang bao phủ. Thân thể đột nhiên lăng không lơ lửng, từng đạo quang mang chói mắt bao phủ lấy thân thể của từng người. Trên hơn 1000 người Lục gia, bầu trời toàn bộ trấn Thanh Vân đều bị quang mang màu vàng chói mắt bao phủ, trong khoảnh khắc khiến cho tất cả người ở trấn Thanh Vân chú ý, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trên không trung. Trong hơn ngàn tộc nhân Lục gia, người được kim quang bao phủ, lơ lửng trên cao nhất chính là Lục Trung và La Lan Thị, mà tiếp đó ở phía dưới là Lục Đông, Lục Tây, còn có đám người Lục Thiếu Hùng. Phía dưới nữa là những người khác trong Lục gia, chỉ có một mình La Lan Thị là không có huyết mạch của Lục gia, còn lại đều là đệ tử có huyết mạch của Lục gia. Hơn ngàn người lơ lửng trên không trung, kim quang bao phủ, máu trong cơ thể sôi trào, hai mắt đỏ thẫm, giờ phút này giống như toàn bộ bọn họ mất đi thần trí, hai mắt nhắm chặt, thân bất do kỷ. Đồng thời trong thiên địa lúc này có một cỗ năng lượng bàng bạc hội tụ rồi rót vào trong thân thể từng người. Phanh! Trên Đông Hải, đống đá vụn đột nhiên nổ tung, thân ảnh Lục Kinh Vân phóng lên trời, lập tức lơ lửng trên không trung, giống như có thể đỡ upsilon.ng tay tới vầng trăng sáng màu vàng kia. Siêu! Lục Kinh Vân phóng lên trời, trên vầng trăng màu vàng kia có một đạo quang trụ màu vàng giống như thực chất bao phủ thân thể Lục Kinh Vân. Giờ phút này Lục Kinh Vân ở trong đạo quang trụ màu vàng, hai mắt nhắm chặt, hai tay mở rộng, toàn thân được quang mang màu vàng bao phủ. Một cỗ năng lượng thiên địa vô hình nhanh chóng hội tụ. Ầm ầm. Trong thiên địa, giờ phút này dường như có thứ gì đó tỉnh lại. Cổ vực, Đại Lục Linh Vũ, Đông Hải, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai, trên mặt đất bao la phát ra tiếng nổ trầm thấp, mặt đất bỗng nhiên vỡ nứt ra tạo thành một cái khe cực lớn. Quang mang màu vàng sắc bén, lạnh lẽo từ trong vô số khe nứt cực lớn trong mặt đất lan tràn ra. Cuồng phong rít gào, kim quang tràn ngập. Thiên địa lúc này run rẩy. Siêu siêu. Trong thiên địa, giờ phút này trong 10 mật cảnh, trong không gian của lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc, máu tươi trong người tất cả mọi người sôi trào, trong lúc vô hình dường như bị một loại năng lượng nào đó trong thiên địa dẫn dắt, hoàng khí trên người không tự chủ được mà lan tràn ra, trong lòng tất cả những đệ tử hoàng tộc không khỏi run run, linh hồn run rẩy. Siêu siêu. Trong lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc, từng đạo thân ảnh lánh đời nhảy lên đỉnh núi, dường như ở ngay dưới vầng trăng sáng kia, trong mắt những người này đều hiện lên sự kinh ngạc, biến sắc. Cửu tinh liên châu, thuộc tính đại thành, thiên địa dị biến.
Cửu tinh Liên Châu, dấu hiệu tân hoàng tộc xuất thế. Thuộc tính đại thành, cửu tinh Liên Châu, đây là dấu hiệu sắp có tân hoàng tộc xuất thế a. Thuộc tính mới, rốt cuộc là ai lĩnh ngộ thuộc tính đại thành? Từng đạo thân ảnh biến sắc, thuộc tính đại thành, tân hoàng tộc xuất thế, đối với bọn họ hiện tại mà nói, tự nhiên bọn họ hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Trong thiên địa, cửu tinh Liên Châu, kim quang che khuất bầu trời, không gian vang vọng thanh âm ken két giống như tùy thời sẽ bị nghiền nát. Trên trấn Thanh Vân, giờ phút này kim quang rực rỡ, tiếng sấm vang vọng, một cỗ khí tức phóng lên cao. Hơn 1000 đạo thân ảnh được kim quang bao phủ, bên trong kim quang, những vũ giả đơn hệ biến thành vũ giả song hệ, vốn là vũ giả song hệ thì biến thành vũ giả tam hệ. Cơ hồ tất cả linh giả của Lục gia đều không có biến hóa, thế nhưng khí tức trên người lại tăng vọt. Cơ hồ tất cả đệ tử Lục gia, chủ thuộc tính trên người biến đổi, biến thành một loại thuộc tính lạ lẫm mà cho tới bây giờ bọn họ chưa từng tiếp xúc qua. Khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn trên không gian. Trên không trung không ngừng vang lên tiếng sấm, thiên địa dường như sắp sụp đổ, năng lượng khủng bố phóng lên cao. Năng lượng thiên địa không ngừng rót vào trong cơ thể, khí tức dễ dàng tăng vọt giống như lật bàn tay, vũ đổ biến thành vũ sĩ, tiếp đó là vũ sư. Mà người vốn là vũ sư thì lập tức tăng vọt, nhất trọng, nhị trọng, mãi cho tới cửu trọng, ngưng tụ vũ đan đột phá vũ phách. Khí tức tăng lên không có ai có thể ngăn cản, cùng lúc trong thiên địa có một cỗ năng lượng kéo tới. Tiến vào trong huyết mạch của đệ tử Lục gia. Trên không trung Lục gia, ngàn người lơ lửng, kim quang bao phủ, mang theo một cỗ uy áp tới từ thiên địa, khiến cho tất cả người trên trấn Thanh Vân như nhũn ra, linh hồn bỡ ngỡ, người thực lực không đủ, phủ phục trên mặt đất. Chỉ có phủ phục trên mặt đất bọn họ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Loại uy áp này dường như tới từ linh hồn, không có cách nào chống cự. Uy áp khủng bố từ trấn Thanh Vân dùng tốc độ nhanh như thiểm điện lan tràn ra bốn phía. Dưới loại uy áp này, hoàng khí trên người mấy cường giả Độc Cô gia và Bắc Cung gia ở lại Lục gia cũng bị run rẩy, tự dưng máu tươi sôi trào, khí tức của loại uy áp này so với hoàng khí trên người bọn họ không kém bao nhiêu. Khí tức này rất quen thuộc a. Trong Phi Linh Môn, trên không trung ở Hậu Sơn, lúc này có hai đạo thân ảnh đạp không đứng thẳng, kinh ngạc nhìn qua động tĩnh kinh người của Cửu Tinh Liên Châu. Phương hướng Vân Dương Tông dường như có dị tượng. Hàn Băng Đại Đế đạp không, ánh mắt nhìn về bên ngoài sơn mạch Vũ Đô, trên không trung sơn mạch lúc này có kim quang vô cùng chói mắt lan tràn. Kim quang mang theo một cỗ uy áp kinh người, có thể cộng minh cùng thiên địa, có thể sinh ra cộng minh với không gian tràn ngập quang mang màu vàng này. Không phải Vân Dương Tông, là động tĩnh trên trấn Thanh Vân, hình như là Lục gia. Thánh Thủ Linh Đế biến sắc. Phất tay một cái xé rách một vết nứt không gian trên không trung, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lục gia, ánh mắt Hàn Băng Đại Đế lóe lên, cũng phất tay xé mở một vết nứt không gian trước người, lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Phía trên Đại Lục Linh Vũ có động tĩnh. Động tĩnh tới từ Đại Lục Linh Vũ. Nhất định trên Đại Lục Linh Vũ xuất hiện biến cố kinh người. Giờ phút này trong thiên địa có hơn chục ánh mắt nhìn về phía Đại Lục Linh Vũ ở ngoài sơn mạch Vũ Đô. Từng đạo thân ảnh lập tức xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Hư không bí cảnh, quang trụ màu vàng kết nối giữa trời và đất, Cửu Tinh Liên Châu, mục tiêu dường như lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm, trong quang mang màu vàng bao phủ, quang trụ màu vàng cũng bao phủ trời cao. Trong quang trụ màu vàng, trên người Lục Lâm Thiên lúc này có một cỗ uy áp kinh khủng bắt đầu lan tràn rồi khuếch tán ra trong thiên địa. Cùng với kim quang trong thiên địa hòa tan vào một chỗ, hoàn toàn tương liên với thiên địa. Thuộc tính đại thành, nhân loại này đã lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành, phiền phức rồi. Hư không bí cảnh, trong thế giới tràn ngập hỏa diễm của Thái Cổ U Minh Viêm, âm thanh kinh ngạc của Thái Cổ U Minh Viêm truyền ra. Không thể để cho hắn thành công, nếu thành công ta sẽ phiền phức. Trong lòng Thái Cổ U Minh Viêm thầm tính toán, động tĩnh kinh người này khiến cho hắn run sợ, hắn nghĩ tới, vạn nhất nếu như nhân loại này lĩnh ngộ thuộc tính đại thành, mà lúc này hắn lại tiêu hao hầu như không còn. Khi đó phiền phức vô cùng lớn. Nhân loại này hơn phân nửa sẽ không bỏ qua hắn. Siêu siêu. Đột nhiên trong biển lửa màu xanh ra trời bắt đầu xuất hiện chấn động, không có khí tức nóng bỏng vô hình khiến cho không gian vặn vẹo bắt đầu lan tràn. Khí tức nóng bỏng này không ngờ lúc này có thể ngăn cản kim quang ngập trời một lát, nhiệt độ khủng bố đem không gian hòa tan. Tiếp đó hỏa diễm màu xanh ra trời giống như là sóng biển, không ngừng bốc lên.
nhiệt độ nóng bỏng bộc phát. Lập tức trong biển lửa màu xanh ra trời bao la có hình dáng một đầu quái vật khổng lồ hiển hiện. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời lúc này có một con rồng lửa mấy ngàn thước bắn ra, cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời mang theo năng lượng nóng bỏng giống như một cái cầu vồng màu đỏ xẹt qua không gian, xé rách không gian, trong khoảnh khắc hung hăng đánh về phía quang mang màu vàng đang bao phủ Lục Lâm Thiên. Cự long bằng hỏa diễm cực lớn rít gào, uy áp kinh người, sợ rằng ngay cả đế giả bình thường cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng vào lúc này ở trong mi tâm Lục Lâm Thiên đang hoàn toàn không biết mình gặp nguy cơ, có một đạo quang mang màu vàng bắn ra, tiếp đó ngưng tụ thành một kim đao màu vàng trên không trung. Siêu siêu, kim đao màu vàng đánh xuống, một đạo đao mang màu vàng bổ ra vết nứt không gian đen kịt, trong sát na đánh vào trên thân thể khổng lồ của cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời nóng bỏng kia. Phanh, không có âm thanh bạo liệt quá lớn, đao mang đánh xuống. Dễ dàng chém đôi cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Năng lượng nghiền nát, giống như pháo hoa từ trong cơ thể cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bắn ra. A hát, thân thể cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này lập tức bị nghiền nát, tiếng kêu phẫn nộ, kiêng kỵ xen lẫn thảm thiết chói tai vang vọng trong không gian tràn ngập kim quang, lập tức biển lửa màu xanh ra trời kia lập tức co rút lại. Đến cùng là vật gì, tại sao lại mạnh như vậy? Thái cổ U Minh Viêm kinh hãi. Lần nữa hắn lại bị đánh cho trọng thương, bảo vật trên người nhân loại này khiến cho hắn triệt để tuyệt vọng. Siêu! Đả thương thái cổ U Minh Viêm, kim đao màu vàng tiếp tục trở lại mi tâm của Lục Lâm Thiên, căn bản không thèm để ý tới thái cổ U Minh Viêm. Nhưng mà thái cổ U Minh Viêm cũng không dám lộn xộn, trên người nhân loại này có bảo vật quỷ dị không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được trên đời này lại còn có thứ mà hắn không thể chống lại được. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng, ở trong đan điền của Lục Lâm Thiên, huyết lục không biết xảy ra chuyện gì mà lại từ đan điền bắn ra, lập tức phóng lên trời. Khi huyết lục xuất hiện, đột nhiên bành trướng thành vài trăm thước, cũng bắt đầu thôn phệ năng lượng màu vàng, toàn thân tràn ngập lưu quang huyết sắc chói mắt. Thần khí thuộc tính, bổn mạng thần khí tiến hóa thành thần khí thuộc tính, nhân loại này rốt cuộc có địa vị gì? Thái cổ U Minh Viêm lần nữa kinh ngạc. Lúc này hắn đã hối hận thật sâu vì mình trêu phải nhân loại trước mắt này. Đây tuyệt đối là một trong những người kinh khủng nhất từ cổ chí kim mà hắn đã gặp. Thậm chí lúc này thái cổ U Minh Viêm còn có thể khẳng định, nhân loại này so với mấy nhân loại cùng với thú tộc thời viễn cổ còn khủng bố hơn nhiều. Trong một không gian khác, trên một ngọn núi liên nguyên, trên một sườn núi có không ít kiến trú, không gian lúc này cũng cửu tinh liên châu, thiên địa dị biến. Trên ngọn núi, thân ảnh một thiếu nữ áo xanh lơ lửng trên không trung, hai tay mở rộng, toàn thân được kim quang màu vàng bao phủ, điên cuồng thôn phệ năng lượng trong quang trụ màu vàng. Toàn thân thiếu nữ áo xanh này tràn ngập kim quang giống như thần thích, một cỗ uy áp khiến cho linh hồn người ta run sợ đang nhanh chóng kéo lên giống như núi lửa sắp phun trào. Vũ Vương lục trọng, Linh Vương lục trọng. Vũ Vương thất trọng, Linh Vương thất trọng. Bát trọng. Trên người tiểu thư dường như có thêm một loại thuộc tính A. Vũ giả sáu hệ, rốt cuộc là như thế nào? Trên người thiếu nữ áo xanh, khí tức khủng bố kéo lên, cơ hồ tất cả bình chướng khi tu luyện lúc này đều bị phá tan, dễ như lật bàn tay, khí tức nhanh như thiểm điện kéo lên. Chung quanh ngọn núi, vô số ánh mắt kinh hãi không thôi. Tiểu thư xảy ra chuyện gì vậy? Dưới ngọn núi, vô số ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối, không có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Trong Đông Hải bao la, lúc này trên hải đảo Lục Kinh Vân bị quang mang màu vàng bao phủ, giống như là thiên thần, khí tức trên người cũng nhanh chóng kéo lên. Vũ Vương bát trọng, Linh Vương bát trọng. Kinh Vân sư đệ thành vũ giả sáu hệ, khí tức này rất quen thuộc. Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương cửu trọng. Đột phá tôn cấp, Kinh Vân sư đệ đột phá tôn cấp rồi. Trên hải đảo, chân khí, linh lực trên người đệ tử phi linh môn như đình trệ. Thế nhưng ánh mắt vẫn còn có thể nhìn biến hóa kinh người trên không trung. Trong lúc thiên địa dị biến, cửu tinh liên châu, Lục Kinh Vân đang xảy ra biến hóa khủng bố. Xảy ra chuyện gì, gặp quỷ rồi. Toàn thân cường giả vạn thú tông, Khôn Dương đảo lúc này nhũn ra, linh hồn run rẩy, bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng động tĩnh khủng bố kia. Lục Kinh Vân đang xảy ra biến hóa kinh người, giống như là thiên thần. Cùng một lúc, trên trấn Thanh Vân, ngàn người lơ lửng trên bầu trời, tiếp nhận quang mang màu vàng gột rửa,
khí tức toàn thân tăng vọt, giống như có thể hòa tan vào một thể với quang mang màu vàng này vậy. Tôn cấp, Lục Trung đã đột phá tôn cấp A. La Lan Thị, Lục Đông, Lục Tây đều đột phá tôn cấp, quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều đột phá, tất cả người của Lục gia đều điên cuồng đột phá, uy áp này khiến cho người ta phủ phục. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ cửu tinh liên châu này liên quan tới Lục gia sao? Trên trấn Thanh Vân đã tụ tập không ít cường giả, cả đám run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong lòng rung động. Hoàng khí, tuy rằng còn rất yếu, thế nhưng có lẽ chính là một loại hoàng khí, Lục gia tại sao lại có hoàng khí? Trong Lục gia, mấy cường giả Bắc Cung gia, Độc Cô gia lúc này nhìn nhau, tràn ngập kinh hãi. Trong lúc mơ hồ bọn họ cảm nhận được khí tức này, cỗ khí tức này cực kỳ giống với hoàng khí của bọn họ, bằng không khí tức trên người bọn họ cũng sẽ không bị tác động. Ken két. Trên không trung Lục gia, cơ hồ cùng lúc có ba đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện, người đi đầu chính là Vân Thủy Tiên Đế của Vân Dương Tông, hai người khác chính là Thánh Thủ Linh Đế cùng với Hàn Băng Đại Đế từ Phi Linh Môn đi tới. Thân ảnh ba người xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn vào cảnh tượng hơn ngàn người Lục gia lơ lửng trên không trung, ánh mắt ba người trong khoảnh khắc biến đổi. Ngay sau đó thân ảnh Kim Huyền cũng xé rách không gian xuất hiện trên không trung Lục gia, ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối. Ken két. Từng vết nứt không gian từ bốn phương tám hướng bị xé rách, từng đạo thân ảnh trong hư không nhảy ra. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, uy áp đế giả tràn ngập, thế nhưng uy áp khủng bố của đế giả lúc này dưới quang mang màu vàng kia lại bị đè nén xuống bên dưới. Mười mấy đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện, trong đó có vô số thân ảnh quen thuộc. Linh Hạo Linh Thiên Môn, Quân Lăng Lan Lăng Sơn Trang, Thiên Ải của Vạn Thú Tông, Đoạn Kiếm của Thiên Kiếm Môn, Tuyệt Mộc của Huyền Sơn Môn, Diệu Nhật của Khôn Dương Đảo, Ảnh Long của Nguyệt Long Các, Thiên Nguyên Quy Nguyên Môn, Yêu Hỏa Địa Linh Tông, Hồn Linh của Huyễn Hồn Môn. Đương nhiên còn có Bạch Long Đại Đế của Thánh Linh Giáo, Kim Lang Đại Đế, nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Thiên Vân Đảo, lão phụ nhân của Nhật Sát Các, từng đạo thân ảnh đế giả xuất hiện, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía đám người Lục gia. Xoẹt. Cùng lúc, không gian lần nữa bị xé rách, lại sáu đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Từng đạo thân ảnh cao ngất, đi đầu có Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, còn bốn người, hai nam hai nữ khác, khí tức đều khủng bố, không gian sau lưng run rẩy. Ken két. Trên không trung lần nữa bị xé rách, tổng cộng có năm đạo thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu chính là tộc trưởng Long Ngộ của Thanh Long Hoàng tộc, người bên cạnh hắn mặc trường bào màu tím, chính là Tử Hiên lão tổ của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc. Ba người còn lại, trong đó có một đạo thân ảnh già nua của Huyền Vũ Hoàng tộc. Một mỹ phụ nhân cùng với một lão giả thân thể tục tằn mặc trang phục màu trắng. Không hề nghi ngờ, trên người ba người này đều đang lan tràn ra uy áp của đế giả. Lập tức lại có thêm thân ảnh xuất hiện, thân ảnh của Thánh Linh lão tổ cũng xuất hiện trên không trung Lục gia. Trong khoảnh khắc mấy chục đế giả xuất hiện trên trấn Thanh Vân, uy áp khủng bố lan tràn, kim quang rực rỡ, không gian run rẩy. Thế nhưng tất cả uy áp lúc này dưới kim quang bao phủ thiên địa cùng với thân thể tộc nhân Lục gia đều phải phủ phục, giống như bị áp chế, giống như đây là địa bàn của Lục gia, có thiên địa chiếu cố, chỉ có một mình Lục gia mạnh nhất. Thập đại hoàng tộc như Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ, Long Ngộ cùng những người khác xuất hiện, các loại hoàng khí trên người không tự chủ được mà lan tràn. Là Lục gia, tân hoàng tộc là Lục gia, bên trong Lục gia có người thuộc tính đại thành. Bắc Cung Kình Thương xuất hiện. Ánh mắt bỗng nhiên run lên, nguyên nhân của động tĩnh kinh người này tự nhiên không giấu được hắn. Lục Lâm Thiên, Lục gia chỉ có Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mới, khí tức này lại giống như đúc, Lục Lâm Thiên không chết. Trong mắt Độc Cô Ngạo Vũ hiện lên sự rung động. Tân hoàng tộc xuất thế, trong nhân loại xuất hiện nhân hoàng tộc thứ bảy. Đám người Long Ngộ, Tử Hiên lão tổ kinh ngạc không thôi, động tĩnh kinh người này cũng không giấu giếm được bọn họ. Là Lục gia sắp thành nhân hoàng tộc thứ bảy, Lục gia có người thuộc tính đại thành. Thuộc tính đại thành, Lục gia chỉ có một mình Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mới mà thôi. Lục Lâm Thiên không chết, nhất định Lục Lâm Thiên đã lĩnh ngộ thuộc tính đại thành. Thuộc tính của Lục Lâm Thiên đại thành, Lục gia đã được thiên địa chiếu cố, thành công trở thành nhân hoàng tộc thứ bảy. Lúc trước Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc cũng đều như vậy. Lục Lâm Thiên không chết, còn lĩnh ngộ thuộc tính đại thành. Kim quang rực rỡ, gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng trên không trung, từng ánh mắt kinh hãi không thôi. Lâm Thiên không chết, đây là thuộc tính mới mà nó lĩnh ngộ.
Sắc mặt tộc trưởng Long Ngộ kinh hỉ, Lục Lâm Thiên ở trong Thanh Long Hoàng tộc lĩnh ngộ thuộc tính mới, khí tức này hắn quá quen thuộc, lúc này ánh mắt hắn mừng rỡ không thôi, kích động lẩm bẩm nói. Lâm Thiên không chết, vậy thì Tiểu Long cũng còn sống, tất cả không có việc gì. Là Lâm Thiên thuộc tính đại thành, Lâm Thiên không chết. Đại ca, Lâm Thiên không chết a. Đám người Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế kinh hỉ không thôi, lập tức đi tới bên người Thánh Thủ Linh Đế. Ha ha, ta biết ngay tiểu tử này sẽ không chết, thuộc tính đại thành, Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, 7 năm, 7 năm a, đệ tử của ta làm sao có thể tùy tiện chết như vậy được. Tiếng cười to của Thánh Thủ Linh Đế truyền ra, thời gian 7 năm hắn đều tin rằng còn có một đường sinh cơ, tuy rằng hắn cũng từng lo lắng qua, thế nhưng vẫn luôn tin tưởng. Hiện tại sự thật trước mắt đã chứng minh tất cả, Cửu Tinh Liên Châu, động tĩnh của Lục gia như vậy trừ Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính đại thành ra cũng không có giải thích nào khác. Cửu Tinh Liên Châu, thiên địa dị biến, thuộc tính đại thành. Thiên địa chiếu có, Lục gia thành hoàng tộc, là Lục Lâm Thiên, nhất định là hắn. Trong đôi mắt sáng mênh mông của Vân Thủy Đế Thiên chấn động, trong mắt lúc này cũng khiếp sợ không thôi. Lục Lâm Thiên không chết, thuộc tính đại thành, ha ha. Linh Hạo Đại Đế của Linh Thiên Môn cười ha hả không thôi. Đương nhiên, việc Lục Lâm Thiên không chết là thực cũng khiến cho không ít người kinh hãi. Nhất định không để cho Lục gia quật khởi, chư vị, mau ra tay tru sát toàn tộc Lục gia. Lão giả lưng đeo trường kiếm của Thiên Kiếm Môn âm trầm, lập tức quát to. Siêu siêu, lập tức ánh mắt các đế giả của thiên địa minh trầm xuống, khí tức trong không trung chấn động. Cơ hồ tất cả đế giả đều biết rõ, nếu như Lục gia quật khởi, đến lúc đó thiên địa minh sẽ gặp phải cái gì, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để hạ Lục gia. Ai dám động tới Lục gia? Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, âm thanh tràn ngập khí phách vô cùng. Âm thanh ầm ầm vang vọng trong thiên địa, chỉ thấy Bắc Cung Kình Thương lúc này đạp không tiến lên. Một cỗ mộc hoàng khí lặng lẽ lan tràn ra. Mộc hoàng khí lan tràn ra, không gian bỗng nhiên run rẩy, khiến cho sắc mặt không ít đế giả chung quanh biến hóa. Ai dám động tới Lục gia cứ tiến lên cho lão tử. Bắc Cung Kình Thương đạp không đứng thẳng, trường bào tung bay, trên thân thể hùng vĩ có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ lan tràn, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Đoạn Kiếm và những đế giả khác. Bắc Cung gia ta đã sớm nói qua, trong 300 năm, ai dám đỡ Upsilon.ng tới Lục gia chính là địch nhân của Bắc Cung Hoàng tộc ta. Hiện tại ta sẽ sửa lại, chỉ cần Bắc Cung Hoàng tộc ta còn, ai dám đỡ Upsilon.ng tới Lục gia, Bắc Cung Hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Bắc Cung Kình Thương xuất đầu, ánh mắt đám người Đoạn Kiếm lập tức âm trầm. Chẳng lẽ một Bắc Cung Hoàng tộc đã có thể cho rằng có thể đối địch với toàn bộ thiên địa minh chúng ta hay sao? Ánh mắt Đoạn Kiếm âm trầm, nói. Ha ha. Hay cho một Thiên Kiếm Môn, nếu như một mình Bắc Cung Hoàng tộc không đủ, tăng thêm Độc Cô Hoàng tộc ta thì sao? Một tiếng cười nhạt vang vọng, một thân ảnh cao ngất lập tức đứng song song với Bắc Cung Kình Thương, khuôn mặt giống như đao khắc, mặc một trường bào màu trắng, không gian quanh thân người này phảng phất như cứng lại. Dường như nhất cử nhất động của người này đều khiến cho thiên địa biến hóa. Một cỗ thần hoàng khí cũng lặng lẽ lan tràn ra thiên địa, chính là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ của Độc Cô gia. Huống chi thiên đế đại nhân có lệnh, hoàng tộc các ngươi không được tham dự bất cứ chuyện gì trong đại lục. Chẳng lẽ hoàng tộc các ngươi định ra tay hay sao? Ánh mắt Đoạn Kiếm âm trầm, sắc mặt bắt đầu cực kỳ khó coi. Nực cười, Lục Lâm Thiên chính là nghĩa tử của đại ca Độc Cô Ngạo Nam ta, vốn chính là người của Độc Cô Hoàng tộc, lại là con rể của Độc Cô Ngạo Vũ ta và Độc Cô Hoàng tộc. Chuyện của Lục gia chính là chuyện của chúng ta. Thiên Kiếm Môn người muốn đỡ Upsilon.ng vào Lục gia. Chẳng lẽ ngại mình sống quá dài rồi? Trong ánh mắt lạnh nhạt của Độc Cô Ngạo Vũ có hàn ý lan tràn, không trung như đông cứng lại. Sắc mặt Đoạn Kiếm và các đế giả thiên đạo minh bắt đầu biến hóa, Độc Cô gia tộc tăng thêm Bắc Cung gia tộc đã bắt đầu có trọng lượng hơn, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Lục Lâm Thiên chính là ngoại tôn của ta, chuyện của Lục gia chính là chuyện của Thanh Long Hoàng tộc. Ai dám động tới Lục gia, Thanh Long Hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Long Ngộ hét lớn một tiếng, linh hoàng khí ngập trời phóng ra, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy kiêng kỵ. Ai dám động tới Lục gia, Huyền Vũ Hoàng tộc ta thề nhất định sẽ san bằng sơn môn của kẻ đó thành bình địa. Không tin thì các ngươi cứ ra tay thử xem. Một đạo thân ảnh già nua của Huyền Vũ Hoàng tộc nhảy ra, ánh mắt thâm thúy giống như sao trời,
hàn ý lạnh lẽo lan tràn trên không trung. Ha ha, ta với Lục gia cũng có chút quan hệ, nếu như kẻ nào dám động vào Lục gia, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chúng ta nhất định sẽ không để cho kẻ đó sống khá giả. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta dù sao cũng không chịu hạn chế. Trường bào màu tím trên người Tử Hiên lão tổ tung bay, lạnh nhạt nói, sát ý trong mắt lan tràn. Thiên kiếm môn, thiên địa minh quả thực làm càn, Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ bảy, cho dù là một thể với nhân hoàng tộc chúng ta. Thân là hoàng tộc há cho các ngươi mạo phạm, ai dám động tới Lục gia, chính là đỡ upsilon.ng tới uy nghiêm của nhân hoàng tộc chúng ta. Thái công hoàng tộc ta tuyệt đối không buông tha. Thủy hoàng chi khí lan tràn, một mỹ phụ nhân đạp không đi ra. Mạo phạm nhân hoàng tộc, công tôn hoàng tộc ta cũng muốn nhìn xem kẻ nào dám. Ta cũng muốn biết kẻ nào dám mạo phạm nhân hoàng tộc, hiên viên hoàng tộc ta cũng muốn biết một chút. Lại một nam một nữ khác đạp không đi lên, hỏa hoàng khí, phong hoàng khí lan tràn, từng đạo khí tức tập trung lên trên người đế giả thiên địa minh. Ha ha, ai dám động tới Lục gia? Thánh thủ linh đế đạp lên không trung, ánh mắt trầm xuống, đảo qua đám người thiên địa minh, lạnh nhạt nói. Coi phi linh môn và thánh linh giáo ta không tồn tại sao? Ai dám động tay động chân? Thánh thủ linh đế dứt lời, hàn băng tôn giả, kim lang đại đế, bạch long đại đế, thánh linh lão tổ, bốn đế giả tề tụ, khí tức phô thiên cái địa lan tràn. Đoạn kiếm, người dám động tay động chân, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ tan thành mây khói, ha ha. Linh hạo đại đế cười to, trường bào tung bay, khí tức đã sớm tập trung lên trên người đám người đoạn kiếm. Siêu siêu. Vân Thủy Đế Tiên cùng với các đế giả của đế đạo minh lúc này tập trung khí thức vào người đoạn kiếm và những đế giả còn lại của thiên địa minh. Thiên địa minh có tổng cộng 11 đế giả, lúc này bị khí thức của 7 đế giả bao phủ, đặc biệt còn có thập đại hoàng tộc cùng với Tử Hiên lão tổ của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc. Chỉ một thoáng, sắc mặt các đế giả đoạn kiếm, quân lăng cùng với những đế giả còn lại trong thiên địa minh vô cùng khó coi. Bọn họ thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Lục gia không ngờ lại có thể lôi kéo nhiều người khủng bố như vậy vào một chỗ. Trong nháy mắt này đám người đoạn kiếm làm sao còn dám động thủ, nhiều đế giả như vậy có mặt, còn có thập đại hoàng tộc ở đó, một khi bọn họ động thủ, hậu quả là cái gì, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là đế giả sao? Dường như còn có người của thập đại hoàng tộc. Lục gia xảy ra chuyện gì? Trong trấn Thanh Vân lúc này đã không còn quy mô nhỏ như khi trước, vô số ánh mắt phía dưới lúc này phủ phục, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, kinh ngạc tới tận cùng. Động tĩnh này khiến cho tất cả mọi người khó có thể khôi phục lại tinh thần. Mà lúc này, những tộc nhân khác và những người hầu trong Lục gia đã sớm nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, một đám siêu cấp cường giả hội tụ tại Lục gia. Khí tức trên người của Lục gia tăng vọt, bọn họ vô cùng rung động. Rung động không thể diễn tả bằng lời. Trong hư không bí cảnh, không gian tràn ngập tiếng sấm minh, Lục Lâm Thiên giống như một vị thần, mặt đất trong không gian có vô số quang mang màu vàng tuôn ra, tương liên với Lục Lâm Thiên. Phanh! Mãi một lúc lâu sau, trong đan điền của Lục Lâm Thiên vang lên một âm thanh trầm thấp, quanh thân đột nhiên có một cỗ năng lượng hùng hậu, mênh mông lan tràn ra. Năng lượng bàng bạc tràn ngập không gian, tựa như núi lửa bị đè nén đã lâu. Có cảm giác điên cuồng dâng trào, giống như thiên địa rung chuyển, khí tức vọt lên trời cao. Ầm ầm. Cùng một thời gian, sau lưng Cửu Tinh Liên Châu có một đạo quang tụ màu vàng giống như từ phía chân trời hỗn độn xa xa trong khoảnh khắc chút xuống, bao phủ lấy thân thể Lục Lâm Thiên. Thuộc tính đại thành, thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, từ nay về sau bao trùm chúng sinh. Trong chớp mắt, âm thanh thì thào rung động của thái cổ u minh viêm từ trong biển lửa màu xanh ra trời truyền ra. Xoẹt. Đạo quang trụ này chút xuống mang theo kim quang bao phủ, toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, đột nhiên lỗ chân lông trên thân thể đều tham lam hấp thu quang mang màu vàng. Quang mang màu vàng nhập thể, trên cơ sở của bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, thân thể tiếp tục được tăng cường. Kim quang nhập thể, tựa như hình thành một loại liên hệ nào đó trong thiên địa, giống như có thể tương liên với thiên địa. Kim quang nhập thế, giống như lưu lại trên người Lục Lâm Thiên một loại ấn ký thần bí của thiên địa. Siêu. Trong không gian vô danh nào đó, trên một ngọn núi, một đạo quang trụ màu vàng xuyên qua người một thiếu nữ áo xanh, trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp kinh người từ trên người thiếu nữ áo xanh lan tràn ra. Dưới uy áp, không gian run rẩy,
thân thể mọi người phát run, linh hồn rung động. Trên Đông Hải, trên vầng trăng kia có một đạo quang trụ màu vàng xuyên qua không gian bắn xuống. Trong ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối của tất cả mọi người, kim quang rơi xuống người Lục Kinh Vân. Siêu siêu! Trên người Lục Kinh Vân lập tức có một cỗ uy áp phô thiên cái địa lan tràn ra, mọi người cùng với chúng thú run rẩy bất định. Trên không trung Lục gia, phía trên Cửu Tinh Liên Châu, từng đạo quang mang màu vàng chút xuống, rơi vào trên người Lục gia. Nhất là hai người Lục Trung, La Lan thị khí thức mạnh nhất, tiếp đó là đám người Lục Đông, Lục Tây, Lục Thiếu Hùng. Từng đạo kim quang bao phủ xuống, giống như để lại một loại lạc ấn thiên địa nào đó trên người tộc nhân Lục gia. Lập tức có một cỗ uy áp xuất hiện, dưới uy áp, khí tức cường hãn đánh văng gợn sóng trong không gian, uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra. Bên trong uy áp này mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo, bên trong còn có khí tức khiến cho linh hồn cùng với máu tươi người ta rung động. Khí tức sắc bén, lạnh lẽo này vô thanh vô tức lan tràn ra trên không trung. Bao phủ trên không trung, thẩm thấu vào cơ thể mỗi người. Dưới cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo này, ở trong chấn thanh vân to lớn, vô số thân ảnh thân bất do kỷ quỳ trên mặt đất, cường giả tôn cấp cũng không ngoại lệ, cũng quỳ xuống mặt đất. Thuộc tính đại thành, thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, từ nay về sau Lục gia chính thức là nhân hoàng tộc thứ 7. Trường bào trên người Bắc Cung Kình Thương tung bay, tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, đủ để rót vào trong tai tất cả mọi người dưới không trung. Uy áp hoàng khí thật mạnh, sắc bén mà lạnh lẽo, khí tức kinh người a. Một đế giả kinh ngạc nói, uy áp của hoàng khí này khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Siêu siêu, uy áp trên người của hơn ngàn tộc nhân Lục gia tương liên với thiên địa, giống như nước từ đập chút xuống, khí tức dâng trào. Trong hư không bí cảnh, một lát sau, đạo quang trụ màu vàng từ phía chân trời xa xa biến mất không thấy gì nữa. Động tĩnh khủng bố bắt đầu biến mất. Trên không trung, Cửu Tinh Liên Châu cũng bắt đầu rời rạc, vầng trăng. Từng ngôi sao bắt đầu trở lại vị trí ban đầu, tất cả yên tĩnh lại, khe nứt trên mặt đất cũng sáp nhập lại, vô cùng kỳ dị. Ầm ầm, trong không gian vốn bình tĩnh này bắt đầu gió nổi mây phun. Kim quang trên người Lục Lâm Thiên tiêu tán, lập tức lại được một vòng quang mang màu trắng chói mắt bao phủ. Năng lượng thiên địa bàng bạc hội tụ tới, phô thiên cái địa tràn vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Lại thế nào nữa đây? Nhân loại này thật biến thái a. Làm sao ta lại trêu chọc vào nhân loại khủng bố này cơ chứ? Thái cổ U Minh Viêm sụp đổ, nhân loại này liên tiếp khiến cho thiên địa xảy ra dị tượng, khiến cho hắn không có cách nào sống yên ổn. Trên trấn Thanh Vân, Cửu Tinh Liên Châu dần dần phai nhạt, trên không trung lúc này bắt đầu có mặt trời lên cao. Mây đen tản đi, dị tượng kéo dài trong thiên địa mấy này rốt cuộc cũng bắt đầu phai nhạt. Giờ phút này cả đại lục cùng với hải vực bắt đầu yên tĩnh trở lại. Giữa không trung, người Lục gia nhắm chặt hai mắt, khí tức run run. Ngay sau biến hóa này mọi người không khó phát hiện ra, lúc này hơn ngàn người của Lục gia, tu vi tăng vào tới trình trạng khủng bố. Người có tu vi tôn cấp trong Lục gia hơn 10 người. Khí tức trên người Lục Trung đã tăng lên tới vũ tôn bát trọng, La Lan thị là vũ tôn lục trọng. Lục Đông, Lục Tây và những người khác đều là vũ tôn ngũ trọng, và còn có nhiều những tôn cấp khác. Mà người có tu vi vương cấp. Lúc này Lục gia có gần 200 người, phần đông là vương cấp cao trọng, người có tu vi xuất cấp hơn 500. Còn lại đều là tướng cấp, cho dù kém cỏi nhất cũng là phách cấp. Hơn 10 tôn cấp, gần 200 vương cấp, hơn 500 xuất cấp, chỉ trong nháy mắt Lục gia đã một bước lên trời. Chỉ bằng thực lực biểu hiện ra cũng đủ chống lại thế lực nhất lưu trên đại lục. Mà quan trọng nhất chính là Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, đây mới thực sự là một bước lên trời. Không gian bình tĩnh trở lại, chỉ có khí tức trên ngàn người Lục gia lan tràn ra. Nhìn cảnh này, sắc mặt đế giả thiên địa minh ngưng trọng tới tận cùng. Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, vốn cũng không có quan hệ lớn với bọn hắn. Chỉ tiếc Lục gia đã trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, chứng minh việc Lục Lâm Thiên còn chưa chết. Thứ bọn họ kiêng kỵ nhất chính là Lục Lâm Thiên còn chưa chết, thậm chí thuộc tính còn đại thành, càng ngày càng khó đối phó. Sợ rằng sau khi Lục Lâm Thiên xuất hiện nhất định sẽ không bỏ qua thiên địa minh, bởi vì bọn họ dám đánh lén phi linh môn. Chúng ta đi. Tất cả yên tĩnh trở lại, có đế giả thập đại hoàng tộc, còn có đế giả đế đạo minh ở đó, đám người Đoạn Kiếm, Quân Lăng ở lại cũng không còn quan trọng, cả đám sắc mặt âm trầm, xé rách không gian trước người rồi rời đi. Ha ha,
chúc mừng Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7. Từ nay về sau trong nhân tộc chúng ta lại có thêm một hoàng tộc. Âm thanh của Bắc Cung Kình Thương vang vọng, quanh quẩn trong không gian. Siêu siêu. Một người Lục gia rốt cuộc cũng mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra. Làm sao ta lại đột phá tới tôn cấp? Ta là vũ giả song hệ A, lại có tu vi vương cấp. Trời ạ, ta cũng là vương cấp, ta là cường giả vương cấp, lại là vũ giả song hệ. Đám người Lục gia mở hai mắt ra, từng âm thanh kinh ngạc lập tức truyền ra. Người của Lục gia cơ hồ đều có cảm giác giống như nằm mơ, thậm chí cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì, bản thân mơ mơ màng màng đã trở thành cường giả. Lục gia đại phát, tại sao lại trở thành hoàng tộc được a? Lục gia quá may mắn, vậy mà lại trở thành hoàng tộc, nhân hoàng tộc thứ 7 a. May mà ta không đắc tội với Lục gia, bằng không thì xong đời. Trên trấn Thanh Vân, uy áp tiêu tán, thế nhưng vạn ánh mắt kinh ngạc vẫn nhìn lên không trung. Chính mắt nhìn thấy Lục gia trở thành nhân hoàng tộc, sự rung động bực này không có cách nào diễn tả bằng lời, bọn họ đã tận mắt chứng kiến một màn này. Trên Đông Hải, các hải đảo, lúc này tất cả cũng bình tĩnh trở lại, sóng to gió lớn biến mất, mặt trời lên cao, uy áp bao phủ thân thể mọi người cũng biến mất không thấy. Chỉ có trong hạp cốc bị vách đá bao phủ, trên không trung, Linh Vũ Tà Vương Lục Kinh Vân lúc này đạp không đứng thẳng, khí tức toàn thân bắt đầu ổn định trở lại. Hai mắt nhắm chặt, vừa rồi gây ra động tĩnh kinh người, lúc này lại không có bất kỳ khí tức gì chấn động. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi có chuyện gì vậy? Trong đội ngũ của Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo, từng ánh mắt kinh ngạc, bị động tĩnh vừa rồi dọa cho ngây ngốc. Kinh Vân sư đệ làm sao vậy? Đám người Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Bạch Toa Toa cùng với chúng đệ tử Phi Linh Môn vẻ mặt mờ mị, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hừ, giả thần giả quỷ, bất kể như thế nào cũng phải chết. Do dự thật lâu, nhìn thấy Lục Kinh Vân vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Trên người cũng không có bất kỳ khí tức gì chấn động. Lão giả âm lệ trước đó vừa mới ra tay với Lục Kinh Vân lại đạp mạnh mặt đất, thân ảnh lần nữa nhảy lên trên không trung. Siêu! Chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng từ quanh thân lão giả âm lệ tuôn ra, kéo theo năng lượng trong thiên địa, phất tay ngưng tụ ra một đạo quang trụ bằng năng lượng nóng bỏng, lập tức đánh về phía Lục Kinh Vân. Tiểu tử, chết đi! Đạo quang trụ bằng năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng xẹt qua không gian mang theo tiếng xé gió trầm thấp khiến cho màng nhĩ mọi người đau đớn. Kinh khí cường hãn phô thiên cái địa lan tràn ra, những nơi công kích đi qua, không gian bị phá hủy tạo thành khe nứt đen kịt. Kinh Vân, cẩn thận! Đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong hét lớn, thế nhưng tu vi không đủ cho nên không có cách nào ra tay ngăn cản tôn cấp. Thân hình vừa mới nhảy ra đã lần nữa có người ngăn cản trước mặt bọn họ. Siêu! Đạo quang trụ bằng năng lượng nóng bỏng đánh vỡ không gian chung quanh, mang theo vết nứt đen kịt kinh người, trong sát na đánh tới trước người Lục Kinh Vân. Mà lúc này hai mắt nhắm chặt của Lục Kinh Vân mở ra, hai đạo tinh quang màu vàng từ trong mắt bắn ra. Đồng thời hắn cũng phất tay, trên lòng bàn tay, một cỗ kim quang bắn ra, không trung trước mặt hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Siêu! Vòng xoáy thành hình trong không gian, chừng mấy thước, không gian chung quanh có khe nứt đen kịt lan tràn ra CSNG quanh. Đạo quang trụ bằng năng lượng thuộc tính hỏa bóng bỏng, khủng bố lập tức đánh vào trong vòng xoáy, sau đó tiến vào trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân, bị cắn nuốt sạch sẽ không còn. Đi chết đi! Lục Kinh Vân quát lên một tiếng, tiếp đó vòng xoáy trong tay Lục Kinh Vân bao phủ người của lão giả âm lệ kia, bao phủ thân thể người này trong vòng xoáy. Cho dù lão giả này muốn toàn lực chạy trốn, thế nhưng lại không có cách nào giãy giụa. Tu vi vũ tôn nhị trọng lúc này trước mặt Lục Kinh Vân hoàn toàn giống như con kiến không có cách nào dung chuyển con voi. A hát! Trong vòng xoáy quỷ dị trong không gian có một cỗ lực lượng thôn vệ ngập trời lan tràn ra. Lão giả âm lệ này đột nhiên kêu thảm một tiếng, lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chân khí cùng với hồn anh của hắn bị cắn nuốt, mà hắn lại vô cùng nhỏ bé, không có cách nào phản kháng. Tất cả chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một giây sau, trong vòng xoáy, lão giả âm lệ này đã trở thành thây khô. Phanh! Lục Kinh Vân nắm tay lại, không gian nổ tung, lão giả âm lệ hóa thành cho tàn biến mất trong không gian. Hít! Một màn này! Bất kể là đệ tử Phi Linh Môn hay là người của Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo đều hít sâu một hơi, trong cổ họng nuốt một ngụm nước miếng. Người có tu vi tôn cấp lúc này ở trong tay Lục Kinh Vân,
không ngờ chỉ giơ tay nhấc chân có thể đánh chết. Trốn, chạy mau. Người có tu vi tôn cấp còn lại sắc mặt kinh hãi, biến sắc, lập tức hét lớn một tiếng, nhanh chóng trốn đi. Hắn thậm chí còn không tin cảnh tượng vừa diễn ra, thế nhưng cảnh này lại hiện lên trước mặt hắn vô cùng chân thật. Hắn vốn còn chưa tin, thế nhưng không ngờ tới thực lực lúc này của Lục Kinh Vân lại tới cấp độ kinh khủng. Trốn, chạy mau. Từng đạo thân ảnh trong khoảnh khắc nhảy lên không trung, lập tức chạy trốn, cũng không dám dừng lại nữa. Siêu. Mọi người cấp tốc trốn, không gian phía trước tại thời điểm này bỗng nhiên vang lên một tiếng, gợn sóng trong không gian vỡ ra. Một thiếu niên mặc trường bào từ trong gợn sóng không gian bước ra, khóe miệng nở nụ cười tràn ngập hàn ý, đúng là Linh Vũ Tả Vương Lục Kinh Vân. Lúc này Lục Kinh Vân phá không xuất hiện, quanh thân có một cỗ quang mang màu vàng lan tràn, một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên hàng lâm, khí tức sắc bén, lạnh lẽo lan tràn ngập trong không gian. Dưới cỗ khí tức sắc bén, uy áp bực này, sắc mặt người có tu vi tôn cấp kia trắng bệch kinh hãi. Chân khí trong thân thể đình trệ, linh hồn cũng run rẩy, mười vương cấp cùng với một ít xuất cấp sau lưng thì càng không thể chống đỡ. Giết đệ tử phi linh môn ta, há có thể cho các ngươi chạy thoát, tất cả đi chết đi. Lục Kinh Vân xuất hiện, miệng quát lạnh một tiếng, tràn ngập sát ý vô cùng. Khí tức sắc bén lạnh lẽo truyền ra, cả không gian run rẩy. Tiếp đó Lục Kinh Vân phất tay lên, trong không gian này lập tức có một mảng lớn lưu quang màu vàng tràn ra. Siêu siêu. Lưu quang màu vàng lập tức hóa thành hơn chục mũi tên màu vàng, lập tức xuyên thủng không gian, dễ dàng xuyên qua mi tâm đám người kia, không có bất kỳ ai có sức phản kháng. Dưới uy áp sắc bén, lạnh lẽo này, tất cả mọi người giống như bị giam cầm. Phanh phanh. Dưới khí tức sắc bén, lạnh lẽo, trong ánh mắt ngây ngốc, nhìn chân trối của Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc cùng các đệ tử Phi Linh Môn, người của Vạn Thú Tông và Nguyệt Long các nổ tung đầu, thân thể hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Một đám rác rưởi, dám can đảm vây công người Phi Linh Môn ta, đúng là chán sống rồi. Ngay sau khi đánh chết một tôn cấp cùng với đám vương cấp, xuất cấp, Lục Kinh Vân hoàn toàn không để vào mắt, lại lần nữa vung tay lên, trong không gian lần nữa có lưu quang màu vàng lan tràn. Tám mũi tên màu vàng cực lớn xuyên thủng không gian, đánh vào trên người tám đầu yêu thú thất giai còn chưa kịp đào tẩu. Tám đầu yêu thú lúc này cũng giống như người của Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo, toàn thân bị năng lượng vô hình giam cầm, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Phanh phanh, tám đầu yêu thú thất giai có thân thể to lớn lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ ngập trời rơi xuống hạp cốc phía dưới. Hít, nhìn cảnh này, cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn trợn mắt há hốc mồm, thực lực khủng bố, khí tức uy áp sắc bén mà lạnh lẽo, còn có phương thức giết chết dã man như vậy khiến cho tóc gáy mọi người dựng đứng. Cái này quá kinh khủng. Sau khi thân thể đám yêu thú khổng lồ hóa thành huyết vụ rơi xuống, Lục Kinh Vân khẽ phất tay, kim quang ngập trời lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh Lục Kinh Vân cũng đáp xuống bên cạnh mọi người, trên mặt lần nữa xuất hiện nụ cười tà dị. Tất cả ánh mắt ngạc nhiên đều nhìn vào trên người Lục Kinh Vân, khiếp sợ không có cách nào nói lên lời. Kinh Vân, ngươi không sao chứ? Bạch Toa Toa nuốt một ngụm nước miếng nhìn Lục Kinh Vân rồi hỏi. Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Toa Toa A-di, con rất tốt, không có việc gì. Lục Kinh Vân lắc đầu, lúc này toàn thân hắn có loại cảm giác thoải mái không nói nên lời, không có một chút vấn đề nào. Trong không gian lạ lẫm, tất cả bình phục trở lại, thiếu nữ áo xanh lăng không đứng, hai mắt nhắm chặt, toàn thân tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo lan tràn ra chung quanh. Uy áp hoàng khí, trên người tiểu thư có hoàng khí. Khí tức của Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh Phong, tiểu thư đã là Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh Phong. Tiểu thư mới 13 tuổi a, 13 tuổi đã là Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh Phong, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Từng âm thanh kinh ngạc vang vọng trong không gian, từng ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối, không có ai dám tin tưởng đây là sự thật. Hoàng tộc, Lục gia chúng ta thành hoàng tộc. Tu vi vương cấp, đây là thật, ta cũng là vương cấp. Lục gia ta hưng thịnh, Lục gia muôn năm. Trên trấn Thanh Vân, trong Lục gia to lớn lúc này đang đắm chìm trong sự kinh hỉ tuyệt đối. Cả đám đệ tử Lục gia lúc này kích động khó nhịn được, thậm chí còn có người véo tay mình, để xem có phải nằm mơ hay không. Trong đại điện của Lục gia, lúc này có vô số đế giả hội tụ, bên trong đế giả của thập đại hoàng tộc chỉ có Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ lưu lại, những đế giả khác cùng với Tử Hiên lão tổ của Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc đã rời đi.
Nhưng trong đế đạo minh, cơ hồ tất cả đế giả, cùng với đám người thánh linh lão tổ, Kim Lang đại đế, Hàn Băng đại đế đều ở lại. Lục gia sôi trào, vô số đế giả hội tụ tại Lục gia, ai cũng thật không ngờ Lục gia lại có ngày hôm nay. Trong đại điện của Lục gia lúc này chỉ có người có tu vi tôn cấp, còn có một số ít trưởng lão vương cấp Lục gia mới có thể ngồi, trên chủ vị là Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ. Cả đám đế giả ngồi chung quanh, bởi vì đều có quan hệ với Lục Lâm Thiên, cho nên mọi người đều không khách khí. Bắc Cung Kình Thương tỏ vẻ cảm kích với phu thê Lục Đông còn có người của Lục gia, không có Lục gia chiếu cố nuôi dưỡng sẽ không có Bắc Cung Vô Song, chuyện này khiến cho đám người Lục Đông có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Mà đối với chuyện hoàng tộc, cùng với động tĩnh khủng bố như Cửu Tinh Liên Châu, người Lục gia còn chưa biết. Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ lại cẩn thận giải thích cho mọi người. Từ trong miệng của Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ, mọi người mới dần dần hiểu ra, Lục gia được thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân đều là vì thuộc tính đại thành, mà thuộc tính đại thành, tất nhiên chỉ có Lục Lâm Thiên mới có thể làm được. Bởi vì Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính đại thành, Lục gia bởi vậy mới trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, được thiên địa chiếu cố. Phàm là người có huyết mạch hay liên quan tới Lục Lâm Thiên, đều được thiên địa chiếu cố. Trên người sẽ mang hoàng khí được thiên địa ban tặng, đồng thời thực lực sẽ tăng vọt. Tất cả chuyện này đều vì một người đắc đạo, cả tộc được lợi. Bởi vậy người của Lục gia mới kích động biết được Lục Lâm Thiên còn chưa chết, nếu như chết rồi tuyệt đối sẽ không xuất hiện một màn này. Lục gia cũng không có ai lĩnh ngộ ra thuộc tính mới thứ 2, huống chi đối với thuộc tính mới này, đám người thánh thủ linh đế cũng không xa lạ gì. Kỳ thật tất cả mọi người cũng đều bởi vì Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7 cho nên mới chắc chắn Lục Lâm Thiên không chết. Từ trong miệng thánh thủ linh đế, những đế giả khác cùng với người Lục gia mới biết được, thuộc tính này chính là thuộc tính kim, hoàng khí trên người Lục gia tự nhiên cũng là kim hoàng khí. Trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, Lục Lâm Thiên còn chưa có chết, thuộc tính còn đại thành, chuyện này khiến cho người Lục gia kích động không thôi. Không ít trưởng lão Lục gia toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ra, bọn họ chưa từng nghĩ tới có một ngày Lục gia lại được như thế này. Phu nhân, trước kia đều là chúng ta sai à. Nếu không phải có phu nhân, Lục gia sẽ không có ngày hôm nay. Một đám trưởng lão Lục gia lúc này đều đi tới trước mặt La Lan thị rồi quỳ xuống đất hành lễ. Nhớ tới hành động của Lục gia khi trước, các trưởng lão Lục gia đều tự trách và hối hận không thôi, thiếu chút nữa Lục gia đã mất đi cơ hội một bước lên trời này. Chư vị trưởng lão mau đứng lên. La Lan thị vội vàng đứng dậy, lúc này ngay cả bản thân La Lan thị cũng chưa hồi phục tinh thần. La Lan thị dựa vào đan dược cưỡng ép tu luyện, mới đến tình trạng cực thấp mà thôi. Bản thân cũng không phải là nhân tuyển tu luyện tốt, cho nên hao phí không biết bao nhiêu đan dược, nàng cũng không để ý. Nhưng mà Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng cùng với mọi người đều nói muốn nàng tu luyện để khỏe mạng, ít nhất so với người bình thường thì sinh cơ sẽ dài hơn. Thế nhưng bây giờ tu thoáng cái đạt tới tình trạng mà nàng không thể nào khống chế được, cũng đạt tới tình trạng không thể tin được. Hiện tại nàng vô cùng cẩn thận. Bắc Cung tộc trưởng, nói như vậy Lâm Thiên không chết, lúc này còn đang ở trong hư không bí cảnh sao? Lục Trung cố nén sự kích động, hỏi Bắc Cung Kình Thương. Hẳn là như vậy, nhưng mà hiện tại cửa vào của hư không bí cảnh không rõ, chúng ta cũng không có cách nào đi vào. Bắc Cung Kình Thương nói. Ánh mắt Lục Trung lập tức ngưng trọng, nói. Vậy thì phải làm thế nào? Yên tâm đi. Nó ở trong hư không bí cảnh có thể lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành, nói không chừng sẽ có cơ duyên khác. Tất cả cứ để thuận theo tự nhiên, chỉ cần biết rằng nó còn sống là tốt rồi. Độc Cô Ngạo Vũ cười nói. Đúng vậy, tiểu tử kia nhất định sẽ có biện pháp đi ra. Thánh thủ linh đế cười nói, lúc này sự lo lắng trong lòng mấy năm của hắn đều tan biến, cảm giác vui vẻ thay thế sự lo lắng. Nói như vậy lão quái vật hơn phân nửa cũng không có chuyện gì. Hàn Băng đại đế cũng thở dài một hơi. Trong hư không bí cảnh tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh. Người chứng kiến tất cả chuyện này chỉ có một mình Thái Cổ U Minh Viêm. Lúc này Lục Lâm Thiên còn đang lăng không đứng trên không trung, chung quanh tất cả yên tĩnh, không có bất kỳ khí tức nào chấn động. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời, Thái Cổ U Minh Viêm vẫn còn lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện, nhưng mà lúc này hắn cũng không dám ra tay với nhân loại kia nữa. Trong không gian yên tĩnh, quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức chấn động, gợn sóng trong xung quanh bị xé rách, mơ hồ có thể nhìn thấy gợn sóng trong không gian chung quanh vặn vẹo.
Uy năng này đã tới tình trạng tuyệt đối khủng bố. Siêu. Đột nhiên hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra, trong mắt có tinh quang màu vàng giống như thực chất bắn ra. Đánh văng gợn sóng trong không gian trước người. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên như thức tỉnh, vô cùng sắc bén, lạnh lẽo tràn ngập trong không gian này. Xoẹt. Cùng một thời gian, thân ảnh Lục Lâm Thiên khẽ động, giống như trong lúc vô hình có thể tương liên với không gian này, bước chân bước ra một bước, cả không gian lập tức bắt đầu run rẩy. Cùng lúc, dưới không trung, biển lửa màu xanh ra trời theo một bước này của Lục Lâm Thiên bắt đầu sôi trào, tựa như nổi lên sóng gió. Một lần thành đế, đây chính là lực lượng của đế giả sao? Trên không trung, Lục Lâm Thiên thì thào nói, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lúc này cảm nhận năng lượng kinh người trong cơ thể mình, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Ở trong đan điền của hắn, lúc này vũ đan lục sắc xoay tròn, cấp độ khổng lồ của đan điền đã vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên. So với cấp độ tôn cấp quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Mà trong đầu, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn mình biến hóa, sau khi cấp độ vũ giả đột phá thành đế, sau đó cấp độ linh giả lại đột phá. Hai lần đột phá đối với linh hồn đều là tẩy lễ và tấn chức. Linh hồn giống như tấn chức, căn bản không thể so sánh được như lúc ban đầu. Mà ngay cả đại hồn anh cùng với kim đao màu vàng đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Mà trên thân thể, Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa. Đặt chân tới đế cấp, năng lượng thiên địa rèn thể, thân thể trên cơ sở bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể lần nữa được cường hóa không ít. Loại cường hóa này giống như bắt đầu từ tế bào trong thân thể, từ trong ra ngoài, năng lượng thiên địa cường hóa toàn diện, đem thân thể vốn cường hãn của hắn lần nữa cường hãn hơn không ít. Lúc này, thân thể cường hãn tới mức, thậm chí Lục Lâm Thiên còn có một ý nghĩ, không biết nếu như hắn so sánh với tiểu biến thái như Tiểu Long, kết quả sẽ ra sao? Thuộc tính Kim Đại Thành, mượn cơ hội một lần đột phá thành đế. Lục Lâm Thiên thì thào nói, tất cả đều giống như trong tưởng tượng của hắn. Mượn việc thuộc tính Kim Đại Thành, quả thực hắn đã trở thành đế giả. Thành đế, lúc này Lục Lâm Thiên tự nhiên hiểu rõ việc này đại biểu cho việc gì. Tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục này, đây là tồn tại mà năm đó hắn không dám nghĩ tới. Tu vi tôn cấp cao trọng có thể xưng là siêu cấp cường giả trên đại lục này. Thế nhưng đế giả mới chính thức là tồn tại đỉnh phong trên đại lục. Cấp độ đế giả cũng chính là tồn tại mà cơ hồ tất cả cường giả tôn cấp dùng cả đời để truy cầu. Là cảnh giới mà cơ hồ tất cả vũ giả, linh giả tha thiết mơ ước. Đồn rằng đế cấp và tôn cấp có sự tăng vọt về chất, chính thức là trời và đất, không thể san lấp. Tuyệt đại đa số nhân vật phong hoa tuyệt đại, có lẽ dùng cả đời đều không có cách nào đạt tới, giống như nghĩa phụ Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn của hắn vậy. Hai người đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, thế nhưng đều không thể đặt chân vào cấp bậc đế giả. Mà lúc này hắn đặt chân vào đế cấp. Lục Lâm Thiên mới có thể cảm giác được giữa đế cấp và tôn cấp có biến hóa về chất. Lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng, dường như hắn với thiên địa tương liên với nhau. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể vận dụng lực lượng thuộc tính trong thiên địa. Trước kia, chân khí dẫn động năng lượng thuộc tính cho bản thân mình sử dụng, nhưng đó chỉ là dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa mà thôi. Tất cả đều dùng chân khí, linh lực làm kính, mà lúc này đột phá đế cấp. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, mỗi một cái giơ tay nhấc chân này của hắn hiện tại vận dụng năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Đương nhiên, trong có còn cần chân khí và linh lực. Thậm chí linh lực và chân khí càng khổng lồ, có thể vận dụng năng lượng thiên địa càng khổng lồ. Nhưng mà giữa hai loại vận dụng trong lúc mơ hồ có biến hóa về chất. Trước kia là chân khí linh lực dẫn động năng lượng thiên địa, chân khí, linh lực làm chủ. Mà hiện tại có thể vận dụng năng lượng thiên địa. Nói một cách tương đối, chân khí và linh lực đã trở thành phụ. Lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được vì cái gì tôn giả không có cách nào chống lại đế giả, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giữa hai cấp độ căn bản cách nhau như trời và đất. Cho dù là chuẩn đế cũng chỉ dùng linh lực, chân khí làm chủ mà thôi, căn bản còn chưa đạt tới tình trạng vận dụng năng lượng thiên địa. Cảm nhận biết hóa trong cơ thể, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười thỏa mãn. Thuộc tính Kim Đại Thành. Có lẽ sẽ có kim hoàng khí a. Lục Lâm Thiên thì thào nói xong, quanh thân đột nhiên có một cỗ kim quang ngập trời từ trong thân lan tràn ra. Xoẹt. Cùng một lúc, trong hư không trong khoảnh khắc có vô số năng lượng thuộc tính kim nồng đậm kéo tới. Trong mỗi tấc không gian đều có năng lượng thuộc tính kim giống như trong cơ thể Lục Lâm Thiên,
lập tức hội tụ về phía Lục Lâm Thiên. Giống như chỉ cần năng lượng thuộc tính kia trong cơ thể Lục Lâm Thiên khẽ động, thuộc tính kim trong thiên địa này sẽ chấn động, hoàn toàn tương dung với Lục Lâm Thiên, có thể để cho Lục Lâm Thiên khống chế, điều động. Cảm giác thật kỳ diệu. Lục Lâm Thiên đạp không đứng thẳng, cánh tay khẽ phất một cái, trên không trung, năng lượng thuộc tính kim ngập trời lập tức hội tụ tới. Năng lượng thuộc tính kim này giống như là một bộ phận trong thân thể hắn vậy, vô cùng thân thiết. Thuộc tính kim đại thành, khống chế thuộc tính kim, chẳng lẽ là loại cảm giác này sao? Lúc này toàn thân Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời, loại cảm giác thoải mái này tự nhiên sinh ra trong người. Ngao! Thuộc tính kim ngập trời lan tràn, trên không trung, một tiếng long ngâm rất nhỏ lan tràn ra. Huyết lục kêu lên một tiếng, lập tức xuyên thấu không gian phóng tới. Huyết lục. Trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như lúc hắn đột phá huyết lục tự động rời khỏi đan điền của hắn. Tâm niệm Lục Lâm Thiên vừa động, cánh tay vung lên, huyết lục lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ông! Nắm huyết lục vào tay, tiếng sấm minh trong không gian vừa vang lên rồi biến mất. Lục Lâm Thiên nhìn huyết lục trong tay, u nhã, thân đao ngày càng linh động, toàn thân tràn ngập màu đỏ hồng, bên trong màu đỏ hồng dường như còn có một cỗ quang mang màu vàng. Dường như huyết lục biến hóa không ít, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, không giống như thần khí bình thường. Lục Lâm Thiên cảm giác huyết lục trong tay, có thể cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng trên huyết lục, lúc này huyết lục tuyệt đối xảy ra biến hóa lớn. Thân đao càng thêm ngưng thực, huyết sắc quang mang ngày càng nội liễm. Trong lúc mơ hồ dường như đã bị quang mang màu vàng thay thế, khí tức sát khí quỷ dị kia lúc này lại có thêm một cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo lan tràn. Rốt cuộc biến hóa thành cái dạng gì? Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không biết cụ thể huyết lục biến hóa tới cấp độ gì, nhưng mà hắn có thể khẳng định, huyết lục càng mạnh hơn. Trong lúc vô hình dường như giống với bản thân hắn, có thể hòa thành một thể với thuộc tính kim trong thiên địa. Có thể khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa vậy. Ầm ầm, Lục Lâm Thiên không nhịn được mà rót chân khí vào bên trong. Phía trên huyết lục lập tức có tinh quang bắn ra, giống như sống lại, dẫn động năng lượng thuộc tính kim ngập trời bao phủ không gian. Trong nháy mắt cả không gian biến sắc, run rẩy không ngớt. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trong biển lửa màu xanh ra trời bao la phía dưới không trung, âm thanh kiêng kỵ của thái cổ U Minh Viêm truyền ra. Ngươi quan sát lâu như vậy rốt cuộc cũng cam lòng có động tĩnh sao? Hai tay Lục Lâm Thiên nắm huyết lục nâng tới vai, trong mắt hiện lên chiến ý nóng bỏng. Lúc này sau khi đột phá đế cấp, có linh hồn cường đại chống đỡ, tâm thần của hắn đã bắt đầu cảm nhận được khí tức trên người thái cổ U Minh Viêm. Nhân loại, ngươi đã rời khỏi thế giới của ta. Ta cũng không làm gì được ngươi, đồng thời ngươi cũng không làm gì được ta. Như vậy đi, chúng ta làm một chút giao dịch, được không? Âm thanh của thái cổ U Minh Viêm truyền ra. Giao dịch gì? Có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi đừng chọc tới ta. Ta cũng không đối phó với ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái cổ U Minh Viêm dùng giọng thương nghị nói với Lục Lâm Thiên. Ta có thể cân nhắc một chút, thế nhưng trước mắt ta muốn làm một chuyện, đó là thử xem thực lực của ta. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, huyết lục được dương lên, thuộc tính kim ngập trời. Cuồn cuộn không dứt hội tụ tới, tất cả tụ tập trong không gian sau lưng Lục Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc không gian gió nổi mây phun, kim quang rực rỡ. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đế cấp, thuộc tính đại thành, có thể khống chế thuộc tính, còn có thần khí thuộc tính là có thể đối phó được với ta. Lúc trước lão gia hỏa Công Tôn gia tộc cùng với cường giả mấy tộc khác đều có thể khống chế thuộc tính, thực lực so với ngươi bây giờ còn mạnh hơn. Thế nhưng cũng không có cách nào làm gì được ta. Âm thanh giận dữ của thái cổ U Minh Viêm truyền ra, hắn đã sớm biết nhân loại này không từ bỏ ý đồ. Không ngờ hắn bị phong ấn vô số năm, vừa mới thoát ra đã đỡ Upsilon.ng phải nhân loại này. Mà hắn ngay cả nhân loại này cũng không làm gì được. Còn bị ép tiêu hao 7 năm, khiến cho thực lực lần nữa đại giảm. Nhớ tới những chuyện này khiến cho thái cổ U Minh Viêm càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, dần dần giận dữ. Ở trong thế giới của hắn, không ai có thể làm gì được hắn. Thật không, bất quá ta đoán, đến bây giờ ngươi đã tiêu hao không kém, ngươi còn phát huy được bao nhiêu thực lực nữa. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, tình huống của thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên cũng biết rõ một ít. Lúc này hắn cũng có thể cảm giác được,
thái cổ u minh viêm tiêu hao không phải ít. Nhân loại nhỏ bé, ngươi đừng làm càn, đột phá đế giả thì thế nào? Không chế thuộc tính mới thì cũng không có cách nào làm gì được ta. Ta vốn không phải là tồn tại mà ngươi có thể chống lại. Thái cổ u minh viêm dứt lời, dung nham màu xanh da trời cuồn cuộn, từ trong đó ngưng tụ ra một cự nhân bằng dung nham màu xanh da trời chừng ngàn thước, cự nhân sừng sững đứng trong biển lửa màu xanh da trời. Cự nhân bằng dung nham này giống như một ngọn núi sừng sững đứng đó, chung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn. Giống như là sóng to gió lớn, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian bị đốt cháy thành hư không. Nhân loại nhỏ bé, vừa mới đột phá đế giả mà thôi, cho dù ta tiêu hao nhiều hơn nữa, tuyệt đối có thể không đặt ngươi vào trong mắt. Cự nhân bằng dung nham màu xanh da trời nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự khinh thường, hàn ý, giận dữ. Thật sao, ta rất muốn thử một lần. Trong mắt Lục Lâm Thiên tuôn ra chiến ý, chân khí cuồn cuộn không dứt tiến vào trong huyết lục nổ vang, tác động năng lượng thuộc tính kim trong không gian sau lưng Lục Lâm Thiên. Nhân loại, thực lực ngươi còn chưa đủ. Khi một chữ cuối cùng từ trong miệng cự nhân bằng dung nham màu xanh da trời vừa dứt, cự nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, phất tay một cái. Hỏa diễm màu xanh da trời phía dưới lập tức cuồn cuộn. Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời được ngưng tụ, nhanh chóng đánh về phía trước. Nhiệt độ nóng bỏng kia khiến cho không gian chung quanh quyền ấn lập tức bị đốt cháy thành hư vô. Mắt nhìn một quyền này đánh tới, trong tâm thần dò xét của Lục Lâm Thiên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cả phiến không gian này hiện tại giống như đang ở trong một cái bếp lò, có thể đốt cháy vạn vật thành cho tàn và hư vô. Duệ kim hồn đao. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, huyết lục khống chế thuộc tính kim ngập trời hội tụ. Tiếng quát vang vọng, kim quang quanh thân trong nháy mắt đại thịnh, huyết lục kéo theo một đường cong huyền ảo, trong giây lát có hành động. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng, đao mang mang theo khí tức sắc bén. Lạnh lẽo ầm ầm xẹt qua không trung, đao mang màu vàng mang theo tiếng xé gió sắc bén nhanh như thiểm điện xé rách không gian. Siêu siêu. Đao mang màu vàng vừa ra, cả không gian run rẩy. Dưới đao mang, không gian xuất hiện một khe nứt không gian đen kịt, trong đó ẩn chứa linh hồn lực vô hình, trong khoảnh khắc đánh vào trên quyền ấn của Thái Cổ U Minh Viêm, đao mang quyền ấn va chạm, quyền ấn của Thái Cổ U Minh Viêm tán loạn. Ken két. Quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời tán loạn, hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời ngập trời, giống như pháo hoa màu xanh rực rỡ nổ trên không trung. Thế nhưng bên trong lại ẩn chứa khí tức hủy diệt, nếu ai đỡ upsilon.ng vào, kết cục tuyệt đối nghiêm trọng. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể mạnh như vậy? Âm thanh kinh ngạc của Thái Cổ U Minh Viêm truyền ra, quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời bị chém nát, thân thể khổng lồ tiêu tán trong biển lửa màu xanh da trời. Thật thống khoái, đây mới là lực lượng A. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đang kinh ngạc, vừa mới đánh ra loại lực lượng này quả thực quá sảng khoái. Toàn thân hắn tràn ngập sự sảng khoái không nói nên lời. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều giống như có lực lượng phá trời diệt đất. Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, bất kể là hắn hay huyết lục đều có tiến bộ cực lớn. Huyết lục so với trước đó lần nữa cường hãn hơn nhiều. Đặc biệt là thi triển Duệ Kim Hồn Đao. Quả thực giống như tương liên với thiên địa. Mà khi hắn điều động năng lượng thuộc tính trong thiên địa, Lục Lâm Thiên còn có thể cảm nhận được rõ ràng, khi hắn thúc giục Duệ Kim Hồn Đao, chân khí tiêu hao cơ hồ cực nhỏ, giống như hoàn toàn không có một chút tiêu hao nào. Chuyện này tạm thời khiến cho Lục Lâm Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này Lục Lâm Thiên phán đoán, dùng tu vi của hắn hiện tại, người có tu vi chuẩn đế ở trước mặt hắn chính là con sâu cái kiến, chỉ vung đao là có thể diệt. Không biết đối phó với đế giả khác sẽ thế nào. Lục Lâm Thiên khẽ liếm bờ môi mình, trong mắt tràn ngập chiến ý. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác rất muốn tìm một đế giả đại chiến một phen. Lực lượng hùng hậu trong cơ thể khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác sôi trào. Nhân loại, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào làm gì được ta. Ta không muốn dây dưa với ngươi. Thái Cổ U Minh Viêm khẽ quát một tiếng dứt lời, cả biển lửa màu xanh ra tời phía dưới sôi trào kịch liệt. Tiếp đó tràn vào trong hố sâu cực lớn kia. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, biển lửa màu xanh da trời này giống như kỳ tích dùng thời gian ngắn dũng mãnh tràn vào trong cái hố sâu kia. Nhân loại, ngươi đi đi, ngươi không có cách nào làm gì được ta đâu. Ta mặc kệ ngươi. Âm thanh của Thái Cổ U Minh Viêm từ trong cái hố to dưới lòng đất truyền ra,
tất cả lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lục Lâm Thiên nhìn qua hố to sâu hóm dưới lòng đất, ánh mắt chớp động, dường như cũng không có cách nào. Thái cổ U Minh Viêm quá khó đối phó, thậm chí là hiện tại Lục Lâm Thiên còn chưa biết mình nên đối phó với nó thế nào. Ồ, giống như đã đột phá. Thu hồi huyết lục, tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét vào trong thiên trụ giới. Tiểu Long và Bạch Linh dường như trong thiên trụ giới đều đột phá, từ khí tức trên thân thể hai người xem ra đều đã tới đế cấp. Sau khi bố trí một đạo cấm chế trên không trung, dù sao có kim đao màu vàng, lúc này Lục Lâm Thiên đối với thái cổ U Minh Viêm này cũng có chút tự tin, không sợ nó đánh lén. Sau khi bố trí cấm chế, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, gọi ra thiên trụ giới rồi tiến vào bên trong. Tầng thứ hai thiên trụ giới, Bạch Linh đang ngồi khoanh chân. Thời gian trong thiên trụ giới gấp 20 lần bên ngoài 7 năm trong này đã 140 năm. 140 năm, đối với tu vi hiện tại của Bạch Linh mà nói, cũng không tính là thời gian quá dài. Gợn sóng trong không gian lóe lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức xuất hiện. Nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng khoanh chân ngồi, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười. Cho dù là đang khoanh chân ngồi đều giống như trích tiên, khiến cho tim người khác đập thình thịch. Người gặp phải phiền phức sao? Lúc này, Bạch Linh cảm giác trước người có chấn động, hai con mắt nhắm chặt mở ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm. Lại yêu mị chúng sinh, lúc này trong mắt có sự lo lắng người khác khó có thể phát hiện ra. Đã giải quyết ổn rồi, chúng mừng nàng đột phá đế cấp. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng vui vẻ, vốn hắn hy vọng Bạch Linh có thể đột phá thành đế, giờ phút này Bạch Linh đã tới một bước này, đế cấp, trong thú tộc cũng là tồn tại cao không thể chạm tới. Người dường như, Bạch Linh đứng dậy, thân thể mềm mại, đường vòng cung động lòng người hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận khí tức trên người nam tử áo bào xanh này đã không giống như trước, cấp độ của khí tức này. Nhìn Lục Lâm Thiên, Bạch Linh kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng đột phá đế cấp sao? Hình như là vậy. Hai tay Lục Lâm Thiên sờ mũi, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, y phục trắng như tuyết, tựa như trích tiên, nhìn qua cũng khiến cho tim người ta đập thình thịch. Rõ ràng là yêu mị cực kỳ, thế nhưng lại khiến cho trong lòng người ta không dám khinh nhờn. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử trước mặt trong mật địa của Vân Dương Tông, trong lòng hắn lúc đó vô cùng rung động. Nàng đã đột phá thành đế, ta đã từng nói qua, sau khi nàng thành đế, nàng sẽ là nữ nhân của ta. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ, mắt nhìn qua nữ tử yêu mị, lạnh lùng mà uy nghiêm điên đảo chúng sinh này. Lục Lâm Thiên xác định mình không phải vì dung mạo của Bạch Linh mà có ý nghĩ như vậy. Giống như trong lúc bất chi bất giác, trong lòng hắn có hình ảnh của nữ tử này, cực kỳ lặng lẽ, thế nhưng dường như lại in dấu thật sâu. Đợi sau khi bản thân Lục Lâm Thiên phát hiện ra, lạc ấn này đã quá sâu, trước kia Lục Lâm Thiên không có cảm tưởng gì, cũng không muốn, dù sao nhân và yêu khác nhau. Thế nhưng hiện tại lại không giống, Bạch Linh đã đột phá thành đế, thú hồn trải qua rèn giũa, đã không khác nhân loại. Lục Lâm Thiên cũng không còn giống khi trước, lúc trước hắn không dám suy nghĩ nhiều là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Mà bây giờ trong lòng hắn có nàng, vậy thì cứ biểu hiện. Huống chi Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, trong lòng Bạch Linh nhất định cũng có hắn, nữ tử trước mặt chỉ có thể là của hắn. Sắc đảm của ngươi càng lúc càng lớn. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên một lát, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng mà uy nghiêm khiến cho người ta run sợ, lại cao cao tại thượng giống như tiên tử, không dám sinh lòng khinh nhờn. Bởi vì trong lòng ta có nàng, cho nên ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào mắt Bạch Linh, không có chút nào lui bước. Khóe miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt vui vẻ. Ngươi đã có vô song, cảnh văn, hồng lăng. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt giống như ngọc thạch được khắc trên khuôn mặt hoàn mỹ, trong đôi mắt ôn nhu kia tuy rằng không có một chút dư thừa nào, thế nhưng chỉ cần nhìn vào một cái cũng khiến cho người ta không tự chủ được mà hãm sâu vào. Các nàng đều quan trọng như nhau, không có ai cao ai thấp, bởi vì trong lòng ta các nàng đều là tính mạng của ta. Lục Lâm Thiên nói. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ biến ảo, lập tức cười cười, nụ cười giống như đóa tuyết liên ở băng sơn đang tan chảy. Nàng cười khiến cho ta không đoán ra. Lục Lâm Thiên vuốt mũi, cười nhạt một tiếng nói, không biết trong lòng nữ tử giống như trích tiên trước mắt này nghĩ cái gì, thế nhưng Lục Lâm Thiên rất rõ ràng.
Trong lòng nữ tử tuyệt mỹ, yêu mị này là một khối băng rất khó chinh phục. Bạch Linh tiếp tục mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được, đủ để khiến cho tất cả mọi người rung động. Ánh mắt nàng nhìn qua Lục Lâm Thiên, khóe miệng nhếch lên, cặp môi đỏ mỏng khẽ mở nói. Muốn làm nam nhân của ta, vậy thì trước tiên ngươi phải đánh bại ta mới được, bằng không nghĩ cũng đừng có nghĩ. Vậy thì hiện tại thử một lần xem thế nào. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hai mắt lập tức sáng ngời. Ngươi không nên đắc ý, ta biết rõ ngươi lợi hại. Bất quá ta cũng muốn nói cho ngươi biết, cửu vĩ yêu hồ nhất tộc chúng ta sau khi đột phá thành đế chính thức được gọi là cửu vĩ thiên hồ, cũng có toàn bộ thiên phú của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc. Tuyệt đối không thua Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ. Ta muốn thắng ngươi có lẽ không có khả năng, còn ngươi muốn thắng ta, vậy thì cũng không nhất định. Bạch Linh mở miệng cười cười, khóe miệng nở nụ cười tràn ngập ngạo khí, ánh mắt khẽ biến ảo, lộ ra sự yêu mị, phong tình vạn trùng, rung động lòng người, rung động chúng sinh. Hiện tại ta rất muốn thử xem. Trước mặt người đẹp, Lục Lâm Thiên cũng muốn biết thực lực chân chính hiện tại của mình. Trong mắt hiện lên chiến ý, chân khí quanh thân bắt đầu lan tràn. Lục Lâm Thiên ngươi sao rồi? Ta cảm giác ngươi mạnh hơn không ít, có phải ngươi đã đột phá đế cấp rồi hay không? Mà lúc này, trong đại hồn anh, âm thanh như chuông bạch của huyết linh mẫu đơn vang vọng trong đầu Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Lúc này hắn mới nhớ tới huyết linh mẫu đơn còn đang ở trong đầu đại hồn anh. Đại hồn anh vốn đang luyện hóa tàn hồn thiên thứ điêu thượng cổ, khí tức đã có thể so sánh với chuẩn đế. Hiện tại hắn đã đột phá đế cấp, khí tức trên người đại hồn anh lần nữa tăng cường, trong lúc mơ hồ tiếp cận vô hạn tới cấp độ đế giả. Xuất hiện đi! Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, trong đầu nói với huyết linh mẫu đơn. Lục Lâm Thiên, ta đi ra ngoài thế nào? Bảo vật kia của ngươi ta không dám động vào a. Âm thanh như ma âm của huyết linh mẫu đơn vang vọng trong đầu Lục Lâm Thiên, nàng còn đang kiêng kỵ bảo vật quỷ dị kia. Ngươi xem thử xem, chỉ cần ngươi không có địch ý với ta, có lẽ nó không công kích ngươi. Lục Lâm Thiên lần nữa nói, trên người huyết linh mẫu đơn đã có ấn ký linh hồn của hắn. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên phỏng đoán, có lẽ kim đao màu vàng sẽ không động thủ với huyết linh mẫu đơn. Đại hồn anh không bị kim đao màu vàng tiêu diệt là do có khí tức linh hồn của hắn. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh khẽ biến đổi, nhìn cử động của Lục Lâm Thiên nàng cũng có thể suy đoán ra dường như Lục Lâm Thiên đang câu thông cùng với ai đó. Ngươi chắc chắn chứ? Huyết Linh mẫu đơn có chút do dự, bảo vật kia khiến cho nàng quá kiêng kỵ. Ngươi còn phải ở bên cạnh ta ngàn năm, hiện tại ta không nỡ để cho ngươi chết. Lục Lâm Thiên nói. Khanh khách! Ngươi không nỡ để cho ta chết sao? Không phải lại ôm tâm tư gì đó chứ? Hoa nô trước kia bị ta khống chế đều có ý xấu với ta à? Âm thanh mê hoặc như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn truyền ra, thân ảnh mềm mại từ trong mi tâm đại hồn anh nhảy ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của huyết linh mẫu đơn tràn ngập vẻ cảnh giác, thế nhưng cũng không bị bảo vật quỷ dị kia công kích. Xuất hiện đi! Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng thở dài một hơi, xem ra giống như trong tưởng tượng của hắn. Có ấn ký linh hồn của hắn thì sẽ không bị kim đao màu vàng công kích. Tâm thần khẽ động, Lục Lâm Thiên lập tức đem huyết linh mẫu đơn ra khỏi không gian trong đầu. Một đạo lưu quang huyết sắc lóe lên, tiếp đó xuất hiện trong thiên trụ giới, hóa thành một thân ảnh xinh đẹp, mềm mại. Trên người mặc một bộ cung trang lộng lẫy màu đỏ, giống như máu tươi lưu chuyển. Sau đầu là mái tóc đỏ tươi rũ xuống tới bờ mông ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt đỏ tươi, cực kỳ xinh đẹp. Huyết linh mẫu đơn vừa mới xuất hiện, Bạch Linh lập tức nhíu mày, ánh mắt uy nghiêm lạnh nhạt nhìn vào huyết linh mẫu đơn. Lúm đồng tiền ngọt ngào, thân thể kiều diễm mà mị hoặc, lại cao quý mà trang nhã, khiến cho ánh mắt Bạch Linh không khỏi chớp động. Ồ, không ngờ lại có nữ tử tuyệt mỹ như vậy. Huyết linh mẫu đơn nhìn Bạch Linh, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, âm thanh như chuông bạc lần nữa vang lên. Thú tộc, lại là đế cấp. Đế cấp. Ánh mắt Bạch Linh lần nữa chớp động, dùng tu vi của Bạch Linh hiện tại tự nhiên có thể liếc nhìn ra huyết linh mẫu đơn này giống như nàng, đều tới đế cấp. Nhưng mà khí tức trên người đối phương cực kỳ quái dị, không phải vũ giả, cũng không giống như thú tộc. Nàng ta gọi là mẫu đơn, bản thể là linh vật trời sinh huyết linh mẫu đơn trong hư không bí cảnh. Lục Lâm Thiên lập tức nói lai lịch của huyết minh mẫu đơn cho Bạch Linh nghe. Linh vật trời sinh, huyết linh mẫu đơn. Trên khuôn mặt động lòng người của Bạch Linh hiện lên vẻ kinh ngạc,
dường như nàng cũng biết một ít về linh vật trời sinh như huyết linh mẫu đơn. Khanh khách, Lục Lâm Thiên nữ tử tuyệt mỹ như vậy lại là đế cấp, diễm phúc của ngươi vô cùng sâu a. Mỗi lần gặp ngươi bên người ngươi dường như đều có mỹ nữ bồi tiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt lành chứ. Mẫu đơn chu miệng nhìn Bạch Linh, lại quay đầu lườm Lục Lâm Thiên nói. Thế nhưng ngay lập tức ánh mắt nàng đại biến nói. Nhanh như vậy ngươi đã đột phá đế cấp sao? Đúng vậy, đột phá rồi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu nói. Ngươi ở đây, vậy thì U Minh ở đâu? Mẫu đơn nói tới chuyện quan trọng, ánh mắt nhìn bốn phía. Thế nhưng nơi này lại không giống như hư không bí cảnh, nàng vô cùng kiêng kỵ tên U Minh kia. Dường như hắn trốn rồi. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Trốn, làm sao có thể? Tên kia làm sao lại trốn cơ chứ? Trong mắt mẫu đơn hiện lên sự kinh ngạc nói. Ngươi ở trong thế giới của hắn làm sao có thể chạy ra, chuyện này rất khó. Dù sao hiện tại ta cũng đi ra, hắn cũng đã trốn rồi. Lục Lâm Thiên cười cười, ánh mắt bỗng nhiên chớp động, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, lẩm bẩm nói. Cũng muốn đột phá rồi sao? Lâm Thiên, sao vậy? Bạch Linh nhẹ giọng hỏi. Chúng ta xuống dưới xem một chút. Lục Lâm Thiên nhìn qua Bạch Linh, cười cười nói. Đợi lát nữa chúng ta sẽ giao thủ, ta nhất định sẽ đánh bại nàng trốn không thoát đâu. Dứt lời, tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, thân ảnh ba người lập tức tới thiên trụ giới tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, ánh mắt Bạch Linh ngơ ngác, sững sờ, trong mắt lập tức có vui vẻ. Nhất thời còn chưa chú ý tới việc mình đã tới tầng thứ nhất. Ầm ầm. Trong tầng thứ nhất thiên tụ giới, lúc này bắt đầu gió nổi mây phun, mang theo tiếng sấm minh. Giữa không trung, không biết từ nơi nào có năng lượng thiên địa bàng bạc đang rót vào trong người Nam Thúc. Lục Lâm Thiên xuất hiện trong tầng thứ nhất thiên trụ giới, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía trước. Có người đang đột phá đế cấp. Ánh mắt đỏ rực của mẫu đơn mang theo sự kinh ngạc nhìn lên trên không trung, động tĩnh bực này chỉ có đột phá đế cấp mới có thể có. Lão đại, Bạch Linh tỷ, Lục sư đệ. Hai đạo thân ảnh đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Đúng là Tiểu Long và Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến. Tiểu Long, đệ cũng đột phá rồi sao? Lục Lâm Thiên đã sớm dò xét biết Tiểu Long đột phá. Lúc này nhìn Tiểu Long, bên trong đôi mắt đen nhánh, thâm thúy dưới mái tóc xoăn màu vàng kia hiện lên một cỗ khí tức mênh mông, ấn ký trong mi tâm càng ngày càng yêu dị. Đã sớm đột phá đế cấp, không có gì quá khó khăn. Ánh mắt Tiểu Long nhảy lên. Dường như đột phá đế cấp đối với hắn mà nói không phải là một chuyện có tính khiêu chiến gì. Lục Lâm Thiên chỉ có thể cười khổ, trên người Tiểu Long đạt được truyền thừa cao nhất của Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc, loại thiên phú này đã quyết định độ khó khi tu luyện. Người khác căn bản không thể so sánh, đại khái có thể nói là người so với người thức tới điên người. Sư huynh cũng tiến bộ không ít a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến. Từ khí tức trên người có thể thấy Bách Biến Tôn giả Khiên Bách Biến vốn là linh tôn cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong, lúc này đã tới linh tôn cửu trọng hậu kỳ, cơ hồ tới đỉnh phong.